Cháo đậu tương cùng với hai chiếc quẩy vàng óng, thơm phức mũi đặt trên tô cháo chính là bữa sáng của Lệ Khuynh Thành. Mỗi một dân tộc đều có thói quen ẩm thực của chính mình. Khi ở Paris, Tần Lạc quả thực rất nhớ những món ăn bình dân mang đậm phong cách Trung Quốc này. Hắn vốn cũng đã ăn sáng ở nhà nhưng khi nhìn thấy những món ăn đó hắn lại có cảm giác đói. Anh tưởng rằng phụ nữ không dám ăn những món ăn nhiều mỡ. Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành dùng đũa kẹp chiếc quẩy đưa vào miệng cắn nhai ngon lành hỏi. Không phải không thích ăn mà là không dám ăn. Mọi người sợ ăn loại thức ăn đó sẽ làm mặt mình nổi mụn, Lệ Khuynh Thành nói. Em không sao. Em có gì phải sợ. Em sắp bước vào thời kỳ tắt kinh của bà già mà còn sợ mặt có mụn sao? Được rồi, Lệ Khuynh Thành dùng khăn tay lau miệng và hỏi, hôm qua em đã gặp cô ấy. Anh biết, Tần Lạc gật đầu. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ vào tai Tần Lạc, cô ấy có nghi ngờ hai chúng ta có quan hệ bất chính mà kiểm tra sức chiến đấu trên giường của anh không? Chuyện đó chỉ có em mới làm được, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, chính cung có phong thái cùng khí khái của chính cung, không thể giống như kiểu dáng nhân tình của em, làm chuyện gì cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ không cẩn thận bị người ta xông tới cắn xé không chút nể nang, Lệ Khuynh Thành cố ý dùng giọng điệu chua xót nói. Cho dù chuyện đó có thực sự xảy ra, em cũng không thiệt hại gì, Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành là người phụ nữ mạnh mẽ, cứng cỏi. Hai, ba Lâm Hoán Khê cũng không phải là đối thủ của nàng. Nếu cô ấy thật sự xông tới, em thực sự không dám chống lại cô ấy. Nói ra cũng thật kỳ quái, em chưa từng biết sợ bất kỳ ai nhưng không hiểu tại sao đứng trước mặt cô ấy em thực sự mất tự tin. Đây có phải là có tật giật mình không? Là vì em có cảm giác có lỗi với Hoán Khuê, Tần Lạc thở dài nói. Có lẽ, Lệ Khuynh Thành uống một ngụm cháo nói, em thật sự không thể ra tay với cô ấy. Tần Lạc xoa mặt nói, anh chuẩn bị nói quan hệ của hai chúng ta với Hoán Khuê. Anh cảm thấy rất có lỗi với Hoán Khuê nếu cứ tiếp tục lừa dối như vậy. Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Lạc nói, Tần đại thiếu gia, sao anh càng ngày càng ngốc vậy? Em không đồng ý sao? Nói linh tinh, em đương nhiên không đồng ý. Lệ Khuynh Thành không muốn ăn nữa, nàng bỏ thìa xuống bát cháo, rút khăn tay lau miệng nói, anh cho rằng cô ấy không biết sự tồn tại của em sao? Anh nghĩ rằng cô ấy không biết quan hệ của hai chúng ta sao? Ý của em là, Hoán Khuê đã biết quan hệ ở Paris của chúng ta sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Xem ra anh quả thật không hiểu người phụ nữ của mình, Lệ Khuynh Thành nói. Em hoàn toàn không tin một người phụ nữ có thể quản lý công việc của Hiệp hội Trung Y một cách quy củ như vậy lại không nhận ra mối quan hệ của chúng ta, lại không thể tưởng tượng ra chúng ta đã làm gì ở Paris. Anh đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của cô ấy. Nhưng Hoán Khuê không có bất kỳ biểu hiện nào, Tần Lạc nói. Đây chính là chỗ thông minh của cô ấy, Lệ Khuynh Thành nói. Chuyện đã xảy ra, cô ấy làm lớn chuyện thì có ích gì với quan hệ của hai người. Cãi nhau ầm ĩ với anh một hồi rồi tức giận bỏ đi sao? Không phải như vậy gián tiếp đẩy anh vào vòng tay những đối thủ như bọn em đang chăm chú theo dõi hai người sao? Cô ấy biết nhưng lại không nói như vậy, cô ấy vẫn là chính cung. Em vẫn chỉ có thể là vợ hai, vợ ba hay thứ tự sau nữa, chỉ là một nhân tình. Nếu như anh nói ra, chứng tỏ anh muốn cô ấy thừa nhận mối quan hệ của hai chúng ta, cũng gián tiếp nâng cao vị trí của em trong mắt cô ấy. Anh muốn hai người chúng em chính thức đối chọi gay gắt, ra tay động thủ với nhau sao? Anh không có ý đó, Tần Lạc vội vàng xua tay nói. Điều này không thể được, anh đã không muốn làm mọi chuyện loạn cả lên thì hãy ngoan ngoãn hưởng thụ diễm phúc của mình đi. Mỗi khi em muốn, em sẽ tìm anh để cứu hỏa. Giống như anh ăn mãi món xào ở nhà, muốn đổi sang ăn món ăn dân dã thì cứ tới tìm em. Anh thấy đó không cần dùng tiền, chuyện này vẫn tốt đẹp. Hai chúng ta không ai nợ ai. Một chuyện đứng đắn nghiêm chỉnh em nói lại thành chuyện này vậy. Ý anh là em nói thô tục, đúng không? Em xuất thân là một đứa trẻ nghèo khổ, thật sự không biết dùng những từ ngữ uyển chuyển. Hơn nữa chuyện này cũng vốn không phải là chuyện tao nhã gì cả. Khi Thượng Đế sáng tạo ra con người đã từng nghĩ tới điều này nên mới tạo ra một thân thể lồi, một thân thể lõm, nhu cầu của cơ thể. Vậy chuyện xảy ra của em ở Paris với anh cũng xuất phát từ nhu cầu của cơ thể sao? Em là phụ nữ nên đương nhiên cũng có nhu cầu, nhưng em có quan hệ với anh mà không phải với người khác, chứng tỏ em cũng thích anh, Lệ Khuynh Thành cười tươi nói, dáng vẻ nàng thực sự như một tiểu hồ ly dạt dào tình ý. Anh vốn nghĩ đã hiểu em nhưng xem ra bây giờ anh nhận ra mình vẫn chưa hiểu em, Tần Lạc nói. Anh cho rằng khi nghe em kể hết quá khứ đau buồn của mình là nghĩ đã hiểu hết em sao?
anh cũng cho rằng người phụ nữ cả ngày không nói câu nào ở nhà của anh chính là người ngốc nghếch không biết gì sao. Tần Lạc, có đôi khi em rất ngạc nhiên với suy nghĩ của anh. Có lúc thì thông minh tới mức đáng sợ, có lúc thì không hiểu tại sao lại ngẩn ngơ như này. .ans chỉ vì không có bất kỳ kinh nghiệm tình yêu mà thôi, Tần Lạc giải thích. Chỉ số thông minh không có liên quan gì tới kinh nghiệm tình trường. Chẳng lẽ khi bọn em nói những điều này thì đã trải qua 17, 18 mối tình sao? Lệ Khuynh Thành châm chọc Tần Lạc, nếu như anh còn muốn cuộc sống yên tĩnh, anh không được nhắc tới tên em trước mặt cô ấy, lại càng không được chủ động thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Đây chính là sự ngầm thỏa thuận của em và cô ấy. Thôi được, Tần Lạc gật đầu đồng ý. Sau khi Lệ Khuynh Thành đã nói như vậy, Tần Lạc cảm thấy tạm thời không thích hợp khi thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của hai người với Lâm Hoán Khê. Nhưng tại sao trong đầu những người phụ nữ này đều có suy nghĩ như vậy? Hai người này chưa từng nói với nhau về điều này, thậm chí rất ít khi chạm mặt nhau nói chuyện, vậy tại sao lại ăn ý với nhau như vậy? Chẳng lẽ trong vấn đề tình cảm, phụ nữ có thiên phú trời ban hơn đàn ông ư? Chuông điện thoại di động của Lệ Khuynh Thành ở trên bàn vang lên. Sau khi nghe điện thoại Lệ Khuynh Thành nói với Tần Lạc, quan chức cao cấp của công ty Procter và Gamble vừa mới tới Yến Kinh, đang từ sân bay tới đây. Bọn họ hy vọng có thể đàm phán với chúng ta. Em không muốn thỏa hiệp mà muốn hình thành thế cạnh tranh trực tiếp với bọn họ. Dù bây giờ chúng ta có vẻ rất yếu thế, giống như con kiến so với con voi, nhưng nhất định chúng ta phải bày thế trước họ mới được, Lệ Khuynh Thành nói. Tùy em quyết định, Tần Lạc gật đầu nói. Vậy được rồi, em đi đây. Hãy nhớ chôn chặt điều đó, Lệ Khuynh Thành đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi đi ra ngoài cửa. Tần Lạc thứ tỉnh dáng vẻ mê gái của ông chủ nhà hàng đang nhìn chằm chằm vào lưng Lệ Khuynh Thành, bao nhiêu tiền? 10 tệ, ông chủ quán cười ha hả nói, anh bạn có vợ rất đẹp. Xin đẹp vậy ông cũng không giảm giá sao? Vậy thì, 8 tệ, ông chủ quán đau như cắt nói. Tần Lạc đưa cho ông chủ quán 10 tệ, ông ta trả lại Tần Lạc 2 tệ, Tần Lạc đưa lại cho ông ta. Đó là tiền bâu ơ. Nhìn thấy Hồng Mộng Long quay về, Hồng Mộng Lâu vội vàng rời khỏi ghế xa đón cha, hắn sốt ruột hỏi, cha, tình hình thế nào rồi? Người có thể tìm thì cũng đã tìm hết rồi, vô dụng, Hồng Ngọc Long ủ rũ nói. Bọn họ không muốn giúp sao? Hồng Mộng Lâu tức giận hỏi, bình thường bọn họ nhận được không ít quà biếu của chúng ta mà. Hỗn láo, rốt cuộc Hồng Mộng Long cũng không nhịn được, ông ta tức giận quát, nếu như không phải mày ngu xuẩn để người ta ghi âm, chuyện có khó khăn như vậy không? Bây giờ trong tay người ta có chứng cớ, có ai muốn tự nguyện đứng ra giúp mày không? Tới khi bọn phóng viên điều tra được thân phận của mày, có ai muốn dính cục phân vào người không? Ai biết con đàn bà đó lại âm hiểm như vậy, Hồng Mộng Lâu nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải là người ta âm hiểm mà là mày quá ngu ngốc, Hồng Ngọc Long mắng, ngay cả thân phận của con đàn bà đó cũng không điều tra kỹ đã dám cùng với Vương Đức Phượng tới đàm phán với nó. Chuyện giờ xảy ra như vậy, tao cũng không còn cách nào cả. Chính mày hãy nghĩ cách dọn dẹp đống rác này đi. Cha, cha hãy cứu con không muốn ngồi tù, Hồng Mộng Lâu nôn nóng nói. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, Hồng Ngọc Long chán nản ngồi xuống ghế nói. Cách gì? Hồng Mộng Lâu vui vẻ hỏi. Cha dẫn con đi tự thú. Cái gì? Hồng Mộng Lâu kinh ngạc nói, cha, vậy con sẽ phải ngồi tù. Nhưng tao có thể giữ được ghế của mình, Hồng Ngọc Long nói, cha dẫn con đi tự thú, người ngoài sẽ cho rằng cha xử sự nghiêm minh, đại nghĩa diệt thân. Dù cho có người muốn ra tay với cha cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Có người muốn ra tay với cha sao? Hồng Mộng Lâu nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Thái Công Dân đã đề nghị chuyển cha về bộ, vị trí cụ thể vẫn chưa sắp xếp. Rõ ràng muốn cha ăn không ngồi chờ, Hồng Ngọc Long thở dài nói, trước tiên mất chức quyền sau đó sẽ điều tra. Đây chính là cách làm từ trước tới nay của bọn họ. Bọn họ nhất định đã nghi ngờ cha cũng tham gia chuyện này. Lão thất phu này, Hồng Ngọc Lâu nắm tay nói, một ngày nào đó con muốn tính sổ với lão. Mộng Lâu, con hãy đi tự thú. Chỉ cần cha bảo vệ được vị trí của mình, người của chúng ta nhất định sẽ lại ủng hộ. Cha nhất định sẽ nghĩ cách cứu con ra, Hồng Ngọc Long khuyên nhủ. Ca, con thật sự không thể ngồi tù, con không thể ngồi tù, Hồng Ngọc Lâu quật cường nói. Nếu như con không ngồi tù, hai chúng ta đều đi tong. Không còn bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ nữa. Nếu như con đi tự thú, nhất định con sẽ phải chết, Hồng Mộng Lâu nói, khi đó bọn họ nhất định sẽ điều tra con, tìm ra những việc con đã làm. Những chuyện con làm cha đều biết, chỉ bị kết án mấy năm thôi, Hồng Ngọc Long nói.
Hồng Mộng Lâu cúi đầu thì thào vào tai Hồng Mộng Long hai chuyện cực kỳ bí mật. Nghe xong Hồng Mộng Long trợn mắt há hốc mồm, ông ta trầm tư một lúc rồi nói, chạy mau. Chạy mau. Chương 559, tận diệt đại quỷ tiểu quỷ. Chạy trốn. Liều mạng chạy trốn. Hồng Mộng Lâu đã gọi điện đặt vé máy bay một giờ nữa bay tới Mỹ. Chỉ cần lên được máy bay, hắn sẽ được cứu. Bây giờ thân phận của hắn vẫn chưa bại lộ, cha hắn lại đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, lo được thị thực xuất cảnh cho hắn đã là một chuyện không hề dễ dàng. Hồng Mộng Lâu liên tục tăng tốc độ, hắn muốn lần lượt vượt qua các xe chạy phía trước. Hắn có cảm giác nguy hiểm đang tới gần, mỗi giây phút ở lại trên vùng đất hắn đã từng hô mưa gọi gió hắn càng cảm thấy nguy hiểm tăng lên. Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc, hai con điếm chúng mày chấm tao nhất định sẽ quay về tìm chúng mày. Tao nhất định sẽ cho chúng mày chết không tử tế. Hồng Mộng Lâu gào lên khản cả giọng. Nhưng nơi này là đường cao tốc tới sân bay, không có bất kỳ ai nghe được tiếng gào thét giận dữ của hắn, chỉ có xe của hắn vượt qua hai chiếc xe khác. Lái xe của xe bên kia có cơ hội nhìn thấy gương mặt cao có, nhăn nhúm của hắn. Hồng Mộng Lâu chưa bao giờ ngã bản thân hắn lại có một ngày lâm vào cảnh chán nản như chó nhà có tang vậy. Hồng Mộng Lâu không biết rằng khi hắn đang tăng tốc chạy trốn, không ngừng vượt qua xe khác nhưng sau lưng hắn cũng đang có một người có hành động tương tự như vậy. Vù, vù, hai tay đại đầu không ngừng di chuyển vô lăng, hắn điều khiển chiếc xe Chevrolet của mình luồn lách không ngừng, thoạt nhìn từ bên ngoài giống như con lươn trơn tuột liên tiếp lách qua hai chiếc xe, bỏ xa bọn họ ở lại sau. Có lẽ những lái xe ở sau chửi mắng hắn nhưng ai thèm quan tâm. Lúc này tầm nhìn của hắn đã thông thoáng hẳn lên. Đại đầu nhìn thấy chiếc Mercedes SUV ở phía trước đang phóng với tốc độ như chó điên. Đó chính là mục tiêu của hắn. Đà anh đầu đạp mạnh chân ga, chiếc xe giống như bị đạp mạnh một cú từ phía sau, thoáng chốc như điên sau đó càng phi nhanh hơn. Đại đầu muốn chặn chiếc xe đó lại trước khi nói tới sân bay. Đương nhiên chiếc xe phía trước cũng phát hiện ra điều bất thường, cũng tăng tốc liên tục. Lúc này tính năng của xe mới phát huy ưu thế. Hiển nhiên tốc độ việt dã cùng khả năng tăng tốc của chiếc Mercedes-Benz tốt hơn xe của đại đầu nhiều. Thế nhưng còn có một thứ ảnh hưởng tới tốc độ lái xe đó chính là kỹ thuật. Đại đầu là một thành viên long tức đương nhiên cũng học qua kỹ thuật lái xe. Khả năng vượt chướng ngại vật cùng với khả năng vượt qua cung đường cong của đại đầu đương nhiên hơn hẳn Hồng Mộng Lâu. Khoảng cách giữa hai xe mỗi lúc một gần, hai xe sắp sửa chạy song song với nhau. Thế nhưng hắn lại không có ý định chạy song song với xe kia mà lái xe của mình lao thẳng vào xe đối phương. Tông nát. Chiếc Mercedes-Benz nảy lên bắn về trước, đầu của chiếc Chevrolet bị đụng bẹp. Không còn cách nào khác, tiền nào vải ấy, giá xe Đức đắt đỏ nhưng chất lượng của nó quả thực khiến người ta phải trầm trồ. Nhưng đại đầu cũng không thèm để ý. Sau khi tông lần thứ nhất, hắn lại tiếp tục lái xe tông vào chiếc Mercedes-Benz. Thế nhưng lần này hắn không tông thẳng vào chiếc xe Mercedes-Benz mà đâm vào bên trái xe. Vì vậy đầu của chiếc Mercedes-Benz chỉ nghiêng về bên phải. Két! Đầu của chiếc Mercedes-Benz xoay ngang rồi tông vào lan can đường. Hồng Mộng Lâu cực kỳ run sợ. Hắn vừa cuống cuồng đánh tay lái, định quay đầu xe ra, chân hắn vừa cuống quýt đạp ga. Loảng xoảng! Đầu chiếc Mercedes-Benz vẫn tông vào lan can đường nhưng vì có tác dụng của phanh xe nên lực đâm đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy ngoại trừ đầu xe bị bẹp một chỗ còn lan can đường vẫn không hề hấn gì. Hồng Mộng Lâu muốn lùi xe lại để tiếp tục chạy trốn thì phát hiện một thanh niên mặc một bộ vest đen đang đứng cạnh cửa xe của hắn. Sự xuất hiện quỷ mị này làm Hồng Mộng Lâu giật mình kinh sợ, hắn thất thanh hỏi, anh là ai? Anh muốn làm gì? Hãy ngồi sang ghế bên đại đầu bình tĩnh nói. Sắc mặt của hắn như tê dại, hai mắt hắn đờ đẫn như tượng gỗ. Anh là ai? Anh là cảnh sát hả? Hãy đưa thẻ của mình cho tôi xem. Hồng Mộng Lâu gào lên. Hắn muốn kéo dài thời gian để có lái xe nào đi qua chứng kiến sự cố này, nhất định sẽ dừng lại xuống xem xét. Khi đó hắn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Ít nhất khi có nhiều người, con người này sẽ không dám làm chuyện giết người diệt khẩu, đúng không? Hiển nhiên đại đầu đã mất kiên nhẫn. Tay phải đại đầu đột nhiên thò qua cửa sổ xe, bóp cổ Hồng Mộng Lâu, hắn mới khẽ dùng sức, công tử Hồng Mộng Lâu lập tức ngã nằm sang ghế bên cạnh. Đại đầu mở cửa xe từ bên trong, hắn tháo dây bảo hiểm của Hồng Mộng Lâu rồi đẩy hắn sang hẳn ghế bên cạnh. Trên đường cao tốc xuất hiện sự kiện xe truy đuổi nhau đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các bên liên quan. Đại đầu chỉ còn cách bắt Hồng Mộng Lâu rồi đưa hắn đi bằng xe của hắn.
nếu không vậy thì chiếc xe sẽ tiết lộ thân phận của Hồng Mộng Lâu, trong khi đó xe của đại đầu không có bất kỳ thông tin nào. Trước khi giới truyền thông chưa bóc trần thân phận của Hồng Mộng Lâu, bọn họ sẽ không giao hắn ra. Sau đó đại đầu ngồi vào ghế lái xe. Sau khi hai tiếng còi vang lên, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh chạy trốn. Nhưng lần này chiếc xe không chạy tới sân bay mà chạy theo tuyến đường đã định trước. Đại đầu một tay điều khiển vô lăng, một tay móc di động, sau khi bấm số gọi hắn nói, cá đã vào lưới. Hãy giam giữ ở một chỗ nào đó. Đợi khi thời có tới sẽ cung cấp địa điểm giam giữ cho cảnh sát và giới truyền thông. Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đã rõ, nói xong đại đầu ngắt điện thoại. Lệ tiểu thư, vị này là Seo Tần tiên sinh, phó tổng giám đốc của công ty Procter và Gamble. Vị này chính là Trương Hoành Lượng, giám đốc nghiệp vụ khu vực châu Á. Giám đốc trước Vương Đức Vượng vì đã vi phạm kỷ luật, hành động ngược với nguyên tắc của công ty trong chuyện cạnh tranh đã bị công ty sa thải. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đen, dáng người trang nhã, cao sang tươi cười giới thiệu. Trước khi tôi tới đây, công ty đã quyết định sa thải Vương Đức Vượng khỏi chức vụ giám đốc nghiệp vụ khu vực châu Á. Người đàn ông có tên Seo Tần, cao gầy tươi cười nói với Lệ Khuynh Thành. Còn cả phó tổng giám đốc Lucy vì nguyên nhân quản lý gây bất lợi cho công ty nên cũng mất chức. Lệ tiểu thư, xin hãy tin tưởng sự xin lỗi chân thành của công ty Procter và Gamble chúng tôi. Chúng tôi quả thật không biết lại xảy ra chuyện như này. Hành vi đê tiện của mấy người đó là trái với ý nguyện của công ty Procter và Gamble. Chúng tôi chỉ cử bọn họ tới đàm phán mà thôi, nhưng lại không ngờ bọn họ lại sử dụng thủ đoạn trái với đạo đức nghề nghiệp. Đúng vậy, Lệ tiểu thư. Chúng tôi cũng rất kinh hãi sau khi biết chuyện này. Quả thực chúng tôi không thể tin trong công ty Procter và Gamble lại có hạng người vô sỉ như vậy. Tôi đã báo cáo lên hội đồng quản trị công ty. Hội đồng quản trị cũng rất coi trọng việc này nên đã cử Seo Tần tiên sinh đáp máy bay ngay trong đêm tới đây gặp tiểu thư. Trương Hoành Lượng giải thích bằng ngôn ngữ Trung Quốc không phải là chuẩn mực. Xin thứ cho tôi mạo muội, Lệ Khuynh Thành đặt đùi phải lên trên đùi trái, cả người nàng làm thành một đường cong duyên dáng. Nàng cười tủm tỉm nói, tôi muốn biết một câu trả lời. Nếu như giám đốc Vương Đức Vượng dùng thủ đoạn này mua thành công Khuynh Thành quốc tế, các ngài có thăng chức, tăng lương cho ông ta không? Seo Tần và Trương Hoành Lượng nhìn nhau. Một lát sau, Seo Tần lên tiếng trả lời câu hỏi đó, tôi nghĩ ông ta nhất định sẽ không báo cáo với chúng tôi phương pháp mua lại Khuynh Thành quốc tế. Vì vậy nếu ông ta lập được công lớn, căn cứ vào chế độ khen thưởng của công ty, chúng tôi nhất định phải thăng chức, thưởng cho ông ta. Đúng vậy, đây là cái gọi thành bại luận anh hùng, Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói. Nếu như công ty của tôi bị thua mua, các ngài có tới nhận lỗi với tôi không? Bây giờ băng ghi âm được công bố, hành động xấu xa của các ngài bị bộc lộ. Để cứu lấy hình tượng công ty, các ngài mới chạy tới đây. Các ngài có lập trường của mình, tôi cũng có lập trường của tôi. Các ngài nghĩ rằng tôi sẽ tiếp nhận lời xin lỗi đơn giản của các ngài sao? Như vậy không phải chứng tỏ tôi là người phụ nữ rất dễ bị ức hiếp sao? Seo Tần lập tức quay người nhìn Trương Hoành Lượng, nháy mắt ra hiệu. Trương Hoành Lượng gật đầu hiểu ý. Trương Hoành Lượng lấy ra một tờ ngân phiếu nói, chúng tôi cũng biết lần hiểu lầm này đã gây ra thiệt hại cho Khuynh Thành quốc tế. Đây là chút bồi thường của chúng tôi. Xin Lệ tiểu thư hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Lệ Khuynh Thành cầm tờ ngân phiếu nhìn lướt qua rồi nói, quả nhiên tiền nhiều mà khinh người quá đáng. Xin Lệ tiểu thư hãy tha thứ. Tôi tha thứ, Lệ Khuynh Thành nói, tôi có thể tin tưởng công ty các ngài không biết sự thật của sự kiện thu mua xấu xa này. Cảm ơn, Trương Hoành Lượng vui mừng nói, vậy chúng tôi có thể mời Lệ tiểu thư giúp phát đi một tuyên bố nói rõ Khuynh Thành quốc tế và công ty Procter và Gamble có mối quan hệ cạnh tranh và hợp tác tốt đẹp, tin tưởng rằng công ty Procter và Gamble không hề làm chuyện này. Không thể, Lệ Khuynh Thành thẳng thắn chối từ. Tại sao? Seo Tần và Trương Hoành Lượng cùng lên tiếng hỏi, người phụ nữ này sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Tôi có thể lừa gạt bản thân mình nhưng tôi không thể lừa gạt người tiêu dùng. Trương Hoành Lượng thầm nghĩ, cô tin tưởng thì được cái quái gì? Quan trọng là được khách hàng tin tưởng. Lần đàm phán này kết thúc trong không khí nặng nề. Cuối buổi chiều trên diễn đàn Tiania lớn nhất Trung Quốc có một nickname là Bikini gợi cảm đã phát đi một thông điệp, nhân vật thần bí đã được đưa ra ánh sáng. Đối tượng nghi ngờ là con trai của người trong ngành. Bài báo cũng dùng phương pháp nhân nhục siêu tác tiến hành phân tích các yếu tố của nhân vật thần bí như dòng họ, giọng nói, khả năng che giấu cùng thế lực của người đứng sau lưng, vạch trần thân phận của con người thần bí đó rất có lý, có chứng cứ. Sau khi bài báo này được đăng lên đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý.
chỉ có gần một tiếng mà lượng người truy cập là hơn 1 vạn người. Hơn 1000 người bình luận. Tất cả các diễn đàn khác cũng đều đăng thông tin này, đẩy sự kiện khuynh thành quốc tế bị độc thủ từ hậu trường lên thành tâm điểm chú ý của toàn xã hội. Mục tiêu của tất cả các cuộc điều tra chính là cha con Hồng Mộng Lâu, Hồng Mộng Long. Chương 560, chó khôn không cản đường. Một hòn đá làm nổi sóng ngàn trượng. Tất cả các trang web, các diễn đàn lớn đều đăng tải, thậm chí một số chương trình bình luận tin tức cũng bắt đầu trích dẫn khiến cho chuyện này tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của cả xã hội. Mặc dù không có ai đứng ra xác nhận chính là Hồng Mộng Lâu làm việc này nhưng những tin tức đã gián tiếp chứng minh chuyện này quả thật có liên quan tới cha con Hồng gia. Hồng Ngọc Long bị điều chuyển khỏi cương vị lãnh đạo, bổ nhiệm mới nhưng lại chưa có quyết định vị trí công tác mới. Căn cứ vào phán đoán của dư luận trong nước là do ông ta vi phạm chuyện gì đó nên bị khéo léo cách ly thẩm tra. Nhưng nhân vật chính của cuốn băng ghi âm Hồng Mộng Lâu thì sao? Hắn giống như biến mất khỏi quả đất này vậy. Điều gì càng không dễ đạt được càng khiến con người khao khát nó một cách mãnh liệt. Việc tìm kiếm Hồng Mộng Lâu đã trở thành một chuyện quan trọng, thu hút sự cố gắng của tất cả giới truyền thông, gần như là tổng động viên toàn dân. Biệt thự Hồng gia, biệt thự ở ngoại thành, các khách sạn, quán bar. Bất kỳ nơi nào mà Hồng Mộng Lâu chỉ cần tới một lần đều có bóng dáng các phóng viên mai phục. Bởi vì thành công của việc đưa tin đội chữa bệnh ở Vân Điền, cùng chuyện tranh đấu với mũi mặt người chiến địa nguy tình đã khiến Vương Nhạc Nhật báo Trung Quốc, tác giả của những bài báo rung động lòng người trở thành phóng viên át chủ bài của tờ báo. Khi vụ án mưu hại này thu hút sự chú ý của cả xã hội, đương nhiên Vương Nhạc cũng muốn tìm kiếm chân tướng của sự việc. Sau khi nàng không thu được thông tin gì từ Lệ Khuynh Thành ở Thẩm Mỹ Viện, nàng đi tới chỗ xe của mình, chuẩn bị lái xe rời khỏi đó thì chuông điện thoại di động của nàng vang lên. Đây có phải là phóng viên Vương Nhạc không? Giọng nói nặng nề của một người đàn ông vang lên. Nghe giọng nói của người đàn ông, Vương Nhạc biết ngay có chuyện gì đó rất quan trọng. Đây là trực giác của một phóng viên xuất sắc. Là tôi đây, xin hỏi anh là ai? Vương Nhạc cười hỏi, không khoa trương nhưng vừa đủ để đối phương hiểu được, cẩn thận điều tra chi tiết đối phương. Không cần biết tôi là ai, giọng nói của người đàn ông trong điện thoại không chút nhã nhặn, tôi có một chuyện muốn công khai. Ồ, anh muốn nói cho tôi biết chuyện gì? Vương Nhạc hỏi. Tôi biết Hồng Mộng Lâu trốn ở đâu? Người đàn ông nói. Trong lòng Vương Nhạc mừng rỡ như điên nhưng nàng vẫn bình tĩnh hỏi, anh ta ở đâu? Hãy nhớ địa chỉ này, người đàn ông nói, số nhà 125 phố Sương Bình. Tốt quá, tôi nhớ rồi. Xin hỏi, Vương Nhạc chưa hỏi xong, người đàn ông đã ngắt điện thoại. Quái nhân, Vương Nhạc nói. Nhưng nàng lại tươi cười nói, tìm được rồi. Rốt cuộc cũng tìm được. Nàng bấm điện thoại gọi cho ai đó. Phố Sương Bình là một con phố cổ, cách trung tâm thành phố khá xa, đường xá cũng không thuận tiện. Nhưng nơi này là nơi những công nhân ngoại tỉnh thích tới thuê nhà nhất. Nguyên nhân quan trọng là giá thuê nhà ở đây khá hợp lý. Đó là một ngôi nhà nhỏ, biệt lập, tường rào cao, cánh cửa gỗ sơn đỏ. Thoạt nhìn có vẻ cũng rất lâu đời, sơn trên cánh cửa bong ra từng mảng, lộ ra lớp gỗ bên trong sắp mục. Không ai ngờ một công tử người người kính sợ lại trốn ở một nơi thế này. Là chỗ này sao? Lưu đội trưởng của đội điều tra hình sự Yến Kinh lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Vương Nhạc gật đầu. Không thể mở cửa ra tránh đả thảo kinh xà, Lưu đội trưởng nói, cửa này cài then bên trong. Chúng ta hãy nhẹ nhàng đẩy chốt ra. Lý Minh, cậu rất thành thạo việc này. Một người cảnh sát gầy gò lấy ra một con dao nhỏ, luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng đẩy then cài. Xông vào, Lưu đội trưởng nói xong, tự tay đẩy cửa chạy vào trước tiên. Mấy nhân viên cảnh sát chạy theo sau, Vương Nhạc cùng mấy phóng viên tay cầm máy ảnh, cầm microphone chạy theo sau ở một khoảng cách an toàn. Thế nhưng sau khi bọn họ chạy vào trong phòng thì đứng sững cả lại. Bởi vì nhân vật quan trọng Hồng Mộng Lâu bọn họ đang truy tìm đang ở trong phòng khách. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh sát và phóng viên xông vào, hắn vẫn không kinh hoàng, sợ hãi. Càng không có cảnh nước mắt chảy ròng ròng bởi vì hắn đang nằm ngủ say sưa trên ghế xa ở phòng khách. Đầu Hồng Mộng Lâu rối bù, râu mọc dài, sắc mặt tiều tụy. Xem ra Hồng Mộng Lâu thực sự mệt mỏi, tiếng bước chân rầm rập của rất nhiều mà vẫn không làm hắn tỉnh lại. Vương Nhạc vội vàng bảo phóng viên ảnh chụp ngay bức ảnh đang ngủ say của Hồng Mộng Lâu, đặc tả sự bất an phần tử phạm tội. Hồng Mộng Lâu, Lưu đội trưởng đi tới vỗ vỗ vào mặt hắn để đánh thức hắn. Hồng Mộng Lâu mơ màng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy trước mặt mình là một đám cảnh sát mặc quân phục. Một tiếng Hồng Mộng Lâu lăn xuống ghế,
lảo đảo đứng dậy, định bỏ chạy ra ngoài phòng. Thế nhưng Hồng Mộng Lâu đã bị Lưu đội trưởng kéo tay lại. Một cái vung tay nhẹ nhàng, Hồng Mộng Lâu đã bị đội trưởng Lưu tóm gọn. Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Tôi bị bắt cóc, tôi bị bắt cóc, các anh không đi bắt hung thủ, tới đây bắt tôi làm gì? Buông tôi ra, có biết cha tôi là ai không? Hồng Mộng Lâu gào lên. Một công tử hào hoa phong nhã đã biến mất, chỉ còn lại một kẻ xấu gây tội ác không còn linh hồn. Phóng viên ảnh đã chụp được hết cảnh này. Vương Nhạc cầm microphone bắt đầu đưa tin. Ở đầu ngõ hẻm có một chiếc xe Ford màu đen đang đỗ. Sau khi Tần Lạc nhìn thấy phóng viên và cảnh sát đều xông vào qua cửa xe liền nói với đại đầu, hắn không thể trốn được. Chúng ta đi thôi, đừng để cho những phóng viên này phát hiện ra chúng ta. Đại đầu không trả lời, chỉ lặng lẽ nổ máy lái xe đi. Khi xe chạy ra tới ngoài phố, chuông điện thoại di động của Tần Lạc vang lên. Tần Lạc lấy điện thoại ra, thì ra đó là số điện thoại của Mã Duyệt. Tần Lạc cười thầm, có thể cô nàng Mục Nguyệt này có chuyện cần tìm hắn nhưng lại xấu hổ không dám gọi điện thoại nên bảo trợ lý gọi cho hắn. Tới khi nào cô ấy mới học được cách tự mình gọi điện cho người khác đây? Tần Lạc than thầm trong lòng. Tần Lạc bấm nút nghe. Hắn đang định trêu chọc cô gái cũng lạnh lùng không kém bà chủ của mình nhưng không ngờ Mã Duyệt lại nói trước. Có phải là Tần Lạc không? Tôi là Mã Duyệt, một giọng nói trong trẻo vang lên trên điện thoại nhưng Tần Lạc hiểu giọng nói của nàng có phần nôn nóng. Tôi đây, Tần Lạc nói. Trong lòng hắn thầm có dự cảm không hay. Hắn không đợi Mã Duyệt nói tiếp đã chủ động hỏi ngay, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đúng vậy, tiểu thư bị ốm, Mã Duyệt nói. Bị ốm sao? Bệnh gì? Có nặng lắm không? Tần Lạc hỏi dồn dập. Hắn sốt ruột tới mức hỏi liên tiếp ba câu hỏi. Tới lúc này Tần Lạc mới phát hiện ra bản thân mình rất quan tâm tới cô gái mà ban đầu bị hắn đánh giá là robot không có tình cảm con người. Ban đầu vốn cũng tưởng chỉ bị cảm phong hàn nên không chú ý. Đã mời chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe chó má gì? Cô mời một đám chuyên gia sức khỏe, bọn họ cũng chỉ nói được là bữa sáng cô ấy ăn gì, bữa trưa ăn cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Bọn họ có biết chữa bệnh không? Bọn họ chỉ biết chữa bệnh cho lợn nái thôi, Tần Lạc thở hổn hển mắng một hồi. Đôi khi Tần Lạc rất ghét đám chuyên gia sức khỏe, chuyên gia ẩm thực, rồi vệ sĩ ở bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt. Cũng bởi sự tồn tại của nhóm người này đã hạn chế sự tự do của nàng. Nàng giống như chú chim hoàng yến ở trong lồng, bầu trời trước mắt nàng chỉ to bằng bàn tay. Nhưng hắn lại hiểu bản thân Mục Nguyệt cần đám người đó. Vì sao? Bởi vì nàng là văn nhân Mục Nguyệt, bởi vì nàng là người chèo chống gia tộc văn nhân. Một khi không có bọn họ, cuộc sống cùng sự an toàn của văn nhân Mục Nguyệt không được đảm bảo. Mã Duyệt thấy Tần Lạc đột nhiên nổi nóng với mình thì im lặng một lát rồi nói tiếp, chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã kê đơn cho tiểu thư uống thuốc. Lúc tối thì rất tốt nhưng tới ngày thứ hai đột nhiên xấu đi nhiều. Bây giờ là mấy ngày rồi, Tần Lạc hỏi? 5 ngày rồi. Tại sao không gọi điện cho tôi sớm, Tần Lạc cau mày nói. Hắn ra hiệu cho đại đầu rẽ vào con đường phía trước. Lúc đó anh đang ở Paris, Mã Duyệt nói, hơn nữa tiểu thư nói không cần. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi tới ngay, Tần Lạc nói. Ngôi nhà ở Tiên Nữ Sơn. Tôi biết đường đi tới đó, Tần Lạc nói. Lần đầu hắn tới Yến Kinh thối hôn với văn nhân gia đã tới ngôi nhà ở Tiên Nữ Sơn. Sau này hắn cũng nhiều lần tới đó nên cũng quen thuộc với khu nhà giàu đó. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Lạc nói với đại đầu, tới Tiên Nữ Sơn. Đã hiểu, đại đầu gật đầu. Có thể chạy nhanh hơn nữa không? Có thể, đại đầu nói, đó chính là quá tốc độ. Tần Lạc bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Một lát sau Tần Lạc hỏi, có phải tôi đã làm nhiều việc vì đất nước không? Đúng vậy. Tôi có phải là anh hùng dân tộc không? Đúng vậy. Anh hùng có thể phạm phải một số sai lầm. Người dân có tha thứ không? Đại đầu không trả lời. Hắn đột nhiên tăng tốc, chiếc xe gần như bay trên mặt đường. Vì vậy những camera giấu mặt liên tiếp chụp ảnh đuôi xe của hai người. Khi xe tới trước cửa biệt thự văn nhân, không đợi Tần Lạc tiến lên bấm chuông cửa. Vệ sĩ ở cổng đã tự động mở cánh cổng điện tử cho xe của hắn vào. Bọn họ đã chặn Tần Lạc một lần, biết hắn là khách quen nên không tới mức ngu ngốc chặn hắn lại lần thứ hai. Vào đi, Tần Lạc nói. Một chiếc Maserati thể thao màu xanh da trời chạy tới. Bấm còi inh ỏi với chiếc Ford của đại đầu. Nhìn thấy chiếc Ford không có động tĩnh, cũng không vội vàng di chuyển, cửa sổ chiếc Maserati hạ xuống, một thanh niên thò đầu ra ngoài chửi, mẹ kiếp.
lũ chó chúng mày có hiểu đạo lý không hả? Đứng chắn ở trước làm gì? Sau đó ánh mắt hắn nhìn chiếc pho rỉ sắt, mỉa mai nói, cái xe rách này làm gì vậy? Hãy hất nó xuống khe sau núi cho tao, để nó trong sân lại khiến người ngoài tưởng nhà chúng tao mua đồ cổ. Chương 561, cổ độc. Không phải chiếc pho cố tình ngăn cản mà vì nó đang đợi cánh cổng điện tử mở ra. Cánh cổng vẫn chưa mở ra, có thể tiến vào trong không? Vì thế mới nói người thanh niên trên chiếc xe đằng sau cố tình gây chuyện. Ít nhất là trong lòng Tần Lạc nghĩ vậy. Trong khi đó đại đầu gần đây ăn nói thận trọng hơn cũng khẽ cau mày, nhưng khi Tần Lạc chưa nói gì, hắn sẽ không chủ động làm bất kỳ chuyện gì. Người thanh niên trên chiếc xe thể thao thấy những vệ sĩ ở cửa không nghe lời mình thì tức giận quát, chúng mày không nghe lời của tao. Hãy đẩy chiếc xe rách này đi cho tao, nhà chúng tao không có loại xe này. Mấy vệ sĩ nhìn nhau, không biết cần phải làm gì. Một người là con trai của chủ nhân gia tộc Văn Nhân. Một người là khách quý của gia tộc Văn Nhân. Rốt cuộc bọn họ phải nghe lời ai đây? Tần Lạc mở cửa xe bước xuống nói với người thanh niên trong chiếc xe thể thao, xe rách nát không sao cả nhưng người rách nát mới chính là sự đau xót thực sự. Mày nói ai rách nát? Người thanh niên nhảy khỏi xe, nổi giận bước tới trước mặt Tần Lạc. Tôi nói chính là anh. Tần Lạc cười nhạt nói, Văn Nhân. Tôi đã quên mất tên của anh. Khi tôi đã không chủ động tìm anh gây chuyện, tốt nhất anh cũng đừng chủ động gây chuyện với tôi. Chúng ta không thân quen với nhau, tôi đương nhiên không có trách nhiệm tôn trọng anh. Mặc dù hàng năm anh được chia tiền cổ phần của gia tộc Văn Nhân nhưng như vậy cũng chẳng có liên quan gì tới anh. Anh chỉ là một con ký sinh trùng đáng thương được gia tộc Văn Nhân nuôi dưỡng mà thôi. Dựa vào một cô gái nuôi sống mà thôi. Tao đáng thương, người đáng thương chính là mày. Tao nghe nói mày là thầy thuốc, kiếm tiền nuôi gia đình rất khó khăn, đúng không? Lần trước tới đây ngồi xe của Văn Nhân Mục Nguyệt, lần này tới thì lại ngồi trên chiếc pho rách nát có thể đưa thẳng tới bãi rác. Hắn nhìn lướt qua đại đầu đang ngồi trên chiếc pho nói, tao nghi ngờ mày ngay cả chiếc xe này cũng không có tiền mua. Sao còn bày đặt có người khác chở tới làm gì? Tại sao tôi lại không có lái xe của mình? Cậu ấy là lái xe kiêm vệ sĩ của tôi. Tần Lạc cười nói. Hắn cảm thấy kiểu hóa trang này cũng hay lắm. Mọi người không biết đại đầu chính là vệ sĩ của hắn, sau đó chính hắn nói ra sẽ làm người khác giật mình kinh hãi. Lái xe, vệ sĩ, người thanh niên cười điên cuồng giống như đã nghe được câu nói hài hước nhất thế giới, một thầy thuốc mà cũng muốn lái xe, vệ sĩ sao? Quả thực đáng để thiên hạ chê cười. Tôi biết anh không biết, anh cũng không có thói quen đọc báo chí, không biết tên tôi thì cũng không trách được. Tần Lạc nói, tôi bận nhiều việc, không có thời gian nói nhảm với anh ở đây. Nếu như không còn gì để nói, anh cứ đi làm việc của mình thôi. Một nhân tài rốt đặc cán mai nói ra không ai biết. Ngay khi hai người đang đối chọi gay gắt thì Thủy Bá kịp thời xuất hiện giải vây. Ông tươi cười nói với Tần Lạc, Tần Lạc, cậu tới rồi. Sau đó ông quay sang chào người thanh niên lái chiếc xe thể thao, Liệt thiếu gia đã về. Thủy Bá, cháu tới gặp Mục Nguyệt. Tần Lạc lễ phép nói với Thủy Bá. Lần đầu tiên hắn tới đây, ông đã đón tiếp hắn nồng hậu, hắn cảm thấy Thủy Bá rất có thiện cảm với hắn. Ừ, bệnh của Mục Nguyệt khá nặng, mọi người rất lo lắng. Lão gia cũng đang chờ cháu. Thủy Bá nói. Bây giờ cháu vào trong. Tần Lạc gật đầu nói. Tao cảm thấy rất kỳ lạ, rất nhiều người của gia tộc Văn Nhân không chào đón mày. Tại sao mày cứ mặt dày chạy tới đây làm gì? Văn Nhân Liệt hai tay ôm ngực nói vẻ giễu cợt. Chỉ cần chủ nhân của gia tộc Văn Nhân chào đón tôi là được. Tôi không cần quan tâm tới những người tép siêu. Tần Lạc phản kích. Hãy chờ tới khi anh trở thành chủ nhân của gia tộc Văn Nhân thì hãy đuổi tôi đi. Thế nhưng tôi đoán rằng Văn Nhân lão gia không ngờ nghệch tới mức giao gia tộc Văn Nhân vào tay một người như anh. Mày, Văn Nhân Liệt tức giận nói, Tần Lạc, không phải mày muốn tới gặp Mục Nguyệt sao? Đáng tiếc Mục Nguyệt không trụ vững rồi, có lẽ địa vị chủ nhân của gia tộc Văn Nhân sẽ nhanh chóng thay đổi. Khi đó nhất định chủ nhân mới của gia tộc Văn Nhân sẽ không hoan nghênh mày tới đây. Cho dù là vậy cũng không liên quan gì tới anh. Tần Lạc lạnh lùng nhìn Văn Nhân Liệt, sau đó hắn quay người đi vào trong. Văn Nhân Liệt đứng yên tại chỗ, vẻ mặt âm hiểm nhìn lưng Tần Lạc. Người đó là chó sao? Tần Lạc vừa bước vào đại sảnh vừa nói. Ôi, Mục Nguyệt mới ốm mấy ngày mà trong nhà náo động. Mới mấy ngày mà có người đã thúc giục lão gia lập lại di chúc. Cháu nói xem đây là cái gì vậy? Câu nói, gia đình đế vương là bậc vô tình nhất quả thực không sai chút nào. Thủy Bá thở dài nói. Thủy Bá cứ yên tâm, Mục Nguyệt sẽ không có chuyện gì. Tần Lạc khẳng định. Chỉ hy vọng là thế.
20 năm trước ông cháu cứu lão gia, cũng cứu luôn gia tộc Văn Nhân. Hôm nay cũng hy vọng cháu có thể chữa khỏi bệnh cho Mục Nguyệt, Thủy Bá mong mỏi nói. Cháu sẽ, Tần Lạc gật đầu hỏi, phòng của Mục Nguyệt ở đâu? Mặc dù Tần Lạc đã tới biệt thự của gia tộc Văn Nhân mấy lần nhưng hắn chưa bao giờ có cơ hội bước vào khuê phòng của Văn Nhân Mục Nguyệt. Ở trên lầu, Thủy Bá tiến lên trước dẫn đường cho Tần Lạc. Lên lầu 2, rẽ trái, Thủy Bá đi thẳng tới căn phòng cuối cùng mới dừng lại gõ cửa và nói, Tần Lạc tới. Tần Lạc tới sao? Mau bảo Tần Lạc vào đây. Văn Nhân Đình lão ra cầm tay Tần Lạc nói, Tần Lạc, cháu hãy mau xem bệnh cho Mục Nguyệt. Rốt cuộc nó bị bệnh gì hả? Tại sao chữa mãi không khỏi? Anh rể Văn Nhân Chiếu nhìn thấy Tần Lạc đi vào phòng. Hắn vành mắt hắn đỏ lên rồi nước mắt rơi lã chã xuống. Trong lòng Văn Nhân Chiếu, chị gái chính là người thân duy nhất của mình. Khi hắn gặp sai lầm, chị gái giúp hắn giải quyết. Hắn không có tiền, chị gái giúp hắn. Đối với Văn Nhân Chiếu mà nói, Văn Nhân Mục Nguyệt vừa là một người chị, vừa là một người mẹ. Nàng quan tâm tới hắn giống như người mẹ chăm sóc đứa con ruột thịt của mình. Bây giờ chị gái ốm không dậy nổi. Một cảm giác bất lực cùng sự sợ hãi trong tâm trí lan tràn khắp người hắn. Khi Tần Lạc tới, rốt cuộc hắn không kìm nén được nữa để nó bùng phát ra ngoài. Đúng vậy, cậu bé Văn Nhân Chiếu của chúng ta vẫn là người thẹn thùng, yếu ớt như vậy. Đừng khóc, Tần Lạc cau mày, hắn cúi đầu nói với Văn Nhân Chiếu. Nghe vậy Văn Nhân Chiếu kinh hãi, hắn hoảng hốt lùi lại sau hai bước, sau đó hắn vội vàng dùng tay lau nước mắt. Mã Duyệt đứng ở bên chỉ gật đầu với Tần Lạc, không nói gì. Tần Lạc đi thẳng tới giường, nói với Văn Nhân Mục Nguyệt mắt mở to nằm trên giường, trong người thế nào? Không có cảm giác, giọng nói yếu ớt của Văn Nhân Mục Nguyệt vang lên. Tần Lạc ngồi xuống cạnh giường, đưa tay bắt mạch cho Văn Nhân Mục Nguyệt, cười nói, có cảm thấy đói không? Chân có lạnh không? Trước kia mỗi lần hắn nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt, hắn đều cảm thấy khắp người nàng tỏa ra một vầng hào quang nóng bỏng, quý phái khiến người khác phải ngột ngạt. Nói một cách khác, nếu như hai người Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê cùng nhau đi ra phố, sẽ có người thích nhìn Lâm Hoán Khê, cũng có người thích nhìn Lệ Khuynh Thành. Nhưng nếu ba người Văn Nhân Mục Nguyệt, Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành cùng nhau ra phố, tất cả mọi người đều chỉ ngắm nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt. Đây không phải là vấn đề ai xinh đẹp hơn ai mà là vấn đề phong thái. Trong chu vi 10 dặm không có đối thủ nào, người nào đứng cạnh nào, người đó chính là. Nhưng mới chỉ một thời gian không gặp, dáng vẻ của Văn Nhân Mục Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Dáng người xanh xao vàng vọt, gầy gò, môi khô nứt nẻ, giống như đã rất lâu rồi không uống nước vậy. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, không có chút gì gọi là ấm áp. Nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Văn Nhân Mục Nguyệt không còn chút máu nào, trái tim Tần Lạc như đau quặn. Không thấy đói, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nàng cố gắng mở to mắt hơn nữa như muốn nhìn rõ Tần Lạc hơn và nói. Em vốn tưởng chỉ là cảm mạo bình thường nên không cho bọn họ gọi điện cho anh, nhưng không ngờ anh vẫn tới. Không phải tôi đã nói rồi sao? Sau này tôi chính là chuyên gia bảo vệ sức khỏe cho em, Tần Lạc cười nói. Sau này em ốm, nhất định phải gọi điện cho tôi trước tiên. Có phải tôi sắp chết không? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Không đâu, Tần Lạc nói, chỉ là đám lang băm bên cạnh em chuẩn đoán nhầm thôi. Nhưng thoạt nhìn thì thấy bọn họ rất nóng vội. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn mấy người Văn Nhân Đình, Văn Nhân Chiếu ở bên nói. Bọn họ không phải là thầy thuốc, bọn họ sao có thể biết bệnh của em nghiêm trọng hay không, Tần Lạc cười nói, hơn nữa em rất quan trọng với bọn họ. Em ốm đương nhiên bọn họ rất lo lắng. Sau khi Tần Lạc bắt mạch cả hai tay của Văn Nhân Mục Nguyệt, hắn hỏi Mã Duyệt, tiểu thư mắc bệnh từ 5 ngày trước sao? Đúng vậy, Mã Duyệt trả lời. Sáng sớm 5 ngày trước tiểu thư đột nhiên cảm thấy người không khỏe, đầu choáng váng ong ong, luôn có cảm giác ngủ gà ngủ gật. Tôi cho mời chuyên gia chăm sóc sức khỏe với kiểm tra. Bọn họ đều khẳng định là cảm mạo thông thường, sau đó kê đơn cho tiểu thư uống thuốc hạ sốt và chống nhiễm khuẩn. Tới nửa đêm bệnh tiến triển khá tốt, không còn sốt nữa. Chúng tôi cứ tưởng bệnh của tiểu thư cứ vậy là khỏi. Ai ngờ ngày hôm sau bệnh phát tác nặng hơn rất nhiều. Tiểu thư căn bản là không thể rời khỏi giường. Mấy hôm nay các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã đưa ra rất nhiều biện pháp. Tiêm cả kháng sinh nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm mà dường như lại càng nặng thêm, làm thân thể tiểu thư ngày càng suy nhược. Mấy ngày nay ăn uống thế nào? Có ăn được gì không? Tần Lạc hỏi. Có ăn được gì đâu? Ăn gì nôn ra đấy, Văn Nhân Đình vội vàng la lên. Ăn gì nôn đó sao? Tần Lạc giật mình chăm chú nhìn mặt Văn Nhân Mục Nguyệt và hỏi. Đúng vậy, hơn nữa còn nôn cái gì đó màu nâu.
rất khủng khiếp. Văn Nhân Chiếu nói, mắt hắn vẫn đỏ hoe. Có giữ lại chất nôn không? Tần Lạc sốt ruột đứng dậy hỏi. Không, tất cả đều bị đổ đi hết, Mã Duyệt nói. Hôm nay rác vẫn chưa được trở đi, có lẽ vẫn còn ở trong thùng rác, Thủy Bá đứng bên cạnh nói. Hãy dẫn cháu đi, Tần Lạc nói. Sắc mắt Thủy Bá ngờ ngác, ông không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng vẫn dẫn Tần Lạc ra chỗ thùng rác. Khi Tần Lạc quay về, mặt hắn xám như tro tàn. Tần Lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu đi xem mấy thứ đó làm gì? Văn Nhân Đình nôn nóng hỏi. Nếu như cháu đoán không lầm, Tần Lạc nói giọng khàn khàn, Mục Nguyệt bị người hạ cổ độc. Chương 562, cố tình giết người. Cái gì, chúng độc sao? Văn Nhân không ngồi trên ghế xa, đang dùng kéo cắt tỉa điếu xì gà hảo hạng trong tay. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện thần kỳ như vậy nhỉ? Hoàn toàn chính xác, Văn Nhân Liệt tươi cười đứng trước mặt cha mình nói, con vốn định lên lầu thăm em họ. Biết rõ ông ở đấy mà lại không tới hỏi thăm thì quả thực rất không hợp lý, nhưng con vừa mới tới cửa đã nghe bọn họ ở bên trong nói em họ bị trúng độc. Con không vào ngay trong phòng mà quay ra nói cho cha biết tin tức quan trọng này. Điều này quả thực là một vô cùng vui mừng, Văn Nhân không nói. Nếu tin trúng độc là thực thì chỉ e lần này con bé Mục Nguyệt sẽ ra đi. Đúng vậy, khi đó vị trí chủ nhân gia tộc Văn Nhân đương nhiên sẽ rơi vào tay cha, Văn Nhân Liệt vui mừng nói vẻ nịnh nọt. Theo đạo lý, chúng ta là con trưởng, cháu đích tôn. Vị trí chủ nhân gia tộc đáng lẽ pa ỷ vào tay chúng ta. Nhưng chỉ là do ông hồ đồ nên mới nghĩ ra cái gọi là thay quyền thừa kế. Không phải là đã coi cha con chúng ta không ra gì sao? Con ăn nói ít bậy bạ thôi. Nếu như để mấy người nhã ca nghe thấy điều này, mấy đứa đó lại chạy tới lấy lòng ông, con Văn Nhân không răn dạy con trai mình. Con biết, con chỉ nói những điều này với cha. Trước mặt người ngoài con hiểu cần phải giữ thể diện cho ông và gia tộc Văn Nhân, Văn Nhân Liệt lơ đãng nói. Văn Nhân không bật diêm châm điếu xì gà. Sau khi thở ra một hơi ông ta nói, điều này đối với chúng ta vừa là tin tốt và cũng là tin xấu. Tại sao cũng là tin xấu? Văn Nhân Liệt nghi ngờ hỏi. Nếu như Mục Nguyệt chết thực, trong gia tộc Văn Nhân ai là người được lợi nhiều nhất? Đương nhiên là chúng ta, Văn Nhân Liệt đáp. Đúng vậy, Văn Nhân không gật đầu nói. Cũng bởi vì chúng ta được lợi, người khác đương nhiên có lý do nghĩ rằng do chúng ta đã hạ độc. Cái gì? Văn Nhân Liệt thất thanh nói, chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ ngay người trong nhà sao? Người trong nhà thì không thể làm ra những chuyện này sao? Văn Nhân không cười nhạt nói, con đừng quên, dù ông con đã lui vào hậu trường nhưng ông vẫn chưa hồ đồ. Nếu như ông con thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, có vài người trong nhà này sẽ không thể rửa sạch sẽ được. Cha! Trước kia chúng ta cũng chỉ làm náo loạn chút thôi, Văn Nhân Liệt giải thích. Làm náo loạn chút sao? Không phải làm vậy cũng có mục đích sao? Chung quanh cũng chỉ muốn kéo Mục Nguyệt rời khỏi cái vị trí đó, bây giờ lại không muốn gánh chịu trách nhiệm, vì vậy cho tới bây giờ nó vẫn còn ngồi vững ở vị trí đó. Hừ, mấy đứa cứ cho mình là người thông minh nhưng thực ra lại cực kỳ ngu xuẩn. Cha, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay cũng học theo chú hai rời khỏi nhà? Văn Nhân Liệt hỏi. Sớm không chuyển, muộn không chuyển lại chuyển vào lúc này. Không phải sẽ làm người ta đàm tiếu sao? Không phải là chưa khảo đã khai sao? Hơn nữa con cho rằng cách làm của chú hai con thông minh sao? Vì để xóa sạch sự nghi ngờ đã không dám quay về nhà. Hành động này của chú hai con gọi là giấu đầu hở đuổi. Văn Nhân Liệt đau đầu nói, vậy rốt cuộc bây giờ phải làm sao? Đi cũng bị nghi ngờ, ở lại cũng bị nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải chịu tội thay cho người khác sao? Không cần làm gì cả, Văn Nhân không nói. Việc nào nên làm thì cứ làm. Trước kia như thế nào bây giờ cứ như thế. Lúc nãy con đã cãi nhau một trận với thằng nhãi họ Tần đó sao? Đúng, Văn Nhân Liệt nói, con không quen nhìn cái bản mặt kiêu ngạo không ai bằng của nó. Chỉ là một thầy thuốc nhỏ nhoi thôi, có gì hơn người chứ? Nó không phải là một thầy thuốc bình thường, Văn Nhân không nói, con tuyệt đối không được coi thường nó. Cha, con biết rồi. Không phải là hơn 20 năm trước ông của nó cứu ông một mạng sao? Ông ta không cứu thì sẽ không có thầy thuốc nào cứu được sao? Hơn nữa nếu ông ta không cứu thì chúng ta phải đi ăn mày hết sao? Dù Tần gia là ân nhân cứu mạng của gia tộc Văn Nhân thì chúng ta cứ suốt ngày tâng bốc, cung kính với nó sao? Con có thể không tôn trọng nó nhưng con tuyệt đối không được coi thường nó. Đây là cảnh báo của cha với con, Văn Nhân không nói. Còn nữa, biểu hiện hôm nay của con cực kỳ tốt.
Nói thẳng là chuyện này sẽ làm ông có ấn tượng xấu với con nhưng ít nhất nó cũng giúp chúng ta xóa được sự nghi ngờ của người ngoài. Liệu ông có cho rằng con cố ý làm như vậy không? Văn nhân không lắc đầu nói, con quên mất biệt hiệu của ông con Hy tung hoành trên thương trường những năm trước à. Ông còn thông minh hơn các con nghĩ rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân khi ông còn sống, chúng ta tuyệt đối không thể ra tay hành động với con bé kia. Con biết cần phải làm gì, Văn Nhân Liệt nói. Con nhớ rồi, khi con quay về con vẫn chưa tới thăm em họ, bây giờ con qua đó một chút. Đi đi, Văn Nhân không nói, khi hút hết điếu xì gà này, cha cũng tới thăm Mục Nguyệt. Cổ độc, đó là vật gì vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Văn Nhân Chiếu mở trừng trừng, ngu ngơ hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ của Văn Nhân Chiếu, Tần Lạc chỉ muốn tống cho hắn mấy quyền vào mặt. Hắn nói hắn là một người đàn ông tốt mà như vậy sao? Nếu tóc hắn để dài tết đuôi ngựa đi ra ngoài đường, tuyệt đối không có ai nghi ngờ hắn không phải là phụ nữ. Điều khiếm khuyết duy nhất chính là bộ ngực của hắn khá bằng phẳng mà thôi. Ngoài việc có dáng vóc phụ nữ, ngay cả tính cách của hắn cũng giống với phụ nữ hơn. Hơi một tí là hai mắt đỏ hoe, chảy nước mắt. Một người đàn ông như vậy có thể gánh trách nhiệm bảo vệ người thân của mình. Tần Lạc thầm nghĩ xem ra sau này cần phải để Văn Nhân Chiếu làm cái đuôi theo sau mình một thời gian để hắn có thể hun đúc khí phách đàn ông cùng với năng lực ứng xử khi giao tiếp với người ngoài. Bản thân Tần Lạc phải dạy Văn Nhân Chiếu trở thành một người đàn ông thực sự. Đúng vậy, ít nhất Tần Lạc không biết Văn Nhân Chiếu có một biệt hiệu là tiểu thụ nam, tức là nói một người lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng, hưởng thụ. Cháu nói là Mục Nguyệt bị hạ cổ độc sao? Văn Nhân Đình lão gia là người lớn tuổi. Kiến thức rộng rãi nên sau khi nghe Tần Lạc nói, ông nghi ngờ hỏi lại. Cổ độc là một chuyện cực kỳ thần bí. Chúng ta thường xuyên nghe nói về điều này nhưng đã từng ai chứng kiến chưa? Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện đúng vào cuộc sống của mình? Căn cứ vào biểu hiện bên ngoài của Mục Nguyệt, quả thực rất có khả năng là như vậy, Tần Lạc nói. Sắc mặt hắn rất nghiêm trọng, nếu như quả thật là cổ độc, chuyện này coi như xong. Tại sao lại là cổ độc? Sắc mặt luôn luôn lạnh lùng của Mã Duyệt rốt cuộc cũng bộc lộ cảm xúc. Có chuyên gia sức khỏe nghi ngờ chúng độc thức ăn, nhưng thức ăn tiểu thư ăn đều được kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Sau khi tiểu thư mắc bệnh, chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra tất cả những thức ăn nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Thứ nhất, bệnh của Mục Nguyệt rất bất ngờ. Quá trình biến đổi của bệnh tình rất quỷ dị. Biểu hiện ban đầu của bệnh rất giống như bệnh cảm mạo thông thường. Nhưng bắt đầu ngày thứ hai quá trình phát bệnh của Mục Nguyệt không còn giống với bệnh nhiễm virus thông thường. Thứ hai, sắc mặt của Mục Nguyệt rất kỳ lạ, không hẳn là tái nhợt như bị cảm lạnh, cũng không hẳn là đỏ do sốt nóng mà là xanh lét. Xanh là biểu hiện của chúng độc, đương nhiên chỉ dựa vào bằng đó chi tiết chúng ta vẫn chưa thể khẳng định Mục Nguyệt bị chúng cổ độc. Tần Lạc quay người nhìn Thủy Bá nói tiếp, lúc nãy Thủy Bá dẫn cháu đi xem chất nôn của Mục Nguyệt, là màu nâu sẫm, có cả mùi tanh. Hơn nữa mạch của Mục Nguyệt là mạch bác, mạch hư, trầm. Khi nóng khi lạnh, cơ thể không ổn định, ăn gì nôn đó, không ăn được cơm đều là dấu hiệu của chúng cổ độc. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại dùng thủ đoạn táng tận lương tâm như vậy? Văn Nhân Đình nắm chặt tay, tức giận nói, nếu ông biết ai hãm hại Mục Nguyệt, ông nhất định không để người đó chết tử tế. Dù phải dốc hết lực của gia tộc Văn Nhân, ông cũng phải khiến kẻ đó cá chết lưới rách. Hạ độc không dễ phát hiện. Sau khi chúng độc khôn dễ cứu chữa, Tần Lạc thở dài nói, đây chính là thủ đoạn tốt nhất ứng phó với Mục Nguyệt. Nhưng thực sự hơi tàn nhẫn. Tần Lạc, cháu hãy giúp ông cứu Mục Nguyệt. Văn Nhân Đình ông lại thiếu cháu một món nợ ân tình, xem ra Văn Nhân Đình thực sự yêu thương người cháu gái này. Ông lôi tay Tần Lạc cầu khẩn. Gần đây tinh thần của Văn Nhân Đình lão gia rất tốt, trông giống như một lão thần tiên có thể duy trì tuổi thọ của mình, nhưng hiện tại ông không khác gì những ông già bình thường. Sao biết cháu gái yêu quý của mình mắc bệnh nặng? Hàng ngày không ăn không ngủ, gương mặt âu lo. Ông không cần phải nói những điều này. Cháu sẽ cố gắng chữa khỏi cho Mục Nguyệt, Tần Lạc nói. Nhưng trước tiên chúng ta phải biết rốt cuộc Mục Nguyệt chúng loại cổ độc nào. Cháu cũng không biết sao. Văn Nhân Đình kinh ngạc hỏi. Không thể. Cổ độc, này có rất nhiều loại ư. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Có kim tằm cổ, xà cổ, oa ếch cổ. Mã nghị cổ, kiến, ma tước cổ, chim sẻ, mao trùng cổ, sâu gióm, ô quy cổ, rùa. Trong đó độc ác nhất là kim tằm cổ, không sợ nước, không sợ lửa, khó giải trừ nhất. Tần Lạc đã đọc qua một cuốn sách về cổ độc trong thư phòng của Tần gia. Trong cuốn sách đó có liệt kê các dạng cổ độc, sau đó ông hắn lại giảng giải cho hắn một chút về vấn đề này. Nhưng vấn đề này ít được quan tâm,
ngay cả Tần lão gia cũng hiểu rất ít nên ông cũng không thể giải thích rõ ràng cho Tần Lạc, vì vậy cũng coi như không giải quyết được gì. Tần Lạc cũng chưa từng nghĩ tới con người lại thực sự làm ra cái chuyện ác tâm như thế này. Vậy chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Văn Nhân Đình hỏi, Mục Nguyệt không thể trì hoãn được lâu. Hạ cổ độc phải có chất dẫn. Trước tiên chúng ta phải tìm được vật dẫn độc, sau đó mới nghĩ ra biện pháp chữa trị, Tần Lạc nói, bây giờ chữa trị lung tung cũng không có hiệu quả gì. Vậy có thể tìm thấy vật dẫn ở đâu? Văn Nhân Đình hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, cuộc sống của Mục Nguyệt hình như rất đơn giản. Nếu như có thể loại trừ thức ăn thì chỉ còn ở công ty và chỗ ở là có khả năng bị người hạ độc. Cháu muốn tới phòng ở và phòng làm việc của Mục Nguyệt kiểm tra. Tôi sẽ dẫn anh đi, Mã Duyệt nói. Được, Tần Lạc gật đầu. Em cũng đi, em cũng muốn cứu chị. Văn Nhân Chiếu suy nghĩ rồi tiến tới trước mặt Tần Lạc. Không được khóc, Tần Lạc trừng mắt nhìn Văn Nhân Chiếu. Em không khóc, Văn Nhân Chiếu vội vàng lấy tay lau nước mắt. Tần Lạc không từ chối, hắn dẫn theo mấy người vội vàng rời đi. Chương 563, Văn Nhân Chiếu hạ cổ độc. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc đi tới Ánh Ngụy Ê Sơn Trang, nơi ở riêng của Văn Nhân Mục Nguyệt. Mặc dù tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ nóng vội, hắn thực sự không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ở đây, hắn chỉ vội vàng nhìn lướt qua nhưng vẫn cảm nhận được nơi này thực sự là tiên cảnh chốn nhân gian. Đương nhiên với khả năng về tài chính, nhân lực của Văn Nhân Mục Nguyệt, nàng muốn xây dựng một nơi ở riêng tư như thế này cực kỳ đơn giản. Sau khi ô xuyên qua tầng vệ sĩ trùng trùng điệp điệp ở cổng, mấy người đi tới một biệt thự nhỏ màu trắng. Ngôi biệt thự này giống như lăng Taj Mahal mà một vị hoàng đế Ấn Độ đã xây cho người vợ quá cố của mình. Phòng ngủ của tiểu thư ở bên trong, Mã Duyệt nói. Dưới sự chỉ dẫn của nàng, Tần Lạc và mấy người đi thẳng vào trong. Những vệ sĩ đi theo chủ động đứng ngoài, không vào trong phòng. Sau khi đi ngang qua phòng khách, tiến vào một hành lang uốn lượn rồi tới một căn phòng ở phía đông. Mã Duyệt nhập mật mã ở cửa. Sau khi ngọn đèn ở cửa hiện lên ánh sáng màu xanh, nàng mở đẩy cửa ra. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một phòng đọc, một chiếc giường ngủ và cả nơi tập yoga riêng. Tìm vật gì vậy? Mã Duyệt hỏi. Vật khả nghi, Tần Lạc trả lời. Vật khả nghi nào? Tôi không biết. Trong khi nói chuyện, Tần Lạc đã đi vào trong phòng của Văn Nhân Mục Nguyệt. Phòng tập yoga rất sạch sẽ ngăn nắp, liếc mắt một cái cũng thấy hết, không phát hiện ra vật gì khả nghi. Kết quả tìm kiếm bàn đọc giá sách cũng không có gì đáng ngờ. Sau đó Tần Lạc đi tới cạnh giường ngủ của Văn Nhân Mục Nguyệt. Ga giường màu trắng thuần khiết, ga giường bằng nhung màu vàng sẫm, thoạt nhìn rất mềm mại, khi nằm ngủ nhất định rất thoải mái. Người còn chưa tới gần đã ngửi thấy một mùi hương thơm mát. Mùi thơm này lan tỏa như hương hoa lan, thấm vào lòng người. Nhìn thấy Tần Lạc dùng mũi ngửi tới lui trong phòng, Văn Nhân Chiêu đi theo cũng ngửi rồi hỏi, anh rể, có phải là do mùi hương này không? Không phải, Tần Lạc lắc đầu. Vậy tại sao lại có mùi thơm như vậy? Đây là hương thơm từ người của chị em, Tần Lạc nói. Đây chính là hương thơm của xử nữ. Đương nhiên đứa trẻ hư, Văn Nhân Chiếu không hiểu điều này. Mã Duyệt liếc mắt nhìn Tần Lạc nhưng rồi nàng kìm nén không nói gì. Tần Lạc đi tới đầu giường. Hắn cầm lên một cuốn sách có nẹp ở giữa. Cuốn sách có tên là Đại Chiến Tình Yêu. Đây là một cuốn sách nói về kinh nghiệm tình yêu cho thanh thiếu niên. Sau nhiều thăng trầm đã trở thành một cuốn sách tình yêu rất nổi tiếng. Tần Lạc mở cuốn sách theo kẹp, đúng trang giữa quyển sách, có thể biết được mỗi tối khi rảnh rỗi, Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn chưa đi ngủ, nàng dùng cuốn sách này để giết thời gian. Mục Nguyệt đọc cuốn sách này hả? Đúng vậy, Mã Duyệt trả lời. Sách này có chuyện sao? Có chuyện, Tần Lạc nói, Mục Nguyệt không thích hợp khi đọc loại sách này. Đây là cuốn sách tôi chọn để quan gia đi mua giúp. Nghe nói trên thị trường cuốn sách này bán rất chạy, Mã Duyệt nói. Tiểu thư muốn bổ sung lĩnh vực kiến thức tình yêu. Thảo nào, Tần Lạc nói. Mã Duyệt cũng là một cô gái không hiểu chuyện tình yêu nên việc nàng lựa chọn cuốn sách này cho Văn Nhân Mục Nguyệt đọc cũng không làm người khác ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Không có, Tần Lạc trả lời. Hắn để cuốn sách vào vị trí cũ và nói, chúng ta hãy tới phòng làm việc của Mục Nguyệt một chút. Tần Lạc đi tới phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt. Hắn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Nhưng phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt dù rất rộng như lại trống trải lạ thường. Không có ghế xa, không có giá sách, không có phóng phi tiêu, cũng không có sân gôn thu nhỏ. Trong phòng chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Trên bàn có một cái máy tính, thậm chí không có cả kẹp tài liệu. Nếu như có chuyện gì,
Mã Duyệt ôm tài liệu tới sau đó lại ôm đi. Tần Lạc đã từng thấy qua, cũng từng thấy căn phòng làm việc rộng nhất, nhưng cũng đơn sơ nhất. Điều này có vẻ rất phù hợp với tính cách làm việc nhanh chóng không thích phô trương của văn nhân Mục Nguyệt. Nhưng tại sao trên mặt bàn không có vật gì lại có một chiếc khăn lụa màu trắng và con dao nhỏ? Đây chính là con dao gọt hoa quả. Tần Lạc cầm con dao gọt hoa quả lên nhìn rồi lại nhẹ nhàng để xuống. Ngăn kéo bàn có thể mở ra không? Tần Lạc hỏi. Không thể, Mã Duyệt nói. Đó là khóa mật mã. Chỉ tiểu thư mới có thể mở. Tần Lạc gật đầu, hắn ngồi xuống ghế của văn nhân Mục Nguyệt, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Vật dẫn cổ độc ở đâu nhỉ? Vật dẫn cổ độc bắt nguồn từ nơi nào? Chẳng lẽ không có trong phòng làm việc sao? Hay chúng đã thông qua thức ăn và nước uống để hạ độc? Đột nhiên ánh mắt Tần Lạc bị hút vào chậu cây để ở cửa sổ. Đó là một loại cây có hoa màu tím giống như trúc tía, lá dài màu tím. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi một bông hoa nở trông rất đẹp. Đây là cái gì? Tần Lạc chỉ vào chậu cây trúc tía hỏi. Nó là Phật Đà Văn Nhân Chiếu. Tại sao em biết? Tần Lạc nghi ngờ nhìn Văn Nhân Chiếu. Cho tới lúc này hắn vẫn không nghĩ Văn Nhân Chiếu là người tài cao học rộng. Bởi vì, cái cây này là do em tặng chị ấy khi nghi tới bệnh của chị gái mình. Hai mắt Văn Nhân Chiếu lại đỏ hoe nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không thân thiện của Tần Lạc, hắn lại vội vàng cúi đầu xuống, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Phật Đà, Tần Lạc nói nhỏ cái tên quái dị này. Em lấy cây này ở đâu? Em nhìn thấy ở nhà anh Tần Túng Hoành, em thấy hoa của nó nở rất đẹp. Tên lại có ý tứ nên muốn tặng chị Mục Nguyệt, Văn Nhân Chiếu giải thích. Nhà Tần Túng Hoành sao? Sắc mặt Tần Lạc tái mét. Đúng vậy, Văn Nhân Chiếu nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tần Lạc vội vàng hỏi, chẳng lẽ cây cảnh này có chuyện sao? Tần Lạc không trả lời. Hắn cầm con dao gọt hoa quả cắt một cành lá cây Phật Đà. Một chất lỏng màu nâu chảy ra, giống như chất nôn mửa của Văn Nhân Mục Nguyệt. Mã Duyệt kinh ngạc, sững sờ nhìn Văn Nhân Chiếu. Không phải em, không phải em. Văn Nhân Chiếu tái mặt, hắn cuống quýt khoát tay nói, thật sự không phải em. Em sao có thể làm hại chị gái của mình? Em thật sự không biết cây Phật Đà này hại người. Mã Duyệt tức giận nói, không phải lúc cậu tặng tiểu thư có nói là mua ở ô bên ngoài sao? Nếu em không nói mua ở bên ngoài, chị ấy nhất định sẽ không nhận. Văn Nhân Chiếu nhìn Tần Lạc, dáng vẻ cực kỳ oán ức nói, chị ấy chỉ thích anh rể. Chị ấy không thích những người đàn ông khác, em chỉ còn cách là nói mình mua thì chị ấy mới nhận. Cậu muốn hại tiểu thư? Mã Duyệt chỉ hận không thể xông tới cho gã ngu này mấy cái bạt tai. Tiểu thư thông minh như vậy sao lại có em trai ngốc nghếch tới vậy? Hai người bọn họ thực sự là chị em ruột sao? Em không có, em không muốn hại chị gái mình. Văn Nhân Chiếu liên thanh nói. Hắn không dám nhìn vào hai mắt Mã Duyệt. Anh biết không phải là em, Tần Lạc nói. Em không có gan đó, càng không thông minh như vậy. Đúng đúng, không phải là em. Em nhất định không làm như vậy. Nước mắt của Văn Nhân Chiếu lại rơi xuống. Em không bao giờ làm hại chị gái của mình. Chị ấy là người thân duy nhất của em. Tần Lạc vỗ vỗ vai Văn Nhân Chiếu cười hỏi, chậu cây Phật Đà này là em hỏi xin Tần Túng Hoành hay anh ta chủ động đưa cho em? Là em chủ động hỏi anh ta. Văn Nhân Chiếu khóc nói. Em thấy chậu cây đó rất đẹp, em nghĩ chị Mục Nguyệt sẽ thích nó. Em hỏi anh ta, em thực sự không biết. Lòng dạ độc ác, Mã Duyệt lạnh lùng nói. Bề ngoài giả vờ nhã nhặn ra vẻ quân tử, trong lòng lại làm ra những chuyện độc ác như này. Không được, em phải đi tìm anh ta tính sổ. Em muốn hỏi anh ta tại sao lại hại chị gái em. Lúc này Văn Nhân Chiếu mới có phản ứng. Hắn gào lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Văn Nhân Chiếu, Văn Nhân Chiếu, Tần Lạc gọi theo sau. Nhưng lúc này Văn Nhân Chiếu còn nghe thấy Tần Lạc gọi không? Hắn bỏ chạy như người điên, điên cuồng lao vào thang máy. Khi Tần Lạc đuổi ra tới nơi thì cửa thang máy đã đóng cửa. Tần Túng Hoành thường lui tới chỗ nào? Tần Lạc hỏi. Văn Nhân Chiếu bỏ chạy trong tình trạng như vậy, Tần Lạc lo lắng hắn sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm bên ngoài. Hắn tới gây chuyện với Tần Túng Hoành, hắn không phải là đối thủ của anh ta. Bây giờ Văn Nhân Mục Nguyệt đang nằm trên giường bệnh, hắn phải có trách nhiệm quan tâm tới người em ngốc nghếch của nàng. Lúc này anh ta đang làm việc ở công ty, Mã Duyệt nói. Nàng không thể không có những thông tin quan trọng của những đối thủ cạnh tranh. Cũng có khả năng anh ta ở Thiên Ba Phủ. Hãy đưa tôi đi tìm anh ta, Tần Lạc nói. Nếu không có ai đưa hắn đi, hắn không thể lái xa. Được Mã Duyệt trả lời rồi nàng bước nhanh ra ngoài. Sau khi hai người xuống lầu, bóng dáng của Văn Nhân Chiếu đã mất hút,
chiếc xe Ferrari do hắn lái tới cũng không thấy đâu. Thiếu gia đâu? Mã Duyệt hỏi. Cậu ấy tự mình lái xe đi một mình, một vệ sĩ có vẻ là đội trưởng trả lời. Đi theo hướng nào? Hướng Tây. Đuổi theo đi, Tần Lạc ra lệnh. Trên xe, Mã Duyệt nhìn chậu Phật đà trong tay Mã Duyệt hỏi, cây cũng có thể hạ cổ độc sao? Đúng vậy, đây chính là thực vật cổ độc, Tần Lạc gật đầu nói. Nhìn bình thường tiểu thư không chạm vào cái này này, chỉ đứng thưởng thức từ xa. Chẳng lẽ như vậy cũng trúng cổ độc sao? Cô không thấy bông hoa của nó màu vàng sao? Đây chính là cổ dẫn. Chúng đã thông qua mùi của bông hoa nhỏ này hạ cổ độc. Loại cổ độc này rất khó thi triển. Chỉ có những cây cỏ quỷ dị mới làm được. Chậu cảnh này do văn nhân chiếu chủ động muốn có, Mã Duyệt nói. Văn nhân chiếu tuyệt đối không thể hãm hại chị gái của mình. Như vậy đối tượng tình nghi duy nhất là Tần Túng Hoành. Nhưng tại sao Tần Túng Hoành lại biết trước văn nhân chiếu thích chậu hoa này? Anh ta sao có thể biết văn nhân chiếu sẽ đem tặng chị gái mình chậu cảnh này? Mã Duyệt liếc mắt nhìn Tần Lạc nói, hơn nữa tôi vẫn tin Tần Túng Hoành thích tiểu thư. Anh ta có lý do nào để làm như vậy không? Chương 564, chẳng lẽ đây là sự thật các người muốn sao? Trong lễ mừng thọ 80 tuổi của Tần lão gia, Tần Túng Hoành chính thức tiếp nhận quản lý gia sản của Tần gia, vì vậy Chí công tử chính thức ngang hàng với văn nhân Mục Nguyệt. Sau khi Tần Túng Hoành đảm nhiệm quản lý gia sản một thời gian, hắn không tạo được một thành tích nào làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí trong một vài lĩnh vực, còn xuất hiện vấn đề trượt dốc quy mô nhỏ lẻ. Thế nhưng Tần lão gia, người đứng đầu Tần gia lại tương đối hài lòng với biểu hiện của Tần Túng Hoành. Một người chưa quen với hoạt động buôn bán của cả gia tộc. Hơn nữa xét về phương diện tuổi trẻ, làm được như vậy cũng đã rất khó khăn, đáng được khen ngợi, rất đáng khen ngợi. Từ khi Tần Túng Hoành đảm nhiệm tới nay, hắn cũng không vội vàng quyết định mở rộng hướng làm ăn, vì hắn chỉ tập trung vào củng cố sản nghiệp, thị phần trong thương trường cùng giữ lấy khách hàng. Hắn có thể kìm nén tâm lý tạo nên sự đột phá, làm nên công tích để những người đang dõi mắt theo hắn không cụp mắt, ngậm miệng không dám nói gì, nhưng hắn lại thực hiện một loạt công việc thực dụng, không ai biết tới nhưng rất hiệu quả, rất xứng đáng với cái tên Chí công tử. Ổn thỏa, đây là đánh giá của Tần lão gia với Tần Túng Hoành. Đúng vậy, Tần Túng Hoành rất thông minh. Điều khủng khiếp hơn là hắn biết làm thế nào phát huy trí thông minh của mình. Khi Tần Túng Hoành đang xử lý tài liệu trong phòng làm việc thì điện thoại nội bộ vang lên. Sau khi Tần Lạc ấn nút nghe, trợ lý Diêng Văn Thanh nói qua điện thoại, "Tần Đồng, văn nhân chiếu thiếu gia nói có chuyện muốn gặp." Ừ, Tần Túng Hoành nhìn đồng hồ rồi nói, "Để cậu ta vào." Dạ, Văn Thanh nói. Binh, cánh cửa phòng làm việc của Tần Túng Hoành bị đẩy tung ra. Văn nhân chiếu phẫn nộ vọt vào nói, "Tần đại ca." Ngay lúc đó hắn mới thầm nghĩ, bản thân mình tới hỏi tội anh ta, tại sao còn gọi anh ta là đại ca? Thế nhưng hai người quen biết nhau đã nhiều năm, bình thường hắn ở suốt ngày chỗ Tần Túng Hoành. Hắn vốn nghĩ rằng Tần Túng Hoành là một người anh lớn đáng tôn trọng, rất tin tưởng. Nếu như hắn gọi thẳng tên Tần Túng Hoành, trước mặt mọi người thì hắn không làm được. Vì nghĩ mãi không biết nên xưng hô thế nào nên văn nhân chiếu không nói tiếp được. Hắn ngơ ngác đứng ở cửa, giống như một gã ngu ngốc. Tần Túng Hoành đã kịp phản ứng trước, hắn hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của văn nhân chiếu nhưng lại nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Hắn cười nói, "Tiểu Chiếu, sao lại có thời gian tới công ty gặp anh?" "Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Văn nhân chiếu ghi nhớ mục đích tới đây của mình nên hắn nhìn Tần Túng Hoành chằm chằm nói. "Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Túng Hoành nhìn thấy ánh mắt khác thường của văn nhân chiếu, hắn lại nghĩ tới hành động đẩy cửa vừa rồi. Dù văn nhân chiếu khá ham chơi, lại cũng coi làm mê gái nhưng vẫn là người hiểu lễ nghĩa. Với xuất thân của bọn họ như vậy, bình thường không bao giờ làm ra chuyện vượt quá lễ nghĩa. "Có phải chính anh đã hạ cổ không?" Văn nhân chiếu hỏi. "Hạ cổ, hạ cổ gì?" Tần Túng Hoành càng nghi ngờ. "Chính là cổ độc, hạ cổ độc đối với chị gái tôi." Văn nhân chiếu nói to. Chính bản thân hắn cũng không thể nào giải thích rốt cuộc cổ độc là gì. Hắn cũng chỉ ở cạnh nơi Tần Lạc nói mấy câu nên nhớ được. Bây giờ nói mấy câu đó với Tần Túng Hoành, hắn cố làm ra vẻ rất chuyên nghiệp. Tần Túng Hoành là một người rất nhạy cảm, chỉ với mấy câu hàm hồ của văn nhân chiếu, hắn đã đoán ra sự việc. "Em nói là Mục Nguyệt đã bị người ta hạ cổ độc sao?" Tần Túng Hoành âm trầm hỏi. "Đúng vậy, chính là anh hạ cổ độc, chính là do chậu cây Phật đà của anh mà ra." Văn nhân chiếu nói. "Phật đà, cái đó thì có liên quan gì tới Phật đà?" Tần Túng Hoành vội nói.
hắn chỉ hận không thể xé toang đầu của Văn Nhân Chiếu để xem trong đó có những thứ gì. Anh rể nói là cổ độc thông qua chậu cây Phật Đà. Chậu Phật Đà đó là do tôi lấy ở chỗ anh, cổ độc này nhất định là do anh hạ. Ánh mắt Văn Nhân Chiếu tràn ngập thù hận. Nếu anh hại chết chị gái tôi nhất định sẽ liều mạng với anh. Đủ rồi, Tần Túng Hoành quát to, gương mặt anh tuấn của hắn co rúm. Anh không hiểu rốt cuộc em đang nói gì, nhưng anh có thể nói cho em biết, anh tuyệt đối không hạ cổ độc với chị em. Tại sao anh phải hại chị em? Em hãy cho anh biết một lý do. Uy thế nhiều năm quen biết vẫn còn sót lại. Văn Nhân Chiếu vẫn có chút kiêng dè Tần Túng Hoành, nên khi bị Tần Túng Hoành quát mắng hắn cực kỳ kinh hãi. Tôi, chị gái em giờ đang ở đâu? Ở nhà cũ. Hãy dẫn anh tới đó. Tần Túng Hoành kéo chiếc áo khoác trên giá áo rồi chạy nhanh ra ngoài phòng. Văn Nhân Chiếu thấy vậy ngẩn người rồi chạy theo sau. Điền Loa đang đỗ xe ở trước cửa building, hắn thấy Tần Túng Hoành chạy tới liền hỏi, đại thiếu, gọi xe vội đi đâu vậy? Tiên Nữ Sơn, nhàn của Văn Nhân lão gia, Tần Túng Hoành nói. Có chuyện gì vậy? Điền Loa vừa nổ máy một cách thuần thục vừa hỏi. Mục Nguyệt trúng độc, Tần Túng Hoành nói. Trúng cổ độc sao? Điền Loa kích động tới mức điếu thuốc đang ngậm trong miệng của Điền Loa suýt chút nữa rớt xuống. Tại sao lại trúng cổ độc? Kẻ nào lại có thâm thù đại hận với cô ấy vậy? Đó chính là chuyện mất mạng. Nếu đệ nhất mỹ nữ ở Yến Kinh của chúng ta xong đời vì cái đó thì thật đáng tiếc. Câm miệng, Tần Túng Hoành khẽ quát, tao nói mày biết. Cô ấy là người con gái tao thích, mày phải tôn trọng cô ấy. Điền Loa cười gật đầu nói, đại thiếu đừng tức giận. Là tôi quen miệng nói theo thói quen. Tần Túng Hoành vuốt mặt rồi hỏi, mày có cách nào chữa trị cổ độc không? Đại thiếu, anh làm khó tôi rồi. Tôi chỉ là một thằng đàn ông qua ngày. Uống rượu, tán gái đánh nhau, chém người có thể tìm tôi. Sâu cổ độc gì đó sao tôi có thể hiểu được? Dừng lại một chút rồi Điền Loa nói tiếp, điều này nhất định là do tình địch của anh muốn làm náo loạn. Anh nói xem liệu cổ độc có phải do hắn hạ không nhỉ? Hắn mơ ước sắc đẹp và gia sản của Văn Nhân Mục Nguyệt. Vì muốn được ẵm mỹ nhân về nên hắn đã hạ cổ độc, sau đó đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, ra vẻ đau khổ giải trừ cổ độc. Tới khi đó liệu hắn có thể hoàn tan núi băng Văn Nhân Mục Nguyệt không? Ai, chiêu thức này quả thật rất âm hiểm, chỉ có kiểu người đó mới làm được. Sẽ không có chuyện đó, Tần Túng Hoành nói. Anh tin tưởng vào nhân phẩm của hắn vậy sao? Điền Loa ngạc nhiên hỏi. Văn Nhân Chiếu đã chạy tới nói ta là người hạ cổ độc. Hình như cổ độc đó có quan hệ gì đó với chậu cây Phật Đà. Chậu cây Phật Đà đó là Văn Nhân Chiếu lấy ở chỗ ta, không ngờ nó lại đưa tặng Mục Nguyệt. Vậy sao? Điền Loa cười gượng nói. Nếu vậy đại thiếu đã rơi vào vũng bùn ở đúng quần rồi. Có ý gì? Không phải phân thì cũng đã là phân. Tần Túng Hoành thở dài nói, ta không biết là ai hãm hại mình. Ta cũng không biết người đó có mục đích gì. Bây giờ ta chỉ cần biết Mục Nguyệt được an toàn. Đúng là tình yêu, Điền Loa cười nói. Bàn tay hắn đánh mạnh vô lăng, chiếc xe lập tức giống như một đạo cụ cực phẩm, phóng như bay, tả xung hữu đột. Khi Tần Lạc và Mã Duyệt tới tòa building của công ty Tần Túng Hoành, thì nhìn thấy đuôi chiếc xe màu đỏ của Văn Nhân Chiếu vừa mới rời khỏi đó. Anh ta đi rồi, Mã Duyệt nói. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn tòa nhà như muốn xác định xem Tần Túng Hoành có ở trong đó hay không rồi nói, chạy theo sau. Không ngờ Văn Nhân Chiếu lại lái xe quay về nhà. Sau mấy khúc cua bọn họ lại quay về chốn cũ. Sau khi xe dừng lại, hai người thấy trong sân còn có một chiếc Mercedes-Benz khác đang đậu trong sân. Điền Loa đang đứng dựa vào xe hút thuốc, khi hắn nhìn thấy xe của Tần Lạc chạy vào thì vẫy tay cười với Tần Lạc, lộ ra hàm răng ám vào bởi khói thuốc. Tần Túng Hoành tới, Mã Duyệt nói. Tần Lạc mở cửa xe, hắn chạy nhanh vào khuê phòng của Văn Nhân Mục Nguyệt. Khi Tần Lạc bước vào trong phòng, hắn nhìn thấy Tần Túng Hoành đang đứng trước giường Văn Nhân Mục Nguyệt đang ngủ say với vẻ đau buồn. Bệnh mấy ngày rồi? Tần Túng Hoành hỏi. 6 ngày rồi, Văn Nhân Chiếu nói. Vậy tại sao không gọi điện thoại cho anh sớm hơn? Tần Túng Hoành hung tợn nói. Tôi cứ tưởng chị ấy chỉ bị cảm bình thường. Đồ ngốc, Tần Túng Hoành mắng. Tần Túng Hoành đi tới trước mặt Văn Nhân Đình an ủi. Lão gia, người không cần lo lắng. Mục Nguyệt sẽ không sao. Cho dù phải trả một cái giá lớn như nào, chúng ta cũng phải cứu được cô ấy. Ta hiểu, Văn Nhân Đình nói, Tần Lạc đang rất nóng vội, cậu ấy sẽ nghĩ ra cách. Nhìn thấy Tần Lạc bước vào, ông liền vội vã hỏi, có thu hoạch được gì không? Có tìm được vật dẫn cổ không? Vật này tìm thấy trong phòng của Mục Nguyệt, Tần Lạc đưa ra chậu cây Phật Đà ở trong tay mình ra.
nó chính là vật dẫn cổ sao? Văn Nhân Đình lão gia cực kỳ kinh ngạc hỏi, một chậu hoa bình thường có thể hạ độc hại người thành dạng này sao? Đúng vậy, Tần Lạc dùng ngón tay bẻ lá cây rồi hắn chỉ vào chất lỏng màu nâu nói, đây chính là đặc điểm đặc thù của chất dẫn, nhưng cổ độc này là từ bông hoa màu vàng ở bên dưới. Mùi hoa này nhẹ nhẹ nhưng lại bền lâu không tan, Mục Nguyệt ngửi thấy mùi hoa này nên bị trúng cổ độc. Đây là hoa gì? Mục Nguyệt chưa bao giờ trồng hoa. Sao trong phòng của nó lại có chậu hoa này? Văn Nhân Đình tức giận nhìn Mã Duyệt hỏi. Cuộc sống hàng ngày của Văn Nhân Mục Nguyệt đều do Mã Duyệt phụ trách. Bây giờ xảy ra chuyện này nên đương nhiên nàng không thể thoát trách nhiệm. Vật này là Văn Nhân Chiếu thiếu gia tặng cho tiểu thư Mã Duyệt thẳng thắn nói. Văn Nhân Chiếu, cháu lấy thứ này ở đâu? Văn Nhân Đình nhìn Văn Nhân Chiếu chằm chằm hỏi. Cháu, là lấy từ chỗ tôi, Tần Túng Hoành nói tiếp lời Văn Nhân Chiếu. Xem ra chân tướng của sự việc chính là tôi là thủ phạm của màn hạ độc thủ giết Mục Nguyệt. Có phải các người muốn chân tướng đó không? Chương 565, yêu nhân tác quái. Ánh mắt Tần Túng Hoành nhìn lướt qua Văn Nhân Chiếu và Tần Lạc sau đó dừng lại trên gương mặt Văn Nhân Đình lão gia. Tôi biết vì một số nguyên nhân nên tôi vẫn bị người của gia tộc Văn Nhân bài xích, Tần Túng Hoành vỗ vỗ vai Văn Nhân Chiếu cười nói. Dù Tiểu Chiếu suốt ngày đi theo tôi nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối cố ý để mặc của các người mà thôi. Bởi vì tôi mang họ Tần vì vậy tôi luôn là đối tượng cảnh giác và nghi ngờ. Tôi có thể hiểu được nguyên nhân của mọi người. Văn Nhân gia, Bạch gia và Tần gia của tôi giống như thế Tam Quốc. Không một ai có ý định hợp tác chân thành với ai, cũng không ai thực sự muốn chấp nhận người kia trở thành bạn bè của mình. Thậm chí ngay từ khi sinh ra tôi và Bạch Phá Cục đã thành đối thủ của nhau. Nếu như tôi ở vào vị trí của Văn Nhân lão gia tôi cũng phải làm như vậy. Điều này hoàn toàn không có chỗ cho tình yêu, tình bạn, hoàn toàn chỉ có lợi ích của gia tộc. Tôi có thể thẳng thắn thừa nhận với Văn Nhân lão gia rằng Tần gia của tôi quả thật có thể chiếm đoạt thị trường của Văn Nhân gia và Bạch gia trong một số lĩnh vực. Tôi tin rằng Văn Nhân gia và Bạch gia cũng có suy nghĩ như vậy. Mở rộng thị trở thành vị vua độc nhất, đây chính là lý tưởng của bất kỳ ai trên thương trường. Tôi không phải người ngốc. Tôi quả thực cũng nghĩ vậy. Hơn nữa tôi còn thường xuyên ảo tưởng về nó. Thế nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chỉ làm điều này dựa trên trí tuệ và cố gắng của chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng tình cảm của mình để mưu lợi cho mình. Đây chính là chuyện duy nhất tôi có thể tự do lựa chọn. Tôi không tha thứ cho bất kỳ ai cưỡng ép hay làm nhơ bẩn nó. Tôi thích Mục Nguyệt, thích sự thông minh, trí tuệ của cô ấy, thích sự lạnh lùng của cô ấy, tôi cũng thích. Tôi yêu thích tất cả những cái xấu. Điều tốt của cô ấy, chỉ cần nó thuộc về Văn Nhân Mục Nguyệt. Tôi không biết nếu như Mục Nguyệt không phải là người đứng đầu quản lý ta ưu ô sản của gia tộc Văn Nhân tôi có còn thích cô ấy nữa hay không. Dù gì khi cô ấy bắt đầu đạt được những thành tựu xuất sắc tôi mới chú ý tới cô ấy. Tôi thích cô ấy khi cô ấy thành công nhất. Tần Túng Hoành đứng cạnh giường ngắm nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt đang ngủ mê mệt như một đứa trẻ, đau buồn nói, thế nhưng nếu bây giờ Mục Nguyệt đồng ý lấy tôi chỉ với hai bàn tay trắng, không mang theo bất kỳ một cây châm. Một sợi chỉ, một mảnh ngói của gia tộc Văn Nhân, tôi sẽ cực kỳ cảm kích. Là một người đàn ông, tôi có trách nhiệm hết thảy với người phụ nữ của đời mình. Đây chính là sự kiêu ngạo của tôi. Nhưng giờ đây Mục Nguyệt chính là người thừa kế của gia tộc Văn Nhân, Văn Nhân Đình lão gia nói. Sắc mặt của ông vẫn thản nhiên như thường, chỉ cần nó còn sống, nó vẫn là người chèo lái gia tộc Văn Nhân, trừ phi nó tự muốn mình từ bỏ vì vậy ước muốn của cậu không thực tế. Đúng vậy, Tần Túng Hoành cười gượng gạo nói. Đây chính là điều tôi tiếc nuối nhất. Tôi biết suy nghĩ của mọi người mà vẫn cố gắng thực hiện điều đó. Quả thực cái tên Chí Công Tử chỉ là hư danh mà thôi. Văn Nhân Đình lắc đầu nói, cậu sai lầm rồi. Sai lầm ư? Đúng, cậu sai lầm rồi, Văn Nhân Đình lão gia nói. Trước tiên Mục Nguyệt là cháu gái của ta, sau đó nó mới là người chèo lái gia tộc Văn Nhân. Mong muốn lớn nhất của ta là cháu gái của ta có cuộc sống hạnh phúc mà không phải kiếm ra bao nhiêu tỷ cho gia tộc Văn Nhân. Tần Túng Hoành, nếu như cậu thực sự làm cháu gái ta yêu thương cậu, ta nguyện ý dùng một nửa gia sản của gia tộc Văn Nhân làm quà cưới. Tần Túng Hoành giật mình nhìn Văn Nhân Đình, tựa hồ hắn không tin vào lỗ tai mình. Hôm nay Văn Nhân Đình lão gia uống nhầm thuốc sao? Nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt thật sự đồng ý lấy Tần Túng Hoành hắn, liệu ông có dùng một nửa gia sản của gia tộc Văn Nhân làm quà cưới không? Một khi như vậy gia tộc Văn Nhân có còn là gia tộc Văn Nhân không? Một gia tộc Văn Nhân suy yếu không phải sự bị cả hai gia tộc Tần, Bạch nuốt chửng sao? Có thật ông ta yêu cháu gái mình tới mức đó không?
Tần Túng Hoành thầm nghĩ, nhưng hắn lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Văn Nhân Đình lão gia. Dường như Văn Nhân Đình lão gia biết siêu ý nghĩ của Tần Túng Hoành, ông cười nói, một khi như thế thì thế lực của Tần gia sẽ tăng lên rất nhiều. Ta cũng có thể mượn đó giáo huấn cho con chó điên Bạch gia kia một trận. Ta cũng coi như đó là báo mối huyết thù cho ông già này. Mối hận này ta đã nhẫn nhịn hơn 20 năm nay rồi. Tần Túng Hoành cười gượng nói, Văn Nhân lão gia, bây giờ Mục Nguyệt đang bệnh nặng nằm trên giường. Chúng ta nói chuyện này có hợp lý không? Đúng vậy, tất cả đều phải chờ thái độ của Mục Nguyệt, Văn Nhân Đình lão gia nói. Tần Túng Hoành nhìn Tần Lạc hỏi, anh xác định chính xác là Mục Nguyệt trúng cổ độc sao? Bây giờ cơ bản có thể xác định là thế, Tần Lạc nói. Chậu Phật Đà trong tay anh chính là vật dẫn cổ sao? Đúng, đây chính là vật dẫn cổ. Mặc dù cổ độ này không hung tợn nhưng lại rất bí mật. Khó phát hiện ra, cũng khó chữa trị. Anh có biện pháp chữa trị nào không? Đang suy nghĩ. Nếu tôi nói tôi muốn giúp, anh nhất định sẽ từ chối, đúng không? Tần Túng Hoành hỏi. Không sai, Tần Lạc gật đầu. Tôi phải công nhận mới rồi anh biểu lộ tình cảm rất chân thành cũng rất cảm động, nhưng điều này cũng không đủ để xóa đi rằng anh không phải là người hạ cổ độc. Cũng có thể anh thấy bản thân mình không còn hy vọng theo đuổi Mục Nguyệt nên cố tình vì yêu mà sinh hận báo thù. Nói thật bản thân Tần Lạc cũng không thể xác định chính xác Tần Túng Hoành là người hạ cổ độc. Thậm chí trong lòng hắn cũng nghiêng về suy nghĩ Tần Túng Hoành không phải là người hạ cổ độc, bởi vì Tần Lạc cũng không biết Tần Túng Hoành hạ cổ độc vì động cơ nào. Hơn nữa nếu điều tra kỹ lưỡng thì thấy phương pháp này cũng hơi ngu ngốc, không phù hợp với trí tuệ của một trí công tử như Tần Túng Hoành. Thế nhưng Tần Lạc có thể giải thích hộ Tần Túng Hoành không? Đương nhiên Tần Lạc lại cũng muốn mượn cơ hội này vụ oán, ném vào mặt hắn. Anh bạn Tần Lạc này nguyện vì nước vì dân làm những chuyện anh hùng, nhưng trong một số chuyện thì hắn lại cực kỳ hẹp hòi. Quả nhiên sắc mặt của Tần Túng Hoành rất khó chịu. Tần Túng Hoành cười nhạt nói, ít nhất bây giờ anh vẫn chưa thể chứng minh tôi là người hạ cổ độc, đúng không? Tôi chỉ biết chậu Phật Đà này là từ chỗ của anh, Tần Lạc chỉ tay vào chậu Phật Đà vẫn còn đang rỉ chất lỏng màu nâu. Xem ra tôi phải giải thích vấn đề này một chút, mặc dù không hy vọng anh sẽ tin tôi, Tần Túng Hoành nói. Thứ nhất, chậu Phật Đà này tôi phát hiện ở một ngôi chùa ở ngoại thành rồi mới cho người mang về trồng. Thứ hai, tôi cũng không biết nó có thể làm vật dẫn cổ độc. Thứ ba, sao tôi có thể biết Tiểu Chiếu sẽ thích nó. Thứ tư, tôi sao có thể dám chắc Tiểu Chiếu sẽ tặng nó cho Mục Nguyệt. Mỗi một bước như vậy còn có sự tính toán rất chính xác. Dù tôi được xưng là trí công tử nhưng cũng không thể có khả năng đó. Đúng vậy, Tần Túng Hoành giải thích rất có lý. Có ai có thể dám chắc trên đường chuyển Phật Đà từ chùa về nhà mà không bị người khác giở thủ đoạn không? Liệu có ai có thể xác định Văn Nhân Chiếu vừa nhìn thấy nó đã thích ngay hơn nữa còn đưa tặng cho chị gái mình không? Liệu sau khi chậu Phật Đà vào tay Văn Nhân Chiếu có bị người đánh cháo không? Thời nay chuyện thật giả liệu có phải ai cũng biết hết không? Tần Lạc cười nói, tôi chỉ phụ trách việc chữa bệnh cứu người. Việc điều tra thủ phạm là việc của gia tộc Văn Nhân, là chuyện của Mục Nguyệt sau khi tỉnh lại. Chuyện này không liên quan gì tới tôi. Như vậy tôi chưa phải gánh chịu trách nhiệm chứ? Tần Túng Hoành cũng không muốn bị trục xuất ra khỏi nhà. Tuy anh Tần Lạc thờ ơ nói, chỉ cần Văn Nhân Đình lão gia không phản đối. Dù sao Tần Túng Hoành cũng là nhân vật quan trọng của Tần gia. Trước khi hung thủ chưa điều tra ra, quả thực Văn Nhân Đình lão gia cũng không muốn đuổi hắn đi. Vì vậy ông mới cố tình bỏ qua việc này, ông quay nhìn Tần Lạc hỏi, vật dẫn cổ đã tìm thấy, có thể cứu chữa cho Mục Nguyệt không? Để giải trừ cổ độc thực vật thì chỉ có cách dùng thảo dược, Tần Lạc nói. Dùng dược liệu nào, hãy nhanh chóng kê đơn thuốc, ông sẽ cho người đi mua, Văn Nhân Đình nói. Có hai loại dược liệu rất quý hiếm, các hiệu thuốc cũng không có, Tần Lạc nói. Vậy ở đâu mới có? Ông cháu ở Dương Thành có thế nhưng, Tần Lạc quay đầu nhìn Mục Nguyệt nói, lúc này cháu không thể rời khỏi đây. Cháu chỉ có thể gọi điện nhờ người mang tới. Vậy hãy mau lên, Văn Nhân Đình lão gia vội vàng la lên. Ông chỉ hận không thể bắt Tần Lạc nói ngay số điện thoại để tự mình gọi. Văn Nhân Mục Nguyệt ốm nặng, sản nghiệp của gia tộc Văn Nhân có nguy cơ đồng loạt giảm sút. Trong khi đó người trong nhà cũng không ngừng đấu tranh. Cái đám người có vẻ rất khó đoàn kết với nhau, lại đồng lòng bức vua thoái vị, gây sức ép với ông làm di chúc mới. Chẳng lẽ tai nạn của 24 năm trước lại lặp lại sao? Được, Tần Lạc lập tức lấy di động gọi điện. Trước tiên Tần Lạc gọi điện thoại cho Gai, nhờ hắn phái người tới lấy hai loại thảo dược.
cho tới bây giờ gay chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Tần Lạc nên hắn sảng khoái đồng ý trong điện thoại. Cú điện thoại thứ hai hắn gọi về nhà, không ngờ người nghe máy lại là Tần Lão Gia. Khi Tần Lão Gia hỏi nguyên nhân cần hai loại thảo dược đó, Tần Lạc liền thuật lại nguyên do làm Tần Lão Gia giật mình kinh hãi. Ông liên tục căn dặn Tần Lạc làm gì phải chắc chắn, không dùng trọng châm, không dùng độc dược. Đúng vậy, gài chất kỳ độc chính là lấy độc trị độc. Nếu không dùng dược vật kịch độc thì sẽ không thể nào bài trừ hết cổ độc trong người. Thế nhưng sau khi bài trừ hết cổ độc thì lại lưu trong thân thể người bệnh một loại chất độc khác. Vì vậy lại phải chuẩn bị thuốc giải để giải loại độc tố thứ hai. Nếu như không nắm chắc, cổ độc chưa làm chết người, độc dược uống vào người lại gây ra chết người. Đây chính là nguyên nhân Tần Lão Gia rất lo lắng. Nếu Tần Lạc cho Văn Nhân Mục Nguyệt uống độc dược chết thì sao? Tần Lạc chưa kịp ngắt điện thoại thì hắn nghe thấy tiếng nôn khan ở phía sau. Khi Tần Lạc quay người lại, hắn nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng thò đầu ra ngoài giường và nổn mửa. Ao ao, ầm ầm. Chất lỏng màu nâu sẫm từ khóe miệng nàng chảy ra, cùng với đó là vết máu, giống như nàng muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng của mình. Có máu, Tần Lạc kêu lên, bọn chúng lại bắt đầu tác quái. Chúng lại vừa phóng ra cổ độc. Chương 566, nhất nam nhất nữ tranh đấu. Trong cuốn bản thảo cương mục có viết, người tạo cổ độc bắt 100 con sâu bỏ vào một chỗ. 100 con trùng này ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng trong đồ vật đó chỉ còn một con trùng lớn gọi là cổ độc. Ban đầu cổ độc vốn để chuyên trị nhỏ độc nhưng sau này mới bị lợi dụng để hại người. Nếu như chúng trùng cổ, trong người sẽ cảm nhận được sự đau đớn của vạn trùng cắn xé. Những con trùng đó làm mưa làm gió trong thân thể con người. Chúng khát thì hút máu của vật dẫn làm no bụng, đói thì ăn thịt. Cuối cùng tất cả khí quan trong cơ thể người đều bị chúng ăn hết. Con người chết trong tình trạng đau đớn. Chúng độc thực vật lại khác biệt hoàn toàn với xà cổ và kim tằm cổ, rất khó giải trừ. Không thể ăn uống, hơn nữa còn không ngừng nôn mửa. Trong bụng có gì nôn đó, nôn cho tới khi máu huyết khô cạn mà chết. Trước đó Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ nôn ra chất nôn màu nâu. Đó chính là nước và thức ăn, dù làm thân thể tổn thương nghiêm trọng nhưng không gây nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng khi Văn Nhân Mục Nguyệt bắt đầu nôn ra máu chính là lúc nguy hiểm cực độ. Điều này chứng tỏ người phóng cổ độc đã linh cảm thấy sự nguy hiểm, bắt đầu hành động nhanh hơn. Một trong bóng tối, một ngoài ánh sáng, một công, một thủ, tóm lại đây không phải là một cuộc chiến tranh bình đẳng. Thế nhưng là một người phòng thủ, Tần Lạc không còn sự lựa chọn nào khác. Ngân châm, Tần Lạc hét lên, hãy mau tìm cho tôi một hộp ngân châm. Mã Duyệt hiểu ý, nàng chạy nhanh xuống lầu. Tần Lạc không dám trì hoãn thêm một giây một phút. Hắn ném điện thoại lên giường, sau đó hắn cầm lấy cổ tay Văn Nhân Mục Nguyệt, liều lĩnh sắn ống tay áo nàng lên. Tần Lạc cầm cánh tay Văn Nhân Mục Nguyệt xoa nắn cho tới khi trên cánh tay nàng hiện lên những đốm đỏ lấm tấm thì Mã Duyệt cũng cầm hộp ngân châm tới. Trừ độc, Tần Lạc nói. Mã Duyệt vội vàng khử độc tất cả ngân châm trong họng, động tác của nàng cực kỳ nhanh nhẹn. Hai tay Tần Lạc cầm hai cây châm, một cây trường châm, một cây viên châm, sau đó vận nội lực bắt đầu vận châm. Ngân châm bắt đầu khẽ rung lên, cuối cùng bắt đầu ngưng kết giống như băng. Khắp cây châm phủ một lớp xương giá. Thấu tâm lương thái ất thần châm, châm cứu hạ nhiệt độ cơ thể, cứu tính mạng của Văn Nhân Mục Nguyệt. Lúc này thân thể nàng nóng rực như lò than, có thể làm bỏng cả người. Bù! Hai cây châm đồng thời châm xuống, một cánh tay trái, một châm vào cánh tay phải, sau đó Tần Lạc bắt đầu xoay tròn hai cây châm. Sau khi Văn Nhân Mục Nguyệt nôn xong lúc trước, nàng lại tiếp tục nằm mê man trên giường. Lúc nãy nàng cũng không tỉnh lại mà chỉ ngồi dậy nôn theo bản năng bị kích thích. Gương mặt xinh xắn của nàng lúc trước tái nhợt thì bây giờ trở nên đỏ thẫm, giống như mọi người vẫn nói là ánh sáng phản chiếu hay là hồi dương. Trong số những người ở đây chỉ có Tần Lạc là thầy thuốc. Những người khác dù vô cùng nóng ruột nhưng cũng không thể trợ giúp Tần Lạc. Mã Duyệt lấy khăn lụa lau khóe miệng của Văn Nhân Mục Nguyệt, trên khăn lụa lập tức có dính dấu máu. Hai tay Tần Lạc càng lúc càng lạnh, hai cây ngân châm trong tay hắn cũng nhanh chóng bị đông cứng giống như băng. Thế nhưng lúc này trán Tần Lạc xuất hiện mồ hôi hột dày đặc. Mồ hôi trượt xuống theo gò má hắn, sau đó nhỏ giọt xuống ngực hắn. Nước nhanh chóng loang ra trên áo trường bào trước ngực hắn theo một trật tự nào cả. Khi Tần Lạc không ngừng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, gương mặt đỏ hồng của Văn Nhân Mục Nguyệt càng lúc càng nhạt dần. Thế nhưng hai điểm đỏ đó vẫn sáng giống như ánh nắng chiều vân không chịu lặn xuống. Cho dù Tần Lạc có cố gắng thế nào nó vẫn không chịu biến mất.
Tần Lạc biết đó chính là một mồi lửa. Nếu như bản thân hắn không thể tiêu diệt mồi lửa này, rất có thể ngọn lửa đó sẽ được châm lại. Tới khi đó nó có thể thiêu sống thân thể của văn nhân Mục Nguyệt. Liều mạng Tần Lạc nghiến răng thầm nghĩ. Cố gắng. Lại cố gắng. Dốc toàn lực. Trán Tần Lạc vẫn đang toát mồ hôi hột nhưng không còn dồn dập như trước. Lúc trước là mồ hôi nóng còn bây giờ vã mồ hôi. Hai bắp chân Tần Lạc đang run rẩy, hai mí mắt của hắn như có hai tảng đá lớn đang kéo xuống, có lẽ hắn không thể gắng gượng chống chọi được nữa. Nhưng hai bàn tay cầm châm của hắn vẫn rất kiên quyết. Chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thành khí lạnh sau đó trung hòa năng lượng trong cơ thể văn nhân Mục Nguyệt quả thực là một chuyện khó khăn nhất. Điều quan trọng nhất là trong thời điểm cấp bách Tần Lạc đã lựa chọn nhị châm cùng phát. Đây không nờ phải là vấn đề nhiều hơn một cây châm thì khí lực gấp đôi. Đây không phải là phép tính cộng mà là phép tính nhân. Tần Lạc biết bản thân mình sắp không trụ vững nữa rồi. Chỉ cần hắn nhổ châm ra, hắn sẽ lại lập tức ngất xỉu giống như lần trước xông mạch cho Long Vương. Thế nhưng điểm đỏ vẫn còn chưa biến mất. Tần Lạc và hai điểm đỏ đó giống như có thâm thù đại hận. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai điểm đỏ đó rồi lại một lần nữa phát động châm đâm sâu vào. Tần Lạc, cháu thế nào? Văn Nhân Đình hỏi, ông thấy bản thân Tần Lạc không gắng gượng được nữa. Sắc mặt hắn mơ màng như buồn ngủ. Lúc này hắn hoàn toàn dựa vào ý thức của mình để duy trì công việc. Tần Lạc, Văn Nhân Đình muốn Tần Lạc dừng lại nghỉ ngơi một chút nhưng ông lại lo lắng Tần Lạc dừng lại thì cháu gái mình sẽ bị hại. Quả là sự lựa chọn khó khăn làm hai mắt của ông cũng đỏ hoe. Tần Túng Hoành cũng vô cùng sốt ruột. Đương nhiên sự sốt ruột không phải vì dáng vẻ vô cùng thê thảm của Tần Lạc mà vì hắn lo lắng cho bệnh tình của Văn Nhân Mục Nguyệt. Mặc dù Tần Túng Hoành không biết y thuật nhưng dựa vào tiếng kêu hoảng hốt của Tần Lạc lúc trước hắn cũng biết người hạ độc lại một lần nữa ra tay. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của Tần Lạc không phải chứng minh tình hình rất nghiêm trọng sao. Trừ phi là gã này cố ý phô trương để tranh thủ tình cảm của Văn Nhân Đình cũng như sự cảm kích của Văn Nhân Mục Nguyệt khi nàng tỉnh lại. Hơn nữa cùng lúc đó trong một căn phòng tối đen vì bị một chiếc màn che kín không để ánh sáng lọt vào có một người phụ nữ tóc tai bù xù cũng đang rất nỗ lực. Không thể nhận ra màu sắc cùng chất liệu của quần áo người đó mặc trên người. Tóc dài xõa vai, hai tay làm thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm. Trước mặt người phụ nữ có đặt một vật có hình dáng giống như là một cái hộp. Vật đó màu trắng, giống như được làm từ xương động vật. Trên mặt có khắc các ký hiệu kỳ quái giống như là một loại phù chú thần bí. Bây giờ dư âm như đã tới lúc quan trọng nhất, miệng người phụ nữ niệm chú càng nhanh, âm thanh càng lúc càng to. Thế nhưng thân thể người phụ nữ càng lúc càng run rẩy. Những lời niệm chú lúc này càng giống như là khi nàng sắp lên đỉnh Vu Sơn. Sau đó đột nhiên người phụ nữ ôm lấy cái hộp bộ xương đó rồi gắng gượng đứng dậy rồi bắt đầu di chuyển dọc theo chiếc bàn. A! À, đột nhiên người phụ nữ gào lên một tiếng, thân hình đang đi trong phòng ngã lăn xuống đất. Chiếc hộp khung xương trong người phụ nữ rơi xuống, sau một hồi quay cuồng nó va vào chân bàn. Hơn nữa nắp hộp bị bung ra. Một mùi cực kỳ tanh tưởi xuất hiện, chất lỏng màu nâu từ trong hộp chảy ra ngoài. Xem ra cô lại thất bại rồi. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một đôi bàn chân rất to xuất hiện ở cửa. A, à, Tần Lạc cũng gào lên một tiếng như là đã đạt khoái cảm. Hai tay hắn nhổ châm rất nhanh sau đó hai mắt hắn tối sầm lại, hắn gục đầu ngã quỵ xuống. Tần Lạc không có cảm giác đau đớn nhưng hắn lại cảm thấy như nhào vào ngực của ai đó, cực kỳ mềm mại, thoải mái. Tâm trạng căng thẳng của hắn hoàn toàn bị bung ra, lúc này hắn mới yên tâm ngất đi. Điền Loa rút từ trong túi ra một điếu thuốc mới. Hắn dùng đầu mẩu thuốc đang hút châm lửa điếu thuốc mới rồi vứt đầu mẩu thuốc vẫn đang phun khói xuống mặt đất. Hắn dùng bàn chân di di đầu mẩu thuốc đó. Hắn sung sướng rít một hơi thuốc dài rồi mới nhìn đại đầu đang đứng cách đó không xa hỏi, cậu không phải là người của gia tộc Văn Nhân, đúng không? Hình như đại đầu không nghe thấy câu nói của Điền Loa, hắn không nói câu nào. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào góc tường. Nơi đó là một vườn hoa, trong đó có trồng nhiều loại hoa các màu trắng, đỏ khác nhau. Có nhiều bồn hoa đang nở rộ. Thế nhưng đại đầu không phải là người thích và muốn thưởng thức những cảnh đẹp như này. Bọn họ chỉ thích những bức tranh vẽ nhuốm máu. Đây mới chính là khiếu thẩm mỹ của họ. Ít nhất thì Điền Loa cũng cảm thấy gã trai chưa lớn, cũng không còn nhỏ này đang giả vờ. Ánh mắt nhạy cảm, tư thế rất đúng cách. Tâm lý cực cảnh giác, mặc dù cậu không để ý tới tôi nhưng khi tôi nói chuyện với cậu lúc nãy, thân hình của cậu rất căng thẳng, hơn nữa một tay của cậu còn kích động sờ vào ngực.
Nếu như tôi đoán không sai, trong ngực của cậu nhất định có một khẩu súng, đúng không? Cuối cùng đại đầu quay người, sắc mặt vẫn bình thản nói, tôi không biết anh. Tôi cũng không quen biết cậu, Điền Loa cười ha hả nói, vì vậy tôi mới chuẩn bị làm quen với cậu. Có muốn hút một điếu không? Khi những ông chủ của chúng ta còn đang bận việc bên trong, những nô tài như chúng ta phải tìm chút việc tiêu khiển. Không hút, giọng nói của đại đầu lạnh như băng. Ồ, cậu muốn hút cũng không có, Điền Loa đắc ý vung vẩy điếu thuốc trong tay nói, đây là điếu thuốc lá cuối cùng. Đại đầu cảm thấy con người này rất nhàm chán. Chúng ta hãy trò chuyện một lát đi nha, Điền Loa nói, cậu khẳng định không phải là người của gia tộc Văn Nhân chứ? Anh rất phiền phức. Sao lại biết tôi phiền phức nhanh vậy? Những người khác sau khi quen biết tôi rất lâu mới biết được tôi rất phiền phức. Được rồi, cậu có biết Tần Túng Hoành không? Không biết. Vậy Tần Lạc? Biết. Cậu không biết Tần Túng Hoành nhưng lại biết Tần Lạc sao? Như vậy là không nể mặt ông chủ của tôi lắm nha, Điền Loa có ý giả vờ vẻ đáng yêu. Hắn còn cố tình kéo dài từ nha. Không quan hệ với anh. Đương nhiên là có quan hệ với tôi. Tần Túng Hoành là ông chủ của tôi. Cậu không biết anh ấy chính là cũng không biết tôi. Vậy thì đã sao nào? Rốt cuộc đại đầu không nhẫn nhịn được. Hai mắt hắn trừng trừng nhìn Điền Loa, lạnh lùng hỏi. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Điền Loa cười ha hả nói, đánh nhau thì tôi cũng không sợ cậu. Thế nhưng cậu phải chờ khi tôi hút xong điếu thuốc này đã. Tôi không muốn lãng phí. Thế nhưng con người không biết xấu hổ, ngay khi từ lãng phí còn chưa nói xong, đầu ngón tay hắn đã bắn ra, đầu mẩu thuốc lá lập lòe ánh lửa bắn thẳng vào đầu đại đầu. Khí thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Bác sĩ thiên tài. Chương 567, dù gì cũng là cháu tôi. Tác giả, Liễu Hạ Huy. Nguồn, Sưu Tầm. Đầu mẩu thuốc lá mềm mại gần như không có sức nặng từ trong tay Điền Loa bắn ra lại gây ra tiếng gió rít gào, bay như đạn, như mũi tên, cực sắc bén, khí thế cấp bách, không thể ngăn cản. Hơn nữa bản thân Điền Loa cũng biết chỉ dựa vào chiêu thức này thì khôn thể đả thương đại đầu. Khi hắn bắn tàn thuốc ra thì thân thể hắn cũng di chuyển. Cả người hắn vọt nhanh tới. Thân hình hắn cong lại, tay phải hắn đấm mạnh vào đầu đại đầu. Chiêu ban đầu chỉ là làm ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của đại đầu, kéo dài thời gian ra chiêu của hắn. Chiêu sau mới thực là sát chiêu. Bạn có thể coi thường đòn công kích đầu tiên nhưng bạn cần phải hiểu rõ đầu mẩu thuốc lá đang cháy nếu chúng vào mắt bạn sẽ để lại một vết sẹo nóng bỏng. Đại đầu có thể bước chân vào long tức là vì Ly đã phát hiện ra tốc độ của hắn. Võ công trong thiên hạ chỉ duy nhất nhanh là không thể công phá. Lúc này tốc độ đã có thể phát huy tác dụng. Đại đầu nghiêng đầu tránh được đầu mẩu thuốc lá, sau đó tay đánh mạnh một quyền. Phát sau mà lại tới trước, chỉ trước khi quyền của Điền Loa đánh tới có một giây, thậm chí còn chưa tới một giây, nắm tay của đại đầu đã đánh trúng cổ tay của Điền Loa. Loảng xoảng. Khi thân thể hai người lần đầu tiên tiếp xúc với nhau đã kết thúc bằng thắng lợi nho nhỏ của đại đầu. Không, vẫn còn chưa chấm dứt. Bởi vì sau khi cổ tay Điền Loa trúng một quyền của đại đầu, hắn không vội vàng thoái lui lại sau như những người khác, cứ như là lực quán tính không có tác dụng trên thân thể hắn. Tay hắn co xuống dưới, giống như tư thế dã ưng tìm thỏ, thoáng chốc đã nắm lấy bàn tay của đại đầu. Điền Loa dùng lực kéo mạnh thân thể đại đầu lại gần mình, đầu gối hắn mạnh mẽ nâng lên, đánh một cú trời giáng vào bụng đại đầu. Thân thể đại đầu như sụp xuống, bụng hắn đau đớn kinh khủng khiến mặt hắn co rúm lại, nhưng bây giờ không phải là lúc kêu đau. Ngay khi thân thể đại đầu còn đang co rúm lại, một quyền của hắn đã đánh vào hạ bộ của Điền Loa. Đây chính là bộ vị trọng yếu nhất của người đàn ông. Cú đánh này dù không gây ra cái chết nhưng cũng đủ khiến người ta tuyệt hậu. Điền Loa hoảng hốt vội vàng né tránh. Trong lúc vội vàng hắn lại để lộ sơ hở, đã bị quyền trái của đại đầu thủ thế sẵn đã lâu đánh trúng một quyền. Sườn trái Điền Loa bị thương, thân thể hắn lệch sang một bên. Hai người đồng thời cùng thối lui mấy bước, khoảng cách được kéo giãn ra. Động tác của hai người liên tục, nếu có Ngô Íp đứng ngay cạnh bọn họ cũng không thể phát hiện ra, chỉ trong vòng một phút đồng hồ hai người đã hoàn thành nhiều chiêu thức có độ khó cao như vậy. Hơn nữa hai người cùng thu được chiến quả huy hoàng. Đại đầu đánh trúng cổ tay Điền Loa. Điền Loa khống chế được bàn tay của đại đầu, sau đó lên gối thúc vào bụng đại đầu. Đại đầu phản kích đánh trúng xương sườn của Điền Loa. Hai người lùi nhanh, tiến cũng nhanh, giống như những động tác trong phim làm người khác nhức đầu hoa mắt. Động tác giống như ảo ảnh, gần như không thể tin đó là sự thật. Điền Loa vuốt vuốt ngực, nhe răng cười nói,
nhóc con cậu thoạt nhìn rất ngu ngơ nhưng tốc độ rất nhanh, giống như con thỏ vậy. Ôi, một quyền đó quả thực đau quá. Khớp xương của lão tử giống như bị tháo rời ra hết. Đại đầu vẫn đứng ngây ngô tại chỗ, vẻ mặt căm thù hắn chừng mắt nhìn Điền Loa. Bụng hắn cũng vô cùng đau đớn nhưng với tính cách của hắn khiến cho hắn không kêu rên giống như Điền Loa. Hắn giống như một con sói cô độc, dù bị thương nhưng vẫn cố cắn chết đối thủ sau đó mới tìm một hang động vắng vẻ tự mình liếm láp vết thương của mình. Dù thấy đại đầu không để ý tới mình nhưng Điền Loa vẫn tiếp tục truy hỏi, chàng trai, lai lịch của cậu là gì? Thân thủ cậu cũng hay lắm đó. Ở Yến Kinh này, người có thể cùng Điền Loa tôi so chiêu quả thực không có mấy người. Cậu hãy nhớ kỹ ngày hôm nay bởi vì cậu đã đánh chúng tôi một quyền. Đây chính là vinh hạnh của cậu. Ha ha, có phải cậu câm điếc không? Tôi không muốn nói linh tinh, muốn đánh cứ đánh, giọng nói lạnh như băng giá của đại đầu vang lên. Đây là cậu nói đấy nhé, lúc nãy là do tôi khinh địch, bây giờ chúng ta mới chính thức bắt đầu, Điền Loa nói. Điền Loa cởi chiếc áo vét nhét trong xe, sau đó hắn móc túi lấy cái bật lửa cẩn thận đặt trên mặt đất rồi xắn tay áo nói, tôi nói bắt đầu là, bắt đầu. Nói xong, Điền Loa một lần nữa vò tới chỗ đại đầu. Nhanh, cực kỳ nhanh, gương mặt hắn cau lại, ánh mắt lạnh lùng, nắm tay cứng như sắt, đánh thẳng về phía đại đầu. 2 mét, 1 mét. Mét, két, soạt. Một cú hãm khẩn cấp khi Điền Loa dừng lại khi còn cách đại đầu chưa tới 1 mét. Bởi vì trong tay đại đầu đã cầm một khẩu súng lục màu đen. Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu Điền Loa. Người anh em, này, cậu sẽ không nổ súng chứ? Điền Loa cười giả lả, sắc mặt hắn hiện lên vẻ nịnh nọt, lấy lòng đối phương. Chết thế nào thì cũng đều là chết, đại đầu nói thẳng thừng, không chút niệm tình. Hai tay cầm súng của hắn không nhúc nhích. Có vẻ bất kỳ lúc nào cũng nổ súng giết người. Đột nhiên sắc mặt Điền Loa thay đổi, hắn cười nhạt nói, cậu hãy cất súng đi đi. Bây giờ khoảng cách giữa chúng ta chỉ chưa tới nửa mét. Ngay khi cậu mở chốt an toàn tôi đã đánh cậu thành đầu heo rồi. Cậu nghĩ tôi là người ngu sao? Cậu móc súng trong thời gian ngắn như vậy thì sao có thể kéo khóa an toàn đây? Súng tôi không có khóa an toàn. Tôi không tin, Điền Loa thở hổn hển, hắn nhớn nhác nói. Anh cứ thử xem. Điền Loa suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, không thể thử. Không thể thử, thử một lần là xong cái mạng nhỏ này. Thôi quên đi, chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Tôi chỉ muốn thảo luận với cậu một chút mà không ngờ cậu lại thành thật. Chẳng có ý nghĩa là cả. Sau khi Điền Loa nói xong câu chấm dứt thấy đại đầu vẫn còn cầm súng chỉ thẳng vào đầu mình thì nói, cậu vẫn muốn tiếp tục sao? Lui lại sau, đại đầu nói. Bất đắc dĩ Điền Loa quay đầu lại. Sau khi bước về phía trước khoảng 4 mét hắn mới hỏi, như này đã được chưa? Lúc này đại đầu mới cất súng và nói, anh đã đoán đúng, tôi vẫn chưa kéo khóa an toàn. Mẹ kiếp, tao, Điền Loa tức giận, hắn lại một lần nữa vò tới chỗ đại đầu. Nhưng khẩu súng của đại đầu lại xuất hiện trong tay một cách thần kỳ. Cậu không kéo khóa an toàn à? Điền Loa đứng lại và hỏi. Anh có thể thử xem. Điền Loa sửng sốt hồi lâu rồi hắn nhếch miệng cười nói. Hay, hay. Cậu bé làm cho tôi rất hứng thú. Hay hơn khi chơi đùa với ông chủ của cậu. Điền Loa nhặt bật lửa trên mặt đất, lấy áo khoác trong xe. Hắn móc túi lấy ra một bao thuốc hút dở, rút một điếu ném cho đại đầu nói, này, tôi mời cậu hút thuốc. Ngay khi nói hắn đã rút một điếu khác châm lửa cho chính mình. Lúc nãy tôi đã nói dối cậu, đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người đánh mà là lần đầu tiên tôi chủ động mời người khác hút thuốc, Điền Loa nghiêm chỉnh nói với đại đầu. Đại đầu giơ điếu thuốc trong tay nói, lúc nãy anh còn nói đó là điếu thuốc cuối cùng của anh. Ai, vì không thực sự muốn mời cậu hút thuốc lá nên mới lấy cớ đó, Điền Loa xấu hổ nói. Cậu đi theo Tần Lạc hả? Đại đầu lại im lặng. Có phải ông chủ của cậu hạ cổ độc cho văn nhân Mục Nguyệt không? Ha ha ha, không độc không phải trượng phu. Anh ta quả thực là một người đàn ông háo sắc mẫu mực trong chúng ta. Tôi cũng vui chơi với rất nhiều các em. Đại đa số đều dựa vào vẻ ngoài anh tuấn, cùng phong thái tao nhã để chinh phục chị em. Đại đầu vốn không muốn để ý tới Điền Loa nhưng khi nghe Điền Loa cố tình hủy hoại danh dự của Tần Lạc, hắn không nhịn được liền lên tiếng phản bác, anh ấy không làm những chuyện như vậy. Ông chủ của anh mới là đối tượng nghi ngờ nhất, chủ nào nô tài ấy, nhân phẩm của anh thấp kém như vậy, đương nhiên ông chủ cũng chẳng có gì tốt. Điền Loa cũng chẳng tức giận, hắn nói, cậu không tin chủ mình làm chuyện này. Tôi cũng không tin chủ mình làm chuyện này.
như vậy hai chúng ta hãy đoán xem cổ độc này là do ai hạ. Tôi không tin chủ tôi làm chuyện này nhưng tôi cũng không tin chủ của anh không làm những chuyện như này, đại đầu nói. Két. Một chiếc Hummer quân sự màu xanh dừng lại trước cổng của biệt thự Tần gia, sau đó một người đàn ông yểu điệu từ ghế bên cạnh lái xe bước xuống. Sau khi nhìn qua kính chiếu hậu sửa lại mái tóc, người đó mới đi vào trong biệt thự. Nhân Diệu tới à, Tần lão thái thái đã nhận được điện thoại của Tần Lạc, biết Tôn Nhân Diệu sắp tới đây nên vừa nghe tiếng ô tô đã chạy ra ngoài. Bà, dạo này bà có khỏe không? Tôn Nhân Diệu cung kính, ân cần hỏi thăm. Hắn vẫn coi trọng, đối đãi với người nhà của Tần Lạc như người nhà của chính mình, hắn lại càng kính trọng ông, bà Tần Lạc. Tốt, rất khỏe, Tần lão thái thái nói, Nhân Diệu à, vào trong ngồi đi. Không còn thời gian ngồi, bà Tôn Nhân Diệu nói, Tần Lạc thúc giục rất gấp. Cháu phải vội mang ngay thuốc đi. Được rồi, thuốc Tần Lạc muốn đã chuẩn bị xong chưa, bà? Chuẩn bị xong rồi, Tần lão ra tay cầm một chiếc hòm gỗ, mặc trường bào màu xám, cổ quàng khăn màu đen nói. Ông đang đi xuống bậc thềm, có vẻ như muốn đi xa một chuyến. Chào ông, Tôn Nhân Diệu bước tới nhận cái hòm nói, ông, để cháu cầm cái hòm này. Cháu tự mình mang tới cho Tần Lạc. Ông đi cùng với cháu, Tần lão ra nói. Điều này, Tôn Nhân Diệu kinh ngạc nhìn Tần lão ra nói, Tần Lạc không nói chuyện này với cháu. Ông muốn đi đâu còn phải báo cáo với nó sao? Tần lão ra vẫn bình thản nói. Không phải, cháu không có ý đó, Tôn Nhân Diệu vội vàng giải thích. Cháu nghĩ ông không nên tới Yến Kinh, ông đã mấy chục năm nay không ra khỏi cửa rồi. Đúng vậy, ông à, đã có Tần Lạc rồi. Ông cứ ở nhà chờ tin vui đi, Tần lão thái thái đứng bên cũng khuyên nhủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao tôi có thể yên tâm đây? Văn Nhân Đình đã một mực chờ đợi lời hứa hẹn với chúng ta trong 20 năm. Người ta vẫn nhớ tới bây giờ. Tần Lạc tới thối hôn là chúng ta đã có lỗi với người ta. Bây giờ bọn họ gặp nạn, tôi nhất định phải tới xem mới yên tâm, Tần lão gia khăng khăng nói. Không phải đã có Tần Lạc sao? Y thuật của Tần Lạc không chút kém cỏi so với ông, Tần lão thái thái tức giận nói. Cho dù nó có giỏi thì cũng chỉ là cháu tôi, Tần lão gia tức giận nói. Bác sĩ thiên tài. Chương 568, cái chết che giấu sự thật. Tác giả, Liễu Hạ Huy. Nguồn, Siêu Tầm. Mặc dù đã mua vé chuyến bay nhanh nhất tới Yến Kinh nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Yến Kinh là đã 5 giờ chiều. Gần hoàng hôn, bầu trời mờ tối. Khí trời âm u, gió lạnh thổi mạnh không chút thương xót như cắt da cắt thịt vậy, làm cho mặt ai nấy đều bỏng rát, đau đớn. Thời tiết tháng tư thay đổi thất thường giống như sắc mặt phụ nữ. Buổi sáng có nắng, tới buổi tối thì lại như chuẩn bị có mưa. Ông có lạnh không? Hãy khoác thêm cái áo này, Tôn Nhân Diệu cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người Tần Tranh lão ra. Không cần, Tần Tranh khoát tay ngăn lại nói, không lạnh. Mặc dù Tần Tranh tuổi đã cao nhưng vì kiên trì rèn luyện, tố chất sức khỏe cực kỳ tốt. Hơn nữa bản thân ông lại là một thầy thuốc trung y rất giỏi, cũng đã nghiên cứu thuật dưỡng sinh của trung y nên hiển nhiên không bạc đãi thân thể mình. Nhưng thật ra sức khỏe của Tôn Nhân Diệu lại bạc nhược yếu ớt, vừa đi ra đại sảnh sân bay có hệ thống lò sưởi mà hắn đã dùng mình vị lạnh cóng. Cả ngày hắn chìm trong rượu và sắc, sức khỏe của hắn đã sớm bị bào mòn. Nếu như không có đơn thuốc duy trì sức khỏe của Tần Lạc nói không chừng bây giờ hắn ra đường đã bị gió thổi bay. Tôn Nhân Diệu thấy Tần lão gia từ chối không mặc áo của mình, hắn cũng không ra vẻ khuyên nhủ thêm, liền vội vàng mặc lại áo khoác vào người và nói, ông à, chúng ta hãy mau đi thôi. Xe đang đợi ở khu vực VIP. Đi, Tần Tranh nói. Đi được mấy bước, đột nhiên Tần Tranh đứng lại, quay người nhìn sân bay khổng lồ, trong mắt hiện lên những cảm xúc mà Tôn Nhân Diệu không thể hiểu. 24 năm rồi. 24 năm gì? Tôn Nhân Diệu hỏi. Rời đi đã 24 năm, Tần Tranh nói. Lúc đó Tần Lạc vẫn chưa sinh ra, cũng vẫn chưa có cháu. Lúc đó cũng chưa có sân bay khổng lồ này. Lần đó ông tới đây bằng xe lửa. Hơn 20 năm sau rốt cuộc lại được đặt chân lên mảnh đất này. Bây giờ giao thông thuận tiện, chỉ ngồi máy bay hơn 3 tiếng là có thể từ Dương Thành tới Yến Kinh. Mỗi lần ông muốn tới thì hãy mua vé máy bay, Tôn Nhân Diệu cười quyến rũ. Mặc dù hắn cố làm ra vẻ đứng đắn trước mặt Tần Tranh nhưng phong thái của hắn vẫn giống như một gai. Thói quen nhiều năm của hắn rất khó thay đổi. Hay để cháu gọi cho bên hàng không đăng ký mua vé năm cho ông. Bất kỳ lúc nào ông muốn đi tới đâu cũng được, chỉ cần mang theo chứng minh của ông. Tần Tranh khoát tay nói, ông không đi đâu cả. Bây giờ ông chỉ ở Dương Thành dưỡng già.
nếu không xảy ra chuyện sống chết này, ông cũng không tới Yến Kinh. Ông, cái đó gọi là có phúc không biết hưởng, Tôn Nhân Diệu cười nói. Chúng ta đi thôi, không chậm trễ nữa. Xe đang chờ ở phía trước. Đi, Tần Tranh nói dứt khoát. Lần này ông không quay người lại nữa. Bởi vì Tôn Nhân Diệu đã sớm liên lạc với phía Yến Kinh, vì vậy khu vực VIP của sân bay đã phái hai chiếc Mercedes S600 tới đón. Tôn Nhân Diệu cùng Tần Tranh lão ra ngồi chiếc xe thứ nhất. Hai vệ sĩ đi theo Tôn Nhân Diệu ngồi chiếc thứ hai. Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy theo đường hầm hình chữ U ra bên ngoài sân bay. Bọn họ không đi theo đường cao tốc tới sân bay vì con đường đó đi thẳng tới nội thành. Hai chiếc xe rẽ về hướng nam ở một lối rẽ theo đại lộ Lam Thiên đi về khu ngoại thành vắng vẻ. Tiên nữ sơn ở ngoại thành Yến Kinh, có một con đường rộng đi thẳng tới đó. Chỉ có đường con đường đó chia làm hai nhánh. Một nhánh đi qua vùng núi Tiên nữ sơn, một nhánh đi qua khu nhà cao cấp của các gia đình giàu có. Dựa vào sông núi là yếu tố đầu tiên chọn nhà của người xưa. Ở trong nội thành rất khó thỏa mãn hai điều này, vì vậy những người có tiền không ở trong nội thành mà thường ra ngoại thành ở. Ngay khi vừa lên xe, Tần Tranh đã nhắm mắt dưỡng thần. Điều này làm Tôn Nhân Diệu thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn không thông thạo trong giao tiếp với người già, hắn càng không am hiểu dùng cách nói cung kính nói chuyện với người già. Không cần hao tâm tổn trí để nghĩ ra chuyện, hắn cũng bớt lo một chút. Gia tộc Văn Nhân, Văn Nhân Mục Nguyệt, xem ra lần này đã có cơ hội thiết lập quan hệ với gia tộc Văn Nhân. Có Tần Lạc đứng ra giới thiệu, nhất định bọn họ sẽ không coi thường mình, Tôn Nhân Diệu nhắm mắt lại thầm nghĩ. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Tôn Nhân Diệu cảnh giác mở mắt ra. Có chuyện gì vậy? Tôn Nhân Diệu hỏi. Không ai trả lời. Ngay khi Tôn Nhân Diệu nhìn thấy người tài xế trúng đạn vào đầu nằm gục xuống ghế, hai tay rời khỏi tay lái để cho xe chạy tự do, hắn đã biết được chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra. Có mai phục, Tôn Nhân Diệu gào lên. Tần Tranh mở mắt, sắc mặt nghiêm trọng nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Một bên là dốc thẳng đứng có xích sắt chắn ngang. Một bên là những vách núi lô nhô cao thấp không đều nhau. Hiển nhiên có người mai phục trên đỉnh núi. Ông, hãy nằm xuống, Tôn Nhân Diệu gào lên. Hắn muốn bò lên trước ngồi vào ghế lái xe để xe nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Hiển nhiên là tay súng cũng đã nghĩ tới điều này. Một tiếng súng nữa vang lên. Chiếc xe đang chạy tự do đột nhiên nghiêng sang một bên. Lốp trước bên trái của xe đã bị bắn nổ tung. Có thể thấy khi xe đang chạy với tốc độ cao mà có thể bắn nổ lốp xe thì có thể chứng minh kỹ thuật bắn súng của đối phương kinh khủng tới mức nào. Không còn người lái chiếc xe ngoằn nghèo trên đường, còn phát ra những âm thanh chói tai. Một viên đạn nữa bắn tới, lốp sau bên trái cũng nổ tung. Chiếc xe hoàn toàn nghiêng xe một bên, phát ra những tiếng kẹt kẹt. Đột nhiên Tôn Nhân Diệu nhào tới, ấn mạnh phanh xe. Chiếc xe vọt lên trước một đoạn khi tụt xuống ven sườn núi mới dừng lại. Nếu như không phải xích sắt đã ngăn cản thì chỉ e chiếc xe đã lăn xuống vực sâu. Chiếc xe chạy sau nhìn thấy phía trước có mai phục, vội chạy nhanh tới trợ giúp. Hai tên vệ sĩ nhanh nhẹn nhảy xuống xe, định bò tới cứu Tôn Nhân Diệu và Tần Tranh quay lại xe mình. Bành bành bành. Một loạt đạn bắn tới. Hai tên vệ sĩ không kịp ẩn náu cùng mất mạng. Điều này chứng tỏ đối phương không chỉ có một người. Hơn nữa hỏa lực trong tay chúng rất mạnh. Tôn Nhân Diệu cùng Tần Tranh nằm một lát. Không nghe thấy tiếng súng nào nữa. Người đi đâu rồi? Tôn Nhân Diệu vừa mới ngẩng đầu lên thì bả vai của hắn trúng ngay một phát súng. Đây chính là đòn cảnh cáo. Tay súng không muốn hắn lộn xộn. Cửa xe bị người dùng chân đạp mạnh. Một đám đàn ông mặc đồ đen đứng bên ngoài. Toàn thân chúng nai nịt gọn gàng. Đầu chúng trùm khăn bịt mặt kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt cùng miệng. Mục đích làm vậy của chúng chính là không muốn mình bại lộ thân phận. Mở cửa, một gã đàn ông dùng nòng súng thục vào cửa sổ thủy tinh, ra hiệu cho người trong xe mở cửa. Tần Tranh không phản kháng, ông thò tay kéo khóa cửa xe. Một gã áo đen xông tới lục lọi người Tần Tranh một lúc lâu. Sau khi không lục soát được vật gì, ánh mắt hắn mới chú ý tới cái hòm trúc trong tay Tần Tranh. Hắn giơ tay giật cái hòm, Tần Tranh ôm chặt lấy. Một viên đạn cắm vào mu bàn tay Tần Tranh, máu thịt bắn tung tóe. Mu bàn tay của ông bị xuyên thủng. Đau đớn làm Tần Tranh buông tay ra. Cái hòm bị đám người đó cướp mất. Nhưng Tần Tranh lão già vẫn cứng cỏi, gắng gượng không kêu rên một tiếng đau đớn nào. Lão già này cũng đáng, mặt đàn ông gã áo đen nổ súng cười ha ha nói. Giọng nói mang âm hưởng Yến Kinh. Nắp hòm gỗ bị chúng mở tung ra. Sau khi mấy tên đó cuống quýt lục tìm một lát,
thậm chí nắp gỗ của hòm cũng bị chúng cạy ra xem có hai tầng không, nhưng bên trong chỉ có một ít quần áo cùng với một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng một ít thuốc, còn không có vật nào khác lạ. Không có vật đó, gã áo đen nói. Hãy giao vật đó cho bọn tao. Lão già có thể thoát chết, gã áo đen cầm súng nói với Tần Tranh. Các người muốn gì? Tần Tranh hỏi. Phương thuốc kim hạp. Ta không có, Tần Tranh nói. Gã áo đen lại nổ súng. Bả vai Tần Tranh lại trúng một phát súng. Thân thể ông lảo đảo, thân thể ông bị đạn xuyên qua nên loạng choạng lui lại sau. Máu tươi chảy ra như suối. Chiếc trường bào màu xám bị máu thấm đẫm biến thành màu đỏ, ai trông thấy cũng phải giật mình. Tần Tranh, bọn tao biết lão có phương thuốc kim hạp, hãy giao cho bọn tao, gã áo đen cầm súng nói, nếu không hôm nay cả hai người bọn mày đều phải chết. Tần Tranh ngẩng đầu nhìn gã áo đen, ông bình tĩnh hỏi hắn, Tần Minh là người của bọn mày sao? Không sai, hai cha con hắn đều là người của bọn tao, gã áo đen nói, đáng tiếc chúng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chính các người đã hạ cổ độc người của gia tộc Văn Nhân, cố ý dụ dỗ ta tới Yến Kinh sao? Không nên hỏi nhiều, biết càng nhiều, chết càng sớm, gã áo đen cầm súng chỉ vào mặt Tần Tranh quát. Thả cậu ấy ra, Tần Tranh chỉ vào Tôn Nhân Diệu nói, cậu ấy họ Tôn, là con cháu người khác, không có liên quan gì tới Tần gia. Chỉ cần lão có thể ra ra phương thuốc kim hạp, ngay cả lão bọn ta cũng thả, giết một lão già không phải chuyện chúng ta thích làm, gã áo đen khuyên nhủ. Phương thuốc đó không có trong tay ta, Tần Tranh nói. Vậy ở trong tay ai? Ta không nói cho các người, cũng không muốn trao cho các người, Tần Tranh kiên cường nói. Chẳng lẽ ông nói ra sự thật để lũ ác nhân này tới tìm cháu ông sao? Không có bất kỳ bậc trưởng bối nào muốn người thân của mình gặp nạn, dù chỉ là một chút nguy hiểm cũng không. Nếu như không nói cả hai người lão đều phải chết, gã áo đen chỉ súng vào đầu Tần Tranh tức giận nói. Chỉ cần ta chết là đủ, đột nhiên Tần Tranh nhào lên. Ông giang tay như bạch tuộc ôm ghì lấy gã áo đen cầm súng gào lên, chạy mau. Trong giây phút quan trọng này để Tôn Nhân Diệu có thể chạy trốn, Tần Tranh đã không tiếc cái mạng già của mình ngăn chặn họng súng. Tần Tranh đã hiểu những người đó không có ý định để ông và Tôn Nhân Diệu sống. Lần trước đã vậy, lần này cũng thế. Thế nhưng lần trước là người cứu, lần này lại là cứu người. Điều này cũng giống như vòng luân hồi 20 năm một lần. Tôn Nhân Diệu đạp tung cửa xe vốn đã hé ra rồi phóng nhanh ra ngoài. Hai tay hắn ôm đầu, người hắn co lại giống như một cục thịt, quay cuồng lăn xuống sườn núi. Mặc cho đạn gào thét xung quanh, thân thể của Tôn Nhân Diệu càng lúc càng lao nhanh tới, không còn khống chế được nữa. Chương 567, dù gì cũng là cháu tôi. Đầu mẩu thuốc lá mềm mại gần như không có sức nặng từ trong tay Điền Loa bắn ra lại gây ra tiếng gió rít gào, bay như đạn, như mũi tên. Cực sắc bén, khí thế cấp bách, không thể ngăn cản. Hơn nữa bản thân Điều Loa cũng biết chỉ dựa vào chiêu thức này thì khôn thể đả thương đại đầu. Khi hắn bắn tàn thuốc ra thì thân thể hắn cũng di chuyển. Cả người hắn vọt nhanh tới, thân hình hắn cong lại, tay phải hắn đấm mạnh vào đầu đại đầu. Chiêu ban đầu chỉ là làm ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của đại đầu, kéo dài thời gian ra chiêu của hắn. Chiêu sau mới thực là sát chiêu. Bạn có thể coi thường đòn công kích đầu tiên, nhưng bạn cần phải hiểu rõ đầu mẩu thuốc lá đang cháy nếu chúng vào mắt bạn sẽ để lại một vết sẹo nóng bỏng. Đại đầu có thể bước chân vào long tức là vì Ly đã phát hiện ra tốc độ của hắn. Võ công trong thiên hạ chỉ duy nhất nhanh là không thể công phá. Lúc này tốc độ đã có thể phát huy tác dụng. Đại đầu nghiêng đầu tránh được đầu mẩu thuốc lá, sau đó tay đánh mạnh một quyền. Phát sau mà lại tới trước, chỉ trước khi quyền của Điền Loa đánh tới có một giây. Thậm chí còn chưa tới một giây, nắm tay của đại đầu đã đánh trúng cổ tay của Điền Loa. Loảng xoảng. Khi thân thể hai người lần đầu tiên tiếp xúc với nhau đã kết thúc bằng thắng lợi nho nhỏ của đại đầu. Không, vẫn còn chưa chấm dứt. Bởi vì sau khi cổ tay Điền Loa trúng một quyền của đại đầu, hắn không vội vàng thoái lui lại sau như những người khác, cứ như là lực quán tính không có tác dụng trên thân thể hắn. Tay hắn co xuống dưới. Giống như tư thế dã ưng tìm thỏ, thoáng chốc đã nắm lấy bàn tay của đại đầu. Điền Loa dùng lực kéo mạnh thân thể đại đầu lại gần mình, đầu gối hắn mạnh mẽ nâng lên, đánh một cú trời giáng vào bụng đại đầu. Thân thể đại đầu như sụp xuống, bụng hắn đau đớn kinh khủng khiến mặt hắn co rúm lại, nhưng bây giờ không phải là lúc kêu đau. Ngay khi thân thể đại đầu còn đang co rúm lại, một quyền của hắn đã đánh vào hạ bộ của Điền Loa. Đây chính là bộ vị trọng yếu nhất của người đàn ông. Cú đánh này dù không gây ra cái chết nhưng cũng đủ khiến người ta tuyệt hậu. Điền Loa hoảng hốt vội vàng né tránh. Trong lúc vội vàng hắn lại để lộ sơ hở,
đã bị quyền trái của đại đầu thủ thế sẵn đã lâu đánh trúng một quyền. Sườn trái Điền Loa bị thương, thân thể hắn lệch sang một bên. Hai người đồng thời cùng thối lùi mấy bước, khoảng cách được kéo giãn ra. Động tác của hai người liên tục, nếu có Ngô Íp đứng ngay cạnh bọn họ cũng không thể phát hiện ra chỉ trong vòng một phút đồng hồ hai người đã hoàn thành nhiều chiêu thức có độ khó cao như vậy. Hơn nữa hai người cùng thu được chiến quả huy hoàng. Đại đầu đánh trúng cổ tay Điền Loa. Điền Loa khống chế được bàn tay của đại đầu sau đó lên gối thúc vào bụng đại đầu. Đại đầu phản kích đánh trúng xương sườn của Điền Loa. Hai người lùi nhanh, tiến cũng nhanh, giống như những động tác trong phim làm người khác nhức đầu hoa mắt. Động tác giống như ảo ảnh, gần như không thể tin đó là sự thật. Điền Loa vuốt vuốt ngực, nhè răng cười nói, nhóc con cậu thoạt nhìn rất ngu ngơ nhưng tốc độ rất nhanh, giống như con thỏ vậy. Ôi, một quyền đó quả thực đau quá. Khớp xương của lão tử giống như bị tháo rời ra hết. Đại đầu vẫn đứng ngây ngô tại chỗ, vẻ mặt căm thù hắn trừng mắt nhìn Điền Loa. Bụng hắn cũng vô cùng đau đớn nhưng với tính cách của hắn khiến cho hắn không kêu rên giống như Điền Loa. Hắn giống như một con sói cô độc, dù bị thương nhưng vẫn cố cắn chết đối thủ sau đó mới tìm một hang động vắng vẻ tự mình liếm láp vết thương của mình. Dù thấy đại đầu không để ý tới mình nhưng Điền Loa vẫn tiếp tục truy hỏi, chàng trai, lai lịch của cậu là gì? Thân thủ cậu cũng hay lắm đó. Ở Yến Kinh này, người có thể cùng Điền Loa tôi so chiêu quả thực không có mấy người. Cậu hãy nhớ kỹ ngày hôm nay bởi vì cậu đã đánh chúng tôi một quyền. Đây chính là vinh hạnh của cậu. Ha ha, có phải cậu câm điếc không? Tôi không muốn nói linh tinh, muốn đánh cứ đánh, giọng nói lạnh như băng giá của đại đầu vang lên. Đây là cậu nói đấy nhé, lúc nãy là do tôi khinh địch, bây giờ chúng ta mới chính thức bắt đầu, Điền Loa nói. Điền Loa cởi chiếc áo vét nhét trong xe sau đó hắn móc túi lấy cái bật lửa cẩn thận đặt trên mặt đất rồi sắn tay áo nói, tôi nói bắt đầu là, bắt đầu. Nói xong, Điền Loa một lần nữa vò tới chỗ đại đầu. Nhanh, cực kỳ nhanh, gương mặt hắn cao lại, ánh mắt lạnh lùng, nắm tay cứng như sắt, đánh thẳng về phía đại đầu. 2 mét, 1 mét, mét, két, xoạt. Một cú hãm khẩn cấp khi Điền Loa dừng lại khi còn cách đại đầu chưa tới 1 mét. Bởi vì trong tay đại đầu đã cầm một khẩu súng lục màu đen. Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu Điền Loa. Người anh em, này, cậu sẽ không nổ súng chứ? Điền Loa cười giả lả, sắc mặt hắn hiện lên vẻ nịnh nọt, lấy lòng đối phương. Chết thế nào thì cũng đều là chết, đại đầu nói thẳng thừng, không chút niệm tình. Hai tay cầm súng của hắn không nhúc nhích, có vẻ bất kỳ lúc nào cũng nổ súng giết người. Đột nhiên sắc mặt Điền Loa thay đổi, hắn cười nhạt nói. Cậu hãy cất súng đi đi. Bây giờ khoảng cách giữa chúng ta chỉ chưa tới nửa mét. Ngay khi cậu mở chốt an toàn tôi đã đánh cậu thành đầu heo rồi. Cậu nghĩ tôi là người ngu sao? Cậu móc súng trong thời gian ngắn như vậy thì sao có thể kéo khóa an toàn đây? Súng tôi không có khóa an toàn. Tôi không tin, Điền Loa thở hổn hển, hắn nhớn nhác nói. Anh cứ thử xem. Điền Loa suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, không thể thử. Không thể thử. Thử một lần là xong cái mạng nhỏ này. Thôi quên đi, chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Tôi chỉ muốn thảo luận với cậu một chút mà không ngờ cậu lại thành thật. Chẳng có ý nghĩa là cả. Sau khi Điền Loa nói xong câu chấm dứt thấy đại đầu vẫn còn cầm súng chỉ thẳng vào đầu mình thì nói, cậu vẫn muốn tiếp tục sao? Lui lại sau, đại đầu nói. Bất đắc dĩ Điền Loa quay đầu lại, sau khi bước về phía trước khoảng 4 mét hắn mới hỏi, như này đã được chưa? Lúc này đại đầu mới cất súng và nói, anh đã đoán đúng, tôi vẫn chưa kéo khóa an toàn. Mẹ kiếp, tao, Điền Loa tức giận, hắn lại một lần nữa vọt tới chỗ đại đầu. Nhưng khẩu súng của đại đầu lại xuất hiện trong tay một cách thần kỳ. Cậu không kéo khóa an toàn à? Điền Loa đứng lại và hỏi. Anh có thể thử xem. Điền Loa sửng sốt hồi lâu rồi hắn nhếch miệng cười nói, hay, hay. Cậu bé làm cho tôi rất hứng thú. Hay hơn khi chơi đùa với ông chủ của cậu. Điền Loa nhặt bật lửa trên mặt đất, lấy áo khoác trong xe. Hắn móc túi lấy ra một bao thuốc hút dở, rút một điếu ném cho đại đầu nói, này, tôi mời cậu hút thuốc. Ngay khi nói hắn đã rút một điếu khác châm lửa cho chính mình. Lúc nãy tôi đã nói dối cậu, đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người đánh mà là lần đầu tiên tôi chủ động mời người khác hút thuốc, Điền Loa nghiêm chỉnh nói với đại đầu. Đại đầu giơ điếu thuốc trong tay nói. Lúc nãy anh còn nói đó là điếu thuốc cuối cùng của anh. Ai, vì không thực sự muốn mời cậu hút thuốc lá nên mới lấy cớ đó, Điền Loa xấu hổ nói.
cậu đi theo Tần Lạc hả? Đại đầu lại im lặng. Có phải ông chủ của cậu hạ cổ độc cho văn nhân Mục Nguyệt không? Ha ha ha, không độc không phải trượng phu, anh ta quả thực là một người đàn ông háo sắc mẫu mực trong chúng ta. Tôi cũng vui chơi với rất nhiều các em, đại đa số đều dựa vào vẻ ngoài anh Tuấn, cùng phong thái tao nhã để chinh phục chị em. Đại đầu vốn không muốn để ý tới Điền Loa nhưng khi nghe Điền Loa cố tình hủy hoại danh dự của Tần Lạc, hắn không nhịn được liền lên tiếng phản bác, anh ấy không làm những chuyện như vậy. Ông chủ của anh mới là đối tượng nghi ngờ nhất, chủ nào nô tài ấy. Nhân phẩm của anh thấp kém như vậy, đương nhiên ông chủ cũng chẳng có gì tốt. Điền Loa cũng chẳng tức giận, hắn nói, cậu không tin chủ mình làm chuyện này. Tôi cũng không tin chủ mình làm chuyện này. Như vậy hai chúng ta hãy đoán xem cổ độc này là do ai hạ. Tôi không tin chủ tôi làm chuyện này nhưng tôi cũng không tin chủ của anh không làm những chuyện như này, đại đầu nói. Két! Một chiếc Hummer quân sự màu xanh dừng lại trước cổng của biệt thự Tần gia, sau đó một người đàn ông yểu điệu từ ghế bên cạnh lái xe bước xuống. Sau khi nhìn qua kính chiếu hậu sửa lại mái tóc, người đó mới đi vào trong biệt thự. Nhân Diệu tới à, Tần lão thái thái đã nhận được điện thoại của Tần Lạc, biết Tôn Nhân Diệu sắp tới đây nên vừa nghe tiếng ô tô đã chạy ra ngoài. Bà, dạo này bà có khỏe không? Tôn Nhân Diệu cung kính, ân cần hỏi thăm. Hắn vẫn coi trọng, đối đãi với người nhà của Tần Lạc như người nhà của chính mình, hắn lại càng kính trọng ông, bà Tần Lạc. Tốt, rất khỏe, Tần lão thái thái nói, Nhân Diệu à, vào trong ngồi đi. Không còn thời gian ngồi, bà Tôn Nhân Diệu nói, Tần Lạc thúc giục rất gấp. Cháu phải vội mang ngay thuốc đi. Được rồi, thuốc Tần Lạc muốn đã chuẩn bị xong chưa, bà? Chuẩn bị xong rồi, Tần lão ra tay cầm một chiếc hòm gỗ, mặc trường bào màu xám, cổ quàng khăn màu đen nói. Ông đang đi xuống bậc thềm, có vẻ như muốn đi xa một chuyến. Chào ông, Tôn Nhân Diệu bước tới nhận cái hòm nói, ông, để cháu cầm cái hòm này. Cháu tự mình mang tới cho Tần Lạc. Ông đi cùng với cháu, Tần lão ra nói. Điều này, Tôn Nhân Diệu kinh ngạc nhìn Tần lão ra nói, Tần Lạc không nói chuyện này với cháu. Ông muốn đi đâu còn phải báo cáo với nó sao? Tần lão gia vẫn bình thản nói. Không phải, cháu không có ý đó, Tôn Nhân Diệu vội vàng giải thích. Cháu nghĩ ông không nên tới Yến Kinh, ông đã mấy chục năm nay không ra khỏi cửa rồi. Đúng vậy, ông à, đã có Tần Lạc rồi, ông cứ ở nhà chờ tin vui đi, Tần lão thái thái đứng bên cũng khuyên nhủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao tôi có thể yên tâm đây? Văn Nhân Đình đã một mực chờ đợi lời hứa hẹn với chúng ta trong 20 năm. Người ta vẫn nhớ tới bây giờ. Tần Lạc tới thối hôn là chúng ta đã có lỗi với người ta. Bây giờ bọn họ gặp nạn, tôi nhất định phải tới xem mới yên tâm, Tần lão gia khăng khăng nói. Không phải đã có Tần Lạc sao? Y thuật của Tần Lạc không chút kém cỏi so với ông, Tần lão thái thái tức giận nói. Cho dù nó có giỏi thì cũng chỉ là cháu tôi. Tần lão gia tức giận nói. Chương 568, cái chết che giấu sự thật. Mặc dù đã mua vé chuyến bay nhanh nhất tới Yến Kinh nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Yến Kinh là đã 5 giờ chiều. Gần hoàng hôn, bầu trời mờ tối, khí trời âm u, gió lạnh thổi mạnh không chút thương xót như cắt da cắt thịt vậy, làm cho mặt ai nấy đều bỏng rát, đau đớn. Thời tiết tháng tư thay đổi thất thường giống như sắc mặt phụ nữ. Buổi sáng có nắng, tới buổi tối thì lại như chuẩn bị có mưa. Ông có lạnh không? Hãy khoác thêm cái áo này, Tôn Nhân Diệu cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người Tần Tranh lão gia. Không cần, Tần Tranh khoát tay ngăn lại nói, không lạnh. Mặc dù Tần Tranh tuổi đã cao nhưng vì kiên trì rèn luyện, tố chất sức khỏe cực kỳ tốt. Hơn nữa bản thân ông lại là một thầy thuốc trung y rất giỏi, cũng đã nghiên cứu thuật dưỡng sinh của trung y nên hiển nhiên không bạc đãi thân thể mình. Nhưng thật ra sức khỏe của Tôn Nhân Diệu lại bạc nhược yếu ớt, vừa đi ra đại sảnh sân bay có hệ thống lò sưởi mà hắn đã dùng mình vị lạnh cóng. Cả ngày hắn chìm trong rượu và sắc, sức khỏe của hắn đã sớm bị bào mòn. Nếu như không có đơn thuốc duy trì sức khỏe của Tần Lạc nói không chừng bây giờ hắn ra đường đã bị gió thổi bay. Tôn Nhân Diệu thấy Tần lão gia từ chối không mặc áo của mình, hắn cũng không ra vẻ khuyên nhủ thêm liền vội vàng mặc lại áo khoác vào người và nói, ông à, chúng ta hãy mau đi thôi. Xe đang đợi ở khu vực VIP. Đi, Tần Tranh nói. Đi được mấy bước, đột nhiên Tần Tranh đứng lại, quay người nhìn sân bay khổng lồ, trong mắt hiện lên những cảm xúc mà Tôn Nhân Diệu không thể hiểu. 24 năm rồi. 24 năm gì? Tôn Nhân Diệu hỏi. Rời đi đã 24 năm, Tần Tranh nói, lúc đó Tần Lạc vẫn chưa sinh ra, cũng vẫn chưa có cháu.
lúc đó cũng chưa có sân bay khổng lồ này. Lần đó ông tới đây bằng xe lửa. Hơn 20 năm sau rốt cuộc lại được đặt chân lên mảnh đất này. Bây giờ giao thông thuận tiện, chỉ ngồi máy bay hơn 3 tiếng là có thể từ Dương Thành tới Yến Kinh. Mỗi lần ông muốn tới thì hãy mua vé máy bay. Tôn Nhân Diệu cười quyến rũ. Mặc dù hắn cố làm ra vẻ đứng đắn trước mặt Tần Tranh nhưng phong thái của hắn vẫn giống như một gai. Thói quen nhiều năm của hắn rất khó thay đổi. Hay để cháu gọi cho bên hàng không đăng ký mua vé năm cho ông. Bất kỳ lúc nào ông muốn đi tới đâu cũng được, chỉ cần mang theo chứng minh của ông. Tần Tranh khoát tay nói, ông không đi đâu cả. Bây giờ ông chỉ ở Dương Thành dưỡng già. Nếu không xảy ra chuyện sống chết này, ông cũng không tới Yến Kinh. Ông, cái đó gọi là có phúc không biết hưởng. Tôn Nhân Diệu cười nói. Chúng ta đi thôi, không chậm trễ nữa. Xe đang chờ ở phía trước. Đi, Tần Tranh nói dứt khoát. Lần này ông không quay người lại nữa. Bởi vì Tôn Nhân Diệu đã sớm liên lạc với phía Yến Kinh, vì vậy khu vực VIP của sân bay đã phái hai chiếc Mercedes S600 tới đón. Tôn Nhân Diệu cùng Tần Tranh lão ra ngồi chiếc xe thứ nhất. Hai vệ sĩ đi theo Tôn Nhân Diệu ngồi chiếc thứ hai. Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy theo đường hầm hình chữ U ra bên ngoài sân bay. Bọn họ không đi theo đường cao tốc tới sân bay vì con đường đó đi thẳng tới nội thành. Hai chiếc xe rẽ về hướng nam ở một lối rẽ theo đại lộ Lam Thiên đi về khu ngoại thành vắng vẻ. Tiên Nữ Sơn ở ngoại thành Yến Kinh, có một con đường rộng đi thẳng tới đó. Chỉ có đường con đường đó chia làm hai nhánh. Một nhánh đi qua vùng núi Tiên Nữ Sơn, một nhánh đi qua khu nhà cao cấp của các gia đình giàu có. Dựa vào sông núi là yếu tố đầu tiên chọn nhà của người xưa. Ở trong nội thành rất khó thỏa mãn hai điều này, vì vậy những người có tiền không ở trong nội thành mà thường ra ngoại thành ở. Ngay khi vừa lên xe, Tần Tranh đã nhắm mắt dưỡng thần. Điều này làm Tôn Nhân Diệu thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn không thông thạo trong giao tiếp với người già, hắn càng không am hiểu dùng cách nói cung kính nói chuyện với người già. Không cần hao tâm tổn trí để nghĩ ra chuyện, hắn cũng bớt lo một chút. Gia tộc Văn Nhân, Văn Nhân Mục Nguyệt, xem ra lần này đã có cơ hội thiết lập quan hệ với gia tộc Văn Nhân. Có Tần Lạc đứng ra giới thiệu, nhất định bọn họ sẽ không coi thường mình. Tôn Nhân Diệu nhắm mắt lại thầm nghĩ. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Tôn Nhân Diệu cảnh giác mở mắt ra. Có chuyện gì vậy? Tôn Nhân Diệu hỏi. Không ai trả lời. Ngay khi Tôn Nhân Diệu nhìn thấy người tài xế trúng đạn vào đầu nằm gục xuống ghế, hai tay rời khỏi tay lái để cho xe chạy tự do, hắn đã biết được chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra. Có mai phục, Tôn Nhân Diệu gào lên. Tần Tranh mở mắt, sắc mặt nghiêm trọng nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Một bên là dốc thẳng đứng có xích sắt chắn ngang. Một bên là những vách núi lô nhô cao thấp không đều nhau. Hiển nhiên có người mai phục trên đỉnh núi. Ông, hãy nằm xuống, Tôn Nhân Diệu gào lên. Hắn muốn bò lên trước ngồi vào ghế lái xe để xe nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Hiển nhiên là tay súng cũng đã nghĩ tới điều này. Một tiếng súng nữa vang lên, chiếc xe đang chạy tự do đột nhiên nghiêng sang một bên. Lốp trước bên trái của xe đã bị bắn nổ tung. Có thể thấy khi xe đang chạy với tốc độ cao mà có thể bắn nổ lốp xe thì có thể chứng minh kỹ thuật bắn súng của đối phương kinh khủng tới mức nào. Không còn người lái chiếc xe ngoằn nghèo trên đường, còn phát ra những âm thanh chói tai. Một viên đạn nữa bắn tới, lốp sau bên trái cũng nổ tung. Chiếc xe hoàn toàn nghiêng xe một bên, phát ra những tiếng kẹt kẹt. Đột nhiên Tôn Nhân Diệu nhào tới, ấn mạnh phanh xe. Chiếc xe vọt lên trước một đoạn khi tụt xuống ven sườn núi mới dừng lại. Nếu như không phải xích sắt đã ngăn cản thì chỉ e chiếc xe đã lăn xuống vực sâu. Chiếc xe chạy sau nhìn thấy phía trước có mai phục vội chạy nhanh tới trợ giúp. Hai tên vệ sĩ nhanh nhẹn nhảy xuống xe, định bò tới cứu Tôn Nhân Diệu và Tần Tranh quay lại xe mình. Bành bành bành. Một loạt đạn bắn tới. Hai tên vệ sĩ không kịp ẩn náu cùng mất mạng. Điều này chứng tỏ đối phương không chỉ có một người. Hơn nữa hỏa lực trong tay chúng rất mạnh. Tôn Nhân Diệu cùng Tần Tranh nằm một lát. Không nghe thấy tiếng súng nào nữa. Người đi đâu rồi? Tôn Nhân Diệu vừa mới ngẩng đầu lên thì bả vai của hắn trúng ngay một phát súng. Đây chính là đòn cảnh cáo, tay súng không muốn hắn lộn xộn. Cửa xe bị người dùng chân đạp mạnh, một đám đàn ông mặc đồ đen đứng bên ngoài. Toàn thân chúng nai nịt gọn gàng, đầu chúng trùm khăn bịt mặt kín mít chỉ để lộ ra hai con mắt cùng miệng. Mục đích làm vậy của chúng chính là không muốn mình bại lộ thân phận. Mở cửa, một gã đàn ông dùng nòng súng thục vào cửa sổ thủy tinh, ra hiệu cho người trong xe mở cửa. Tần Tranh không phản kháng, ông thò tay kéo khóa cửa xe.
Một gã áo đen xông tới lục lọi người Tần Tranh một lúc lâu. Sau khi không lục soát được vật gì, ánh mắt hắn mới chú ý tới cái hòm trúc trong tay Tần Tranh. Hắn giơ tay giật cái hòm, Tần Tranh ôm chặt lấy. Một viên đạn cắm vào mu bàn tay Tần Tranh, máu thịt bắn tung tóe, mu bàn tay của ông bị xuyên thủng. Đau đớn làm Tần Tranh buông tay ra, cái hòm bị đám người đó cướp mất. Nhưng Tần Tranh lão già vẫn cứng cỏi, gắng gượng không kêu rên một tiếng đau đớn nào. Lão già này cũng đáng mặt đàn ông gã áo đen nổ súng cười ha ha nói. Giọng nói mang âm hưởng yến kinh. Nắp hòm gỗ bị chúng mở tung ra. Sau khi mấy tên đó cuống quýt lục tìm một lát, thậm chí nắp gỗ của hòm cũng bị chúng cậy ra xem có hai tầng không, nhưng bên trong chỉ có một ít quần áo cùng với một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng một ít thuốc, còn không có vật nào khác lạ. Không có vật đó, gã áo đen nói. Hãy giao vật đó cho bọn tao. Lão già có thể thoát chết, gã áo đen cầm súng nói với Tần Tranh. Các người muốn gì? Tần Tranh hỏi. Phương thuốc kim hạp. Ta không có, Tần Tranh nói. Gã áo đen lại nổ súng. Bả vai Tần Tranh lại trúng một phát súng. Thân thể ông lảo đảo, thân thể ông bị đạn xuyên qua nên loạng choạng lui lại sau. Máu tươi chảy ra như suối. Chiếc trường bào màu xám bị máu thấm đẫm biến thành màu đỏ, ai trông thấy cũng phải giật mình. Tần Tranh, bọn tao biết lão có phương thuốc kim hạp, hãy giao cho bọn tao, gã áo đen cầm súng nói. Nếu không hôm nay cả hai người bọn mày đều phải chết. Tần Tranh ngẩng đầu nhìn gã áo đen, ông bình tĩnh hỏi hắn, Tần Minh là người của bọn mày sao? Không sai, hai cha con hắn đều là người của bọn tao, gã áo đen nói, đáng tiếc chúng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chính các người đã hạ cổ độc người của gia tộc Văn Nhân, cố ý dụ dỗ ta tới Yến Kinh sao? Không nên hỏi nhiều, biết càng nhiều, chết càng sớm, gã áo đen cầm súng chỉ vào mặt Tần Tranh quát. Thả cậu ấy ra, Tần Tranh chỉ vào Tôn Nhân Diệu nói, cậu ấy họ Tôn, là con cháu người khác, không có liên quan gì tới Tần gia. Chỉ cần lão có thể ra phương thuốc kim hạp, ngay cả lão bọn ta cũng thả, giết một lão già không phải chuyện chúng ta thích làm, gã áo đen khuyên nhủ. Phương thuốc đó không có trong tay ta, Tần Tranh nói. Vậy ở trong tay ai? Ta không nói cho các người, cũng không muốn trao cho các người, Tần Tranh kiên cường nói. Chẳng lẽ ông nói ra sự thật để lũ ác nhân này tới tìm cháu ông sao? Không có bất kỳ bậc trưởng bối nào muốn người thân của mình gặp nạn dù chỉ là một chút nguy hiểm cũng không. Nếu như không nói cả hai người lão đều phải chết, gã áo đen chỉ súng vào đầu Tần Tranh tức giận nói. Chỉ cần ta chết là đủ, đột nhiên Tần Tranh nhào lên, ông giang tay như bạch tuộc ôm ghì lấy gã áo đen cầm súng gào lên, chạy mau. Trong giây phút quan trọng này để Tôn Nhân Diệu có thể chạy trốn. Tần Tranh đã không tiếc cái mạng già của mình ngăn chặn họng súng. Tần Tranh đã hiểu những người đó không có ý định để ông và Tôn Nhân Diệu sống. Lần trước đã vậy, lần này cũng thế. Thế nhưng lần trước là người cứu, lần này lại là cứu người. Điều này cũng giống như vòng luân hồi 20 năm một lần. Tôn Nhân Diệu đạp tung cửa xe vốn đã hé ra rồi phóng nhanh ra ngoài. Hai tay hắn ôm đầu, người hắn co lại giống như một cục thịt, quay cuồng lăn xuống sườn núi. Mặc cho đạn gào thét xung quanh, thân thể của Tôn Nhân Diệu càng lúc càng lao nhanh tới, không còn khống chế được nữa. Chương 569, cận kề cái chết. Tần Lạc mở mắt ra thì thấy một đám người đứng trước mặt mình. Không cả cẩn thận cảm nhận tình trạng của bản thân, Tần Lạc gắng gượng ngồi dậy hỏi, tại sao mọi người lại tới đây? Mục Nguyệt thế nào rồi? Cổ độc có phát tác nữa không? Không, Văn Nhân Đình lão gia trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm. Tần Lạc biết khi đó hắn châm cứu người chính là đang so đấu tinh lực với người hạ cổ độc. Một thủ một công, cả hai đều đặt cược với tính mạng của mình. Thể lực của hắn không trụ nổi tới hôn mê bất tỉnh. Chỉ e đối phương cũng không có tình trạng tốt hơn hắn. Dù sao phần lớn người hạ thảo cổ đều là phụ nữ. Trong đấu thể lực này do đặc điểm của mình có lẽ đã lâm vào tình trạng xấu. Huống hồ nếu như thể lực của người đó mạnh hơn hắn, người đó tuyệt đối sẽ không để hắn trục xuất được điểm đỏ hỏa dẫn trên mặt Văn Nhân Mục Nguyệt để không sao có cơ hội làm hại nàng lần thứ hai. Vì vậy Tần Lạc xác định người đó cũng đã nghi ngơi. Thậm chí rất có khả năng còn phải đang dưỡng bệnh. Bởi vì một khi phóng cổ độc thất bại, rất có thể đã bị cắn ngược lại rất nghiêm trọng. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi hỏi, được rồi, bạn của cháu đã đưa thảo dược tới chưa? Tới rồi, Văn Nhân Đình nói. Đang ở đâu? Tần Lạc vội vàng định xuống giường. Cháu đi sắc thuốc cho Mục Nguyệt, loại thuốc này yêu cầu độ lửa rất nghiêm ngặt, 3 phút lửa nhỏ hầm cách thủy lại 3 phút lửa mạnh.
cháu sợ người khác không thể khống chế được. Thuốc bị cướp mất rồi. Sắc mặt Văn Nhân Đình rất cổ quái, ông không biết phải nói thế nào với Tần Lạc. Bị cướp, Tần Lạc cực kỳ hoảng sợ hỏi. Tại sao lại bị cướp đoạt? Ai biết cháu kê đơn? Ai biết cháu gọi điện tới Dương Thành cầu cứu? Ai biết cháu sẽ nhờ Tôn Nhân Diệu mang thuốc từ Dương Thành tới? Không ai trả lời Tần Lạc, bọn họ tự động tách ra hai bên, Tôn Nhân Diệu hiện ra trước mặt Tần Lạc. Tôn Nhân Diệu không đứng, cánh tay hắn để trần, hắn đang quỳ gối ở cửa phòng. Gương mặt nhỏ nhắn anh tuấn của hắn xuất hiện 7, 8 vết thương. Dù đã được bôi thuốc mỡ trị thương nhưng hình như máu vẫn đang chảy ra. Trán hắn bị băng một lớp băng gạc dày cộm, máu chảy ra lớp băng vẫn còn chưa khô. Hiển nhiên vết thương ở đầu nghiêm trọng hơn. Nửa thân trên cùng bả vai của hắn còn bị băng bó nhiều hơn nữa. Thậm chí còn có cả đai đeo để cố định xương cánh tay trái của hắn bị gãy. Điều kỳ lạ hơn nữa là bên cạnh Tôn Nhân Diệu có một cái giá nhỏ. Trên giá có treo mấy bình dịch truyền. Trong mấy bình dịch truyền đó có đủ các loại thuốc cũng chất dinh dưỡng đang được truyền vào người hắn. Nếu như không có những thứ đó trợ giúp, hắn đã sớm gục xuống hôn mê bất tỉnh. Một nhân vật tuyệt sắc, một mỹ nam giống như những thần tượng trong những vở kịch lại rơi vào một tình trạng thê thảm như này. Lập tức Tần Lạc nhảy khỏi giường, hắn chạy tới kéo Tôn Nhân Diệu dậy, la lên, gay, đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bị thương như thế này? Cậu quỳ đó làm gì? Hãy mau đứng dậy. Nhưng đầu gối của Tôn Nhân Diệu giống như bị đóng đinh. Hắn không muốn đứng dậy. Tôi xin lỗi cậu, Tôn Nhân Diệu nặng nề nói. Nếu như không chăm chú lắng nghe thì sẽ không nghe thấy. Thế nhưng lúc này trong phòng không ai nói gì nên âm thanh truyền vào tai Tần Lạc rất rõ ràng. Không sao, tôi nhờ cậu mang thuốc tới lại hại cậu thành thế này. Tôi phải xin lỗi cậu mới đúng. Dù thuốc đã mất nhưng tình trạng của Mục Nguyệt đã ổn định. Tôi sẽ nghĩ cách khác, Tần Lạc khuyên nhủ. Tần Lạc cầm cánh tay phải còn lành của Tôn Nhân Diệu, hắn muốn kéo Tôn Nhân Diệu đứng lên nhưng Tôn Nhân Diệu không đứng dậy. Một Tần Lạc vừa mới kiệt sức cũng không thể làm gì hơn. Lão gia bị bọn chúng bắt cóc rồi, Tôn Nhân Diệu nói. Lão gia, Tần Lạc sửng sốt, hắn có một dự cảm rất xấu. Lão gia nào? Tần Tranh lão gia. Ông nội của tôi ư? Suýt chút nữa Tần Lạc nhảy bổ người lên. Tại sao ông tôi lại tới đây? Tại sao cậu không gọi điện báo trước cho tôi? Tần Lạc lo lắng hỏi. Ông cậu nhất quyết tới đây. Ông còn không cho tôi gọi điện thoại cho cậu. Ông còn nói bây giờ cậu bận nhiều việc, không muốn làm cậu phân tâm, Tôn Nhân Diệu giải thích. Tôi cũng đã nhắn tin cho cậu. Nhắn tin, Tần Lạc móc túi lấy điện thoại di động. Quả nhiên trong điện thoại của hắn có một tin nhắn chưa đọc. Nhưng tin nhắn đó tới đúng lúc hắn thoát lực ngật xỉu. Khi đó cho dù chính bạn có bắn đại bác ngay tai hắn, hắn cũng không tỉnh lại. Bị bọn người nào bắt cóc? Bị bắt cóc ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc có cảm giác muốn phát điên. Tại sao ngay khi tỉnh lại mọi người đã thay đổi? Điều kinh khủng hơn nữa là chính ông hắn tự mình tới Yến Kinh lại bị người khác bắt cóc. Lúc này Tần Lạc chỉ muốn giết người. Tôn Nhân Diệu thuật lại một cách ngắn gọn cho Tần Lạc tình huống hắn và Tần Tranh lão gia bị mai phục. Tôn Nhân Diệu hắn vì được Tần Tranh lão gia xả thân cứu nên mới có cơ hội chạy trốn. Sau đó hắn gọi điện thoại cầu cứu nên được cứu thoát, cuối cùng thi liên lạc được với gia tộc Văn Nhân. Khi cảnh sát cùng người của gia tộc Văn Nhân đuổi tới nơi thì Tần Tranh lão gia đã mất tích. Thuốc cũng đã bị cướp mất, trên xe, trên mặt đất còn lưu lại vết máu và mấy thi thể. Vì vậy Tôn Nhân Diệu nghĩ rằng Tần Tranh lão gia vì cứu hắn mà gặp nạn. Đương nhiên Tần Tranh làm vậy là vì phúc nhà ai nhà nấy hưởng. Họa nhà ai nhà ấy chịu. Ông đã thỉnh cầu bọn bắt cóc thả Tôn Nhân Diệu, giải thích rằng hắn là con cháu nhà khác, không có quan hệ gì tới việc của ông. Lúc đó Tôn Nhân Diệu gần như chỉ còn nửa mạng sống, quần áo tơi tả không che hết thân thể. Trên người hắn chi chít vết thương, tồi tệ hơn bả vai hắn trúng đạn, máu chảy ồ ồ nhưng hắn lại từ chối việc mọi người muốn đưa hắn tới bệnh viện. Hắn nhất định quỳ trước cửa phòng Tần Lạc, chờ Tần Lạc tỉnh lại. Hắn nợ Tần Lạc. Hắn nợ Tần Lạc một lời giải thích. Văn Nhân Đình bất đắc dĩ phải gọi mấy bác sĩ gắp viên đạn cùng băng bó sơ qua ngay trước cửa phòng Tần Lạc. Điều làm người ta rất kinh ngạc chính là một người đàn ông thoạt nhìn rất yếu ớt từ đầu tới cuối không rên gì kêu đau một tiếng nào. Hắn cố gắng quỳ thẳng người, giống như sau lưng hắn có một bụi gai. Hơi cong người một chút là bị gai đâm bị thương. Người như nào bạn bè như vậy? Đây chính là đánh giá trong lòng Văn Nhân Đình. Vì vậy ấn tượng tốt của ông với Tần Lạc lại tăng lên rất nhiều.
Sau khi nghe Tôn Nhân Diệu giải thích, thân thể Tần Lạc như đông cứng lại, hai bàn tay hắn nắm chặt. Tim hắn đập mỗi lúc một nhanh hơn nhưng hắn vẫn đang kiên cường giữ bản thân bình tĩnh. Lúc này ông sống chết chưa rõ, lý trí chính là điều quan trọng nhất. Có, tìm được đầu mối gì không? Tần Lạc hỏi. Một khi đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định Văn Nhân Đình lão gia đã phái người đi tìm ông hắn. Hơn nữa sau khi hắn tỉnh lại vẫn chưa nhìn thấy đại đầu. Có lẽ chính bản thân đại đầu đã tự mình hành động. Ông đã phái rất nhiều người đi tìm. Bọn họ đều là cao thủ. Văn Nhân Đình bước tới vỗ vỗ vai Tần Lạc nói, món nợ Tần gia các cháu xem ra cả đời này ông không thể trả được. Khoản nợ này không phải do ông mang tới, Tần Lạc âm trầm nói. Tần Lạc móc điện thoại di động, bấm số gọi và nói, sư phụ, con muốn thỉnh cầu người một việc. Một vùng quê tĩnh mịch, một căn nhà cánh cửa đã sớm mục nát nhìn ra mặt hồ nước rộng mênh mông bát ngát. Căn nhà này vốn là nơi ở của người đánh cá nhưng chỉ nhìn qua cũng biết đã bỏ hoang từ lâu. Nơi này được dùng làm chỗ ở tạm. Trong phòng trống rỗng, bốn gã mặc quần áo màu đen đứng bốn góc giống như là thần hộ vệ nhìn chằm chằm vào một ông già mặc trường bào đang nằm trên mặt đất. Cánh tay và ngực của ông già đều chảy máu. Vết máu đỏ sẫm nhuộm đỏ quần áo của ông cùng với nền đất. Sắc mặt ông tái nhợt, thân thể đang khẽ run rẩy. Bản thân ông biết đây chính là do tình trạng mất máu nhiều. Tinh thần ông càng lúc càng giảm sút, mi mắt càng lúc càng nặng trĩu. Giống như chiếc đồng hồ cát đang chảy tới những hạt cát cuối cùng, ông hiểu tính mạng mình đang dần mất đi. Là một thầy thuốc trung y giỏi dù không cần bắt mạch ông cũng hiểu tình trạng thân thể của mình. Ông hiểu thời gian của mình không còn quá nhiều. Có cần phải cầm máu cho lão già đó không? Một gã áo đen hỏi. Một khi đã mạo hiểm mang lão về tới đây cũng không nên để lão chết như vậy. Không cần. Một gã áo đen hình như là thủ lĩnh của chúng từ chối. Lão già này rất có khí phách. Tao cũng bắt đầu khâm phục lão. Nói xong gã đi tới đá một cước vào đùi Tần Tranh nói. Lão già, hãy nói cho tao biết phương thuốc đang nằm trong tay ai. Tao sẽ tha chết cho lão. Không nói. Vậy lão già cứ chuẩn bị chờ chết đi nha, gã áo đen tức giận nói. Ta cũng đang muốn như vậy. Lão, gã áo đen suy nghĩ một chút rồi hắn móc điện thoại ra và nói, tao biết lão có một thằng cháu nội đang ở Yến Kinh, rất nổi tiếng. Nếu như tao đoán không sai thì phương thuốc nhất định đang nằm trong tay nó. Đúng không? Không biết. Ha ha ha, lão già đừng mạnh mồm. Thế này đi, lão chỉ cần gọi điện thoại để tao vào cháu lão nói chuyện. Tao nghĩ nó nhất định sẽ vui lòng dùng phương thuốc đó đổi lấy lão. Ta không muốn. Binh, đầu gối trái của Tần Tranh lại trúng một phát đạn. Lực của viên đạn xuyên qua làm chân của ông giật nảy lên một cái. Như vậy máu sẽ chảy nhanh hơn. Thời gian sống của lão cũng sẽ ít đi nhanh hơn, gã áo đen nổ súng rồi nói. Tao biết tay của lão đã tàn phê, không thể bấm số. Thế này đi, lão đọc số cho tao. Tao sẽ gọi điện giúp lão. Không. Không được, Tần Tranh lại bị thương nên giọng nói càng yếu hơn. Khí phách của ông cũng không thể chống chọi với những vết thương đó. Gã áo đen lắc đầu tiếc nuối nói, tao rất thất vọng với sự bất hợp tác của lão. Xem ra lão không còn cơ hội duy trì tuổi thọ của mình. Càng không có cơ hội nhìn chắt nội của mình sinh ra. Lão nghĩ rằng lão không nói thì bọn tao không biết phương thuốc ở đâu sao. Ở chỗ Tần Lạc, đúng không? Cuối cùng bọn tao vẫn tìm tới nó. Chương 570. Người bắt cóc lại bị bắt cóc. Tần Tranh nghĩ dù phải chết cũng phải kiên cường chống lại tới phút cuối cùng. Không nói, không phục, càng không phối hợp. Sự kiên cường của Tần Tranh khiến cho gã áo đen coi giết người như trò đùa đau đầu. Dụng hình sao, bây giờ không thể dụng hình nữa rồi. Tần Tranh đã nhiều tuổi, bản thân bị mấy vết thương mà vẫn còn sống cũng đã là một điều ngạc nhiên đối với chúng. Nếu như bây giờ lại dụng hình thì chỉ e đã không đoạt được điều gì mà còn khiến Tần Tranh mất mạng. Một khi như vậy thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Hãy quẳng lão già này vào trong hồ cho cá ăn, gã áo đen nói. Ha ha, những chuyện này cứ giao cho tôi, một gã áo đen khác cầm súng nhắm ngay vào đầu Tần Tranh. Lão già, cho lão cơ hội cuối cùng. Lão hãy gọi điện cho cháu của lão để bọn tao có thể nói chuyện với nó. Yên tâm đi, bọn tao chỉ cần phương thuốc. Sẽ không làm tổn thương các người. Việc sống chết của các người không quan trọng với chúng tao, được không? Nằm mơ, Tần Tranh thều thào nói. Hơi thở của Tần Tranh mỗi lúc một dồn dập hơn, ông đang dùng đạo gia thập nhị đoạn cẩm để điều chỉnh hơi thở. Vậy lão sẽ chết, gã áo đen vừa nói, ngón tay hắn vừa chạm vào cò súng.
Chờ một chút, gã áo đen thủ lĩnh kêu lên. Chờ một chút. Hắn móc túi lấy điện thoại di động. Trong điện thoại của hắn có một tin nhắn mới. Sau khi bấm nút đọc tin nhắn, trên màn hình di động của hắn hiện lên một dãy số. Sau khi xem xong, hắn cười phá lên nói, lão già, có một người tốt gửi tới số điện thoại của cháu Lao. Lão thấy thế này có được không? Bọn tao sẽ trực tiếp liên lạc, lão không cần nói gì cả, chỉ cần lão kêu lên mấy tiếng phối hợp là được. Vừa nói hắn vừa bấm số gọi cho số điện thoại đó. Tần Lạc ngồi ở ghế sau trên xe, hai mắt vô thần của hắn nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Không. Căn bản hai mắt của hắn không nhìn bất kỳ cảnh vật nào bên ngoài, bởi vì hắn đang suy nghĩ về mọi chuyện, xử lý những thông tin đa dạng nhận được. Chuyện xảy ra trong hai ngày qua quả thực rất kỳ quái. Văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên bị hạ cổ độc nhưng lại rất khó tìm thấy hung thủ. Thậm chí đối tượng hoài nghi cũng không thể nào xác định được. Ông hắn đột nhiên tới Yến Kinh, giữa đường bị bắt cóc. Đám bắt cóc đó lại muốn lấy phương thuốc kim hạp của ông. Hai chuyện này hoàn toàn độc lập hay có liên quan gì tới nhau không? Bọn chúng cố tình hạ độc văn nhân Mục Nguyệt để nhử ông hắn tới Yến Kinh sao? Mục tiêu đích thực của chúng là văn nhân Mục Nguyệt hay là ông hắn? Nếu như chính là ông hắn thì quả thực mưu kế của chúng quá kinh khủng. Trăm, ngàn đầu mối, rất khó lần ra. Đột nhiên chuông điện thoại di động trong túi hắn vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong chiếc Hummer. Mấy người trong xe lập tức quay người nhìn Tần Lạc. Sự nhạy cảm của bọn họ có thể nói là hạng nhất. Sắc mặt Tần Lạc vẫn bình thản, hắn móc điện thoại ra, thấy một dãy số lạ trên màn hình. Tìm ai vậy? Sau khi bấm nút nghe, Tần Lạc hỏi vẻ khó chịu. Nếu đây là điện thoại của nhân viên môi giới bảo hiểm hay là điện thoại của những người chào hàng thẻ hội viên, hắn nhất định sẽ chửi con mẹ bọn họ. Có phải đó là Tần Lạc tiên sinh không? Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Lập tức Tần Lạc tỉnh táo. Hắn ra hiệu cho người đầu chọc ngồi phía trước hắn. Người kia hiểu ý, người đó lập tức ôm một vật màu đen giống như một cái hộp tới trước mặt Tần Lạc, hắn lôi ra một dây điện màu bạc, sau đó hắn nhanh chóng gõ vào bàn phím máy tính. Không biết bàn phím máy tính của hắn làm bằng chất liệu gì mà khi hắn gõ không phát ra âm thanh nào. Tôi đây, Tần Lạc trả lời. Anh là ai? Tôi là một tên áo đen. Đương nhiên tôi hiểu anh không muốn nghe một câu trả lời như vậy nên chúng ta hãy đi thẳng vào chủ đề. Ông của tiên sinh đang nằm trong tay tôi. Hãy cầm phương thuốc kim hạp tới đổi lại. Không thành vấn đề, Tần Lạc nói. Nhưng tôi muốn nói chuyện với ông nội của tôi. Tần Lạc nghe Tôn Nhân Diệu nói ông của hắn đã bị trúng hai phát súng. Hắn không thể biết được ông của mình còn sống hay đã chết. Được, gã áo đen nói. Thế nhưng ông của tiên sinh cần phải hợp tác. Lão già, hãy mau nói mấy câu với cháu của lão đi. Lão già, Tần Tranh vẫn không nói gì. Tần Lạc không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của ông mình, thậm chí một tiếng hừ lạnh cũng không có. Lòng hắn nặng trĩu, chân tay giá lạnh. Ông, thật sự đã chết sao? Tần Lạc không dám nghĩ tiếp. Nếu như Tần Lạc không có trải qua những chuyện ly kỳ khi còn nhỏ thì sẽ rất khó giải thích tình cảm của hắn đối với ông mình là như thế nào. Nếu như không phải chính là Tần Tranh mang hắn đi khắp Nam Bắc, bốn phương để tìm kiếm danh y để rồi cuối cùng hắn gặp được sư phụ Huyền Cơ Tử và được tặng đạo gia thập nhị đoạn cẩm cùng dẫn thể thuật thì chỉ e hắn đã chết. Trước khi Tần Lạc tới Yến Kinh, hai ông cháu hắn vẫn sống với nhau ở ngôi biệt thự Tần gia. Tần Lạc không tới trường bởi vì ông hắn dạy hắn biết viết, biết đọc. Tần Lạc không có kinh nghiệm về các trò chơi vì ông hắn không cho phép hắn tiếp xúc với điện thoại di động hay máy tính có chứa chất phóng xạ gì đó. Tần Lạc càng không có bất kỳ kinh nghiệm nào về tình yêu. Hắn không thể tìm kiếm kinh nghiệm đó từ một ông già. Theo như trí nhớ của hắn, tất cả những điều hắn có được đều gắn liền với ông của hắn. Sao tôi có thể tin là ông tôi vẫn còn sống? Gương mặt Tần Lạc cau có, hắn bàn tay hắn nắm chặt. Điều đáng khen nhất là trong giây phút khó khăn này giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh. Hãy chờ một chút, gã áo đen nói. Lão già, lão có nghe thấy gì không? Cháu của lão muốn nói chuyện với lão. Trong căn phòng rách nát, gã áo đen đặt microphone bên cạnh tay Tần Tranh. Ông, là ông sao? Ông, hãy nói một câu đi. Giọng nói của Tần Lạc vang lên qua microphone. Trên gương mặt sắp bị chìm đắm trong hôn mê của Tần Tranh hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Trước khi chết được nghe giọng của cháu mình, đó chính là phúc phận của mình. Thế nhưng Tần Tranh vẫn cắn chặt răng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tất cả rủi ro đều trút hết lên người ông. Binh. Gã áo đen không nhịn được, hắn vung tay tát vào gương mặt già nua của Tần Tranh mắng,
lão già kia. Lão, nói, binh, hãy nói, binh, hãy nói, nếu không thì hãy hừ một tiếng, nếu vẫn im lặng tao sẽ nổ súng. Nghe thấy gã áo đen nói muốn nổ súng, Tần Lạc nóng nảy nói, tôi muốn ông nội của mình còn sống. Nếu không tất cả các anh đều chết. Bây giờ Tần Lạc đang rất khó xử. Hắn muốn xác định xem ông mình còn sống hay không nhưng hắn lại lo lắng là đám bắt có sẽ làm tổn thương ông mình khi bức bách ông lên tiếng. Yên tâm, tao không bắn vào ngực lão. Tao bắn vào đùi lão, gã áo đen nói. Thái độ của Tần Tranh làm gã áo đen cực kỳ tức giận. Hắn có cảm giác bị người khác khinh thường. Hắn cầm súng bắn một phát vào đùi Tần Tranh rồi mắng, lão già có nói không? Tao xem lão có nói không đây. Dù đùi mình lại trúng đạn nhưng Tần Tranh vẫn không có phản ứng, ông nằm im trên mặt đất giống như đã chết. Miệng ngậm chặt. Thôi được rồi, Tần Lạc gào lên. Tần Lạc không nghe thấy âm thanh nào nên cũng không thể biết ông mình còn sống hay đã chết. Thế nhưng hắn không thể để ông mình gánh chịu những tổn thương tiếp theo nữa. Cho dù chúng cố ý bày đặt để lừa gạt hắn, dù ông hắn đã chết, hắn vẫn tự nguyện tin tưởng. Tôi tin ông tôi còn sống. Tốt nhất các anh cũng cam đoan ông tôi còn sống đi. Hãy nói chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu. Tôi sẽ giao cho các anh phương thuốc kim hạp. 15 dặm bên ngoài ngoại ô phía tây. Hãy nhớ kỹ, chỉ cho phép một mình mày tới, nếu không mày hãy chờ nhận xác ông mày đi. Nói xong gã áo đen ngắt điện thoại. Nói xong vẫn chưa hết hức giận nên gã áo đen còn đá Tần Tranh mấy cước mắng. Mẹ lão già, tao cho mày biết không nói câu nào này. Không nói câu nào này. Thế nào, gã áo đen bên cạnh hỏi. Bọn chúng đã đồng ý mang phương thuốc kim hạp tới đổi. Cháu của lão biết điều hơn lão nhiều. Mẹ kiếp, lần đầu tiên gặp một người ngang ngạnh như lão, gã áo đen tức giận mắng. Tôi ra ngoài canh cửa. Nếu chúng tới nhiều người chúng ta còn biết mà rút lui, một gã áo đen nói. Gã thủ lĩnh gật đầu rồi hắn nhìn gã áo đen đối diện vẫn im lặng không nói gì nói. Mày hãy đi khởi động cano đi. Cho dù chuyện thuận lợi hay không thuận lợi chúng ta đều phải rời khỏi đây theo đường thủy. Gã áo đen trầm mặc gật đầu, sau đó hắn đi ra ngoài cửa. Bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người. Gã áo đen thở hổn hển, hắn móc túi lấy bao thuốc. Hắn đang định châm một điếu thuốc hút nhưng khi nghĩ tới tầm quan trọng của nhiệm vụ này hắn lại đành rất bao thuốc đi. Hắn nhìn lướt qua Tần Tranh đang chảy máu nói, lát nữa có cơ hội hãy mang cả hai ông cháu lão ném cho cá ăn. Ha ha, hiểu rồi. Một gã áo đen khác cười trả lời. Sau một lúc lâu bên ngoài mới vang lên tiếng đập cửa. Mày hãy vào thẳng đi. Gõ gì mà gõ, gã thủ lĩnh mắng, chúng đã tới sao? Tới rồi, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông xa lạ mặc quân phục xuất hiện, không phải là đồng bọn áo đen của hắn. Gã áo đen phản ứng rất nhanh, hắn giơ súng bắn. Nhưng động tác của người đàn ông mặc quân phục còn nhanh hơn. Khi gã áo đen vừa mới giơ súng lên, người đàn ông đã ra tay nhanh như chớp giật. Binh, bàn tay của gã áo đen trúng đạn, khẩu súng trong tay hắn bị bắn tung đi. Gã áo đen còn lại nhìn thấy tình hình biến đổi bất lợi. Hắn đang định xông tới bắt Tần Tranh làm con tin thì một viên đạn đã bắn tung đất trước mặt hắn, bức bách hắn phải quay lại chỗ cũ. Hắn cuống cuồng định móc súng ra bắn thì đã bị trúng đạn vào ngực. Đồng thời lúc đó bàn tay phải cầm súng của hắn cũng trúng đạn. Lần này người nổ súng chính là đại đầu. Sau đó lại có một người mặc quân phục đi tới. Hắn nhìn lướt qua tình hình trong phòng, cười nói, hỏa dược, hai thầy trò của anh ai rút súng nhanh hơn. Tôi hỏa dược, đáp không chút khách khí. Những tên bên ngoài đã được giải quyết chưa? Đương nhiên, người đàn ông mặc quân phục nói. Tốc độ giết người của tôi cũng nhanh như tốc độ tìm người của hòa thượng. Lúc này Tần Lạc và người đầu chọc cầm máy tính mới xuất hiện trước cửa. Chương 571, cháu là cháu của ông. Bất luận là giết người hay là cứu người, thì đều nên tìm đến một người chuyên nghiệp. Và những người có sở trường làm hai việc này nhất Trung Quốc chính là quần thể Long Tức. Sau khi Tần Lạc biết được tin ông nội mình bị bắt đi thì hắn lập tức gọi điện cho sư phụ mình là Long Vương để cầu cứu. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể tìm ra hung thủ trong thời gian ngắn nhất và cứu được con tin với tốc độ nhanh nhất. Sau khi nghe Tần Lạc thuật lại sự tình, Long Vương giận điên người, ông lập tức phái một đội ngũ cho Tần Lạc toàn quyền sử dụng. Tuy bọn họ chưa được đưa đi thi hành nhiệm vụ bao giờ, nhưng lại đã tham gia qua một giai đoạn luyện tập vô cùng nghiêm ngặt, nên về cơ bản những người này đều là tay chân đắc lực đáng tin cậy. Và lúc sau có ba người đàn ông mặc quần áo rằn di chuyên dụng xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Hỏa dược thì đã quen Tần Lạc từ trước, thậm chí giữa hai người còn xảy ra một vài xích mích nhỏ nữa.
nhưng do sau này Tần Lạc chữa trị cho thương tích ở chân của Long Vương có kết quả khá tốt, thì Hỏa Dược đã tặng luôn khẩu súng yêu quý của mình là Tiểu Hắc cho Tần Lạc. Hòa Thượng là một cao thủ trong việc truy tìm tung tích đối phương trong tập đoàn Long Tức, anh ta rất tinh thông máy vi tính và là một cao thủ trong việc hóa giải mật mã phức tạp. Câu nói mà anh ta thích nhất đó là, tốc độ tìm người của tôi nhanh ngang với tốc độ giết người của các anh. Còn câu nói mà những người khác thích nói đó là, tốc độ giết người của tôi nhanh ngang với tốc độ tìm người của Hòa Thượng. Hiển nhiên, điều này nói lên việc thừa nhận thực lực của những đồng đội khác dành cho anh ta. Lần này nhanh chóng tìm ra được manh mối như vậy, đều là do công lao của Hòa Thượng hết cả. Còn người lúc nào cũng há miệng cười lớn thì được gọi là, miệng rộng kia là một cao thủ ám khí vô cùng lợi hại. Ông ta còn có một biệt hiệu đó là, tiểu lý thám hoa, tiểu lý phi đao, những ám khí trong tay của ông nhiều vô kể, còn thủ pháp thì xuất quỷ nhập thần, sâu sắc khó dò. Và điều quan trọng hơn hết, ông là một thành viên lão làng của Long Tức, đồng thời cũng là sư phụ của Ly. Cái tật xấu động một chút là vung dao ra chĩa vào cổ Tần Lạc là hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi người sư phụ của cô mà ra cả. Nhưng khác biệt ở chỗ đó là Ly chỉ ném dao. Còn cái mà, miệng rộng, ném ra thì là đủ mọi thứ, thậm chí là một viên đá hay một chiếc lá cây thôi cũng đủ để giết người rồi. Vì vậy mà ông ta đã cho hai tên bận đồ đen ra đi chỉ trong chớp mắt mà không kèm theo bất kỳ tiếng động nào, thời gian tiêu tốn thậm chí còn ít hơn cả Hỏa Dược và Đại Đầu. Đại Đầu là do Tần Lạc gọi điện gọi về, lúc đó anh ta còn đang lần dò theo vết máu ở hiện trường. Sau khi nhận được điện thoại của Tần Lạc thì lập tức quay về đây. Và cuối cùng là Tần Lạc đem theo một nhóm đặc chiến tinh anh vốn dùng để bảo vệ non sông đất nước, xử lý những việc trọng đại ở trong nước và quốc tế đi để giải cứu cho ông mình. Thấy Tần Lạc tiến lại thì những người ở cửa tự động tách ra. Ông! Tần Lạc chỉ thoáng một cái là nhìn ra ngay Tần Tranh đang nằm trong vũng máu, hắn liền chạy vội đến bên ông mình. Sau đó hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay ông thì thấy mạch vẫn đập nhưng yếu ớt vô cùng. Đưa tay lên ngực thì vẫn thấy tim đập bình thường. Ông vẫn còn sống. Ông vẫn còn sống, Tần Lạc kêu lên mừng rỡ. Do quá xúc động mà nước mắt hắn sắp trào cả ra ngoài. Hắn moi ra một cây ngân châm từ trong túi, cũng chẳng quan tâm đến việc đã khử trùng hay chưa, châm liên tục vào mấy huyệt cầm máu và huyệt hỗ trợ tim cho ông, sau đó ôm lấy thân thể của ông chạy ra bên ngoài. Đại Đầu, lái xe giúp tôi. Tần Lạc hét lên. Việc mà hắn cần làm nhất bây giờ đó là cứu chữa cho ông. Thậm chí hắn còn không thèm nhìn những kẻ bắt ông mình làm con tin nữa. Những thứ này cứ để đấy từ từ tính sổ sau cũng chưa muộn, thời gian còn rất nhiều để cho hắn xử lý từng đứa một. Đại Đầu nghe Tần Lạc hét lên như vậy, liền lập tức chạy đi khởi động xe. Tần Lạc sau khi đi được một đoạn xa rồi nhưng vẫn cố nói với lại, không được để bọn chúng chết. Hỏa Dược liếc mắt nhìn Tiểu Lý Thám Hoa, nói, đây là sở trường của anh. Tất nhiên. Tiểu Lý Thám Hoa hề hề cười nói. Ông ta đi đến trước mặt tên thủ lĩnh mặc đồ đen, giật chiếc mặt nạ đen trên đầu hắn ta, một khuôn mặt màu đen cùng với râu quai nón lổ lộ hiện ra. Trên mặt còn có một vết thẹo ở ấn đường, làm cho người ta có một ấn tượng khá là sâu đậm. Tiểu Lý Thám Hoa hơi động đậy cổ tay, một con dao găm đâm thẳng vào miệng của gã râu quai nón này. Sau đó vòng một vòng sang trái, rồi lại vòng một vòng sang phải. Sau một hồi âm thanh ghê rợn phát ra, thì cả hàm răng của tên thủ linh mặc đồ đen đã ra đi không còn cái nào. Sau đó Tiểu Lý Thám Hoa lại móc trong túi mình ra hai sợi dây màu bạc thoạt nhìn có vẻ mong manh, buộc chặt chân tay tên này lại, động tác nhanh lẹ lạ thường. Loại dây màu bạc này là công nghệ mới nhất trong nền quân sự Trung Quốc, còn gọi là tử tỏa, khóa chết sau đó trói chân tay tên đó lại với một thủ pháp riêng biệt, phạm nhân càng vẫy vùng thì lại càng bị trói chặt hơn. Đến một mức độ nào đó thì có thể làm cho tư chi của người ta bị đứt đoạn ra. Đừng thấy sợi dây nhỏ thế mà khinh thường, vì nó có thể cắt đứt xương một cách dễ dàng nhất. Hơn nữa loại dây này lại dễ đem theo, bề ngoài nhìn cũng không khác gì những sợi dây thường thông thường khác là mấy. Một người mặc đồ đen khác cho tay vào lồng ngực, lấy ra một quả bom mini, chuẩn bị cùng sống chết với mấy người này. Tiểu Lý Thám Hoa bước tới, cũng lại biến tên bận áo đen không nghe lời này thành vật thí nghiệm. Có phải chúng ta nên kết thúc công việc ở đây không? Tiểu Lý Thám Hoa hỏi. Đi thôi. Hòa Thượng nói. Vừa nói dứt lời, Hòa Thượng lại mở chiếc laptop trong tay mình ra, nhìn vào chấm đỏ không ngừng di chuyển trên màn hình, nói, bọn họ đã đến khu vực thành phố rồi. Tên này có một cái tật,
đó là lúc nào cũng thích lần theo dấu vết của người khác. Bất luận đó là quân địch hay quân mình thì cũng hành động như vậy. Có lẽ, thành công đến từ sở thích của bản thân đối với một việc nhất định nào đó cũng nên. Chấm, gạch dưới người trúng 6 phát đạn. Hai bên tay trái và phải mỗi bên trúng 1 phát đạn, đùi 1 phát, đầu gối 1 phát, bụng và bắp chân mỗi chỗ 1 phát nữa. Gạch dưới mấy thằng khốn đúng là mất hết tính người, bọn chúng có thể bắn cả 6 phát đạn vào một ông già hơn 60 tuổi thế này. Vì bọn chúng bắn ra những phát đạn có sức công phá khá nặng, vì thế đầu gối của Tần Tranh bị bắn nát ra, có lẽ là không còn khả năng chữa trị lành vết thương được nữa. Nói cách khác, về sau Tần Tranh sẽ không thể nào đứng thẳng người như ngày trước được. Tất nhiên, điều này không phải là điều quan trọng nhất. Mà điều quan trọng nhất đó là bảo toàn tính mạng. Chỉ cần ông còn sống, thì cho dù ngày sau chỉ có thể sống dựa vào xe lăn đi chăng nữa, thì Tần Lạc sẽ vẫn cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật Tổ Như Lai. Gạch dưới cảm tạ tất cả thần thánh mà hắn biết, bất kể đó là ở trong nước hay ở nước ngoài. Sau khi phẫu thuật, Tần Lạc bèn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh trông ông. Bất luận cho ai khuyên nhủ thì hắn cũng không muốn rời đi. May mà đây là bệnh viện tư của gia tộc Văn Nhân, vì vậy mà không có ai có thái độ gì để yêu cầu Tần Lạc tuân thủ điều lệ tham viếng bệnh nhân của bệnh viện. Tất nhiên, cho dù có ở trong những bệnh viện thông thường khác, thì giả sử thân phận của bạn đã đạt đến một mức độ nào đó thì cũng sẽ không ai đuổi bạn đi cả. Nói cho chúng ta biết, năng lực của một người càng lớn bao nhiêu thì trách nhiệm của người đó càng lớn bấy nhiêu. Tình hình trong nước Trung Quốc nói cho chúng ta được biết, quyền lực của một người càng cao thì những quy tắc mà người đó sẽ không cần phải tuân thủ theo sẽ càng nhiều. Tần Lạc cũng không biết mình đã ở đây mấy giờ đồng hồ rồi. Từ lúc đưa ông nội lên bàn mổ cho đến giờ, hắn chưa một phút nào rời khỏi đây. Thậm chí, hắn từ chối việc để bác sĩ tiêm thuốc mê cho ông, mà tự mình dùng ngân châm để kích thích huyệt vị, thay thế cho công việc này. Hắn cũng không biết đã bao lâu rồi mình chưa có gì vào bụng. Trưa, tối, và cho đến tận bây giờ. Gạch dưới bây giờ mấy giờ rồi. Hắn cũng chẳng buồn đi xem, cũng chẳng muốn hỏi. Thậm chí hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi kéo rèm cửa ra nữa. Hắn cho rằng, cứ ngồi bên cạnh như thế này với ông cũng là tốt lắm rồi. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay của ông, không hề dùng sức và cũng không dám dùng. Cũng giống như khi hắn còn bé, ông cầm tay hắn trèo đèo lội suối đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa bệnh cho hắn vậy. Lúc đó ông cũng vô cùng cẩn thận, chẳng khác gì hắn bây giờ, vì sợ nếu dùng lực quá sẽ làm cho hắn bị đau. Sự đổi chỗ thân phận của một già một trẻ như vậy, giống như là đã trải qua một kiếp luân hồi dài lê thê. Nhớ khi xưa có một lần chúng ta đến Hoa Sơn viếng thăm một vị ẩn y. Ông ta sau khi bắt mạch cho cháu thì nói rằng, cháu bé muốn ăn gì thì cho nó ăn, muốn gì thì mua cho nó, gạch dưới chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Lúc đó ông liền giận dữ chửi mắng ầm lên, rồi hung hãn tranh cãi với ông ta một hồi. Thực ra ông biết tình trạng sức khỏe của cháu thế nào mà, nhưng khi người khác nói ra sự thật này, thì vẫn làm ông rất ư là không vui. Ông không chịu thua, lại tiếp tục đưa cháu đến Hoàng Sơn, Yến Sơn. Còn đến cả những nơi. Chỉ cần có một tia hy vọng thôi là ông không muốn bỏ qua. Lúc nào ông cũng mạnh mẽ, quật cường như vậy, và lúc nào cũng cố chấp như thế. Nếu không phải ông kiên trì đến cùng, nếu không phải chúng ta lại đi đến Thang Sơn, thì cháu có lẽ đã không gặp được sư phụ, và cũng không có được rồi. Chấm, gạch dưới nếu không có thế thì cháu cũng đã chết từ lâu rồi, cũng chẳng có Tần Lạc của ngày hôm nay. Sư phụ cứu cháu là quả, nhưng ông cứu cháu là nhân. Gạch dưới không có cái nhân này thì cũng không thể gặp được của sư phụ. Nếu tự hỏi lòng mình là biết ơn ai nhiều hơn, thì đến bản thân cháu cũng không tìm ra được đáp án. Nhưng, đôi khi sự mạnh mẽ, quật cường đó cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Gạch dưới ông cứ đáp ứng theo yêu cầu của bọn chúng thì làm sao chứ? Bọn chúng bảo ông gọi điện cho cháu thì ông cứ gọi đi. Gạch dưới mấy tên khốn đó, bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của cháu nội ông được chứ? Bọn chúng làm sao có thể làm tổn thương cháu được? Tần Lạc nhìn khuôn mặt trắng bệch, cắt không một giọt máu của Tần Tranh mà lòng đau như cắt. Hắn chỉ còn biết ngồi cạnh ông mình lẩm bẩm. Vì mất máu quá nhiều, nên cho dù phẫu thuật có thành công thì cũng chỉ có thể lấy được đạn ra mà thôi. Còn tính mạng của ông thì vẫn rất nguy hiểm. Máu là gốc rễ của một sinh mạng. Hơn nữa tuổi của ông lại cao như vậy, cho dù có biết chăm sóc, điều dưỡng tốt đến mấy thì những chức năng cơ thể vẫn sẽ bị thoái hóa. Khả năng tái tạo lại máu không thể bằng người trẻ tuổi được.
gạch dưới thực ra hồi bé cháu rất sợ ông. Vì ông quá nghiêm khắc với cháu. Cháu không học thuộc lòng được, ông liền đánh cháu. Cháu không cắt thuốc được là ông đánh cháu. Cháu học sai đơn thuốc, ông cũng đánh cháu. Thậm chí viết thiếu một chữ, nghịch trộm di rộng một chút hay chạy ra ngoài quá lâu không về. Gạch dưới ông đều đánh cháu rất ghê. Cháu luôn thấy rằng phương pháp giáo dục của ông quá lỗi thời, quá lạc hậu, đợi đến khi cháu làm giáo viên, thì những biện pháp cháu dùng đều là những thứ mà ngày trước ông dạy cháu. Chấm, thật không ngờ cháu vẫn đi vào con đường mà ông đã từng đi. Bà vẫn thường nói, từ trong ra ngoài cháu chẳng có điểm nào giống bố cả, còn thì giống ông như đúc từ trong một cái khuôn mà ra. Ông rất ít khi khen ngợi cháu, thậm chí trong ký ức của cháu, ông chưa một lần khen ngợi gì trước mặt cháu cả. Nhưng tất cả những lời mà ông nói ra, thì cháu đều khắc ghi trong lòng. Ông bảo cháu cứu rỗi trung y, ông bảo cháu làm người cho tốt, ông dạy cháu ngước lên không hổ thẹn với trời, cúi xuống không hổ thẹn với ai, sống mà không có lỗi với chính bản thân mình, cháu đều nhớ cả. Chắc chắn là ông không biết một việc, đó là cả cuộc đời này cái làm cho cháu kiêu ngạo, tự hào nhất không phải là có người sùng bái y thuật của mình, không phải đại thắng trước y thuật của Hàn Quốc, cũng không phải là đã giải quyết vấn đề trung y ở Paris hay trở thành thần tượng của người dân Trung Quốc. Gạch dưới mà việc làm cháu cảm thấy kiêu ngạo, tự hào nhất, đó là cháu của ông. Chương 572, anh chính là hung thủ. Tần Lạc cũng không biết hắn ngủ gật lúc nào nữa, trong một ngày mà hai người thân thiết bên hắn liên tiếp bị thương, hơn nữa còn có một trận đấu với Thảo Cổ bà, người phụ nữ hạ Thảo Cổ. Thảo Cổ là cổ độc thực vật thực sự là làm cho hắn kiệt hết cả sức, toàn thân không còn một chút sức lực nào nữa. Hắn bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Trong mơ, Văn Nhân Mục Nguyệt liên tục nôn ra máu, cuối cùng thậm chí nàng nôn cả lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài, hắn chỉ có thể ôm nàng mà khóc nhưng lại không thể làm gì được. Còn ông nội thì bị trúng cả vô số viên đạn vào người, khi hắn đến thì thấy thi thể của ông đã lạnh ngắt từ lâu. Gạch dưới đúng là ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó. Đây là hai việc mà hắn lo lắng nhất, vậy mà lại có một kết quả xấu nhất nhận được ở trong mơ. Khi hắn mở mắt ra nhìn thấy ông vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh trong căn phòng sơn màu vàng nhạt, thì mới thở phào một cái. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra toàn thân mình ướt nhẹp, mồ hôi đầm đìa, áo mặc trên người đã ướt đẫm cả rồi. Tần Lạc đi đến phòng vệ sinh biệt lập trong phòng bệnh rửa mặt, khi hắn quay lại giường bệnh thì thấy Tần Tranh đang mở to mắt nhìn hắn. Ông, Tần Lạc không dám chắc hỏi. Hắn có cảm giác như không tin vào mắt mình, sự thật sờ sờ ra đấy. Hắn sợ rằng đây là ảo giác do hắn mệt quá sức nên có. Tần Tranh chớp chớp mắt, nhưng lại không nói được câu nào. Bởi vì trên miệng ông còn đang đeo một bình dưỡng khí. Ông khỏe rồi sao? Tần Lạc xúc động quá nhảy bổ đến bên ông mình, giơ tay ra nắm lấy cổ tay của Tần Tranh hỏi. Hai bàn tay của Tần Tranh đều bị đạn bắn xuyên qua, vì vậy mà sau khi phẫu thuật xong thì đã được bao lại kín mít. Nghe được câu hỏi của cháu, ông cố gắng động đậy rồi nhấc cổ tay của mình lên. Nhưng làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Nhưng, Tần Lạc đã biết được ý đồ của ông. Ông đừng có động đậy. Cháu biết ông không sao rồi, ông đừng có động đậy như thế. Tần Lạc vui mừng nói. Hắn giơ tay ra nắm lấy cổ tay Tần Tranh, sau khi bắt mạch cho ông thì hắn có phần không dám tin kỳ tích y học như thế này lại xuất hiện. Tần Tranh sau khi phẫu thuật thì sức khỏe vẫn còn rất yếu, phải cần đến thuốc kích thích và bình dưỡng khí để duy trì sinh mệnh. Hơn nữa, nhịp tim của ông cũng vô cùng chậm, những đường cong uốn lượn trên điện tâm đồ cũng hiện ra không được rõ ràng cho lắm, tựa như bất kể lúc nào cũng có thể bị cắt rời ra vậy. Nhưng, vừa rồi khi Tần Lạc bắt mạch cho Tần Tranh, thì thấy nhịp tim và mạch đập của ông vẫn hết sức bình thường. Mặc dù vẫn còn suy yếu, vẫn còn chưa đạt được đến tiêu chuẩn của người bình thường. Nhưng so với những hiểm nguy của ngày hôm qua, thì đã tốt hơn cả trăm nghìn lần rồi. Tần Tranh à Tần Tranh, đến cả Lão Diêm Vương cũng không tranh nổi với ông. Tần Lạc nghĩ bụng, mạng sống của ông đúng là cứng còn hơn cả thép nữa. Không ngờ ông lại chạy ra khỏi được cánh cửa tử thần nhanh như hơn người ta tưởng rất nhiều, miệng của Tần Tranh hơi động đậy, nhưng không tài nào phát ra thành tiếng được. Không sao, không sao đâu. Tần Lạc giống như đang chăm sóc cho trẻ em vậy. Hắn nói với vẻ mặt hiền từ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Đến lúc đó ông muốn nói gì thì nói, chửi mắng cháu cũng được. Mỗi lần bối bối bị ốm mà muốn ăn kẹo, Tần Lạc đều dùng vẻ mặt và giọng nói như thế này để an ủi bé, bối bối ngoan. Bối bối phải nghe lời nhé.
nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi, đến lúc đó em thích ăn gì thì ăn, thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Gạch dưới ăn cả hộp kẹo luôn cũng được. Tần Tranh chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghe hiểu lời của Tần Lạc rồi. Ông nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lạc, cứ nhìn như vậy được hồi lâu thì khóe miệng ông bỗng nở một nụ cười. Tìm được đường sống từ trong cõi chết, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đứa cháu nội mà mình yêu quý nhất thì còn có gì hạnh phúc bằng được đây. Tần Lạc cũng nhếch miệng cười lớn. Cười được một lúc thì nước mắt đã trào ra. Ông không chết. Ông lại sống lại rồi. Gạch dưới sự lo lắng, sợ hãi cộng thêm với niềm hạnh phúc khôn nguôi, bao nhiêu là cảm giác pha trộn với nhau, khiến cho tuyến lệ của Tần Lạc nhảy cảm khác thường. Đến lúc này Tần Lạc mới gọi cho Lâm Hoán Khê biết chuyện ông vào thành phố và chuyện ông bị thương. Chỉ một lát sau, Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê sau khi vừa biết tin cái là tới đây liền. Ông làm sao rồi? Lâm Hoán Khê không nói những lời xã giao mà vừa mới bước chân tới đã đi thẳng vào vấn đề. Tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, Tần Lạc nói. Sau đó hắn nhường vị trí cho Lâm Hoán Khê đến bên Tần Tranh. Lâm Thanh Nguyên chạy đi xem hết một lượt các loại thông số của cơ thể Tần Tranh, sau khi xác định không có gì đáng lo ngại thì mới thở phào nhẹ nhõm nói, Tần Lạc, không phải ông nói cháu đâu, nhưng chuyện ông nội cháu vào thành phố, một chuyện lớn như vậy, sao cháu không nói sớm cho chúng ta biết? Trong mắt cháu còn có người ông như ông nữa không? Chúng ta còn có phải là người một nhà nữa không? Còn nữa, sao Tần lão ca vừa mới đến đã xảy ra một chuyện lớn như vậy? À, đúng rồi, đã báo cảnh sát chưa? Hung thủ bắt được chưa? Cháu xin lỗi ông, Tần Lạc áy náy nói. Chuyện ông vào thành phố, thì về tình về lý hắn đều nên nói cho người nhà một tiếng mới phải. Vì nói gì thì nói, Lâm Thanh Nguyên và Tần Tranh là hai người bạn tốt lâu năm của nhau, còn Lâm Hoán Khê thì lại là vợ chưa cưới đã ra mắt cả nhà của mình. Nhưng, việc ông quyết định vào thành phố đột ngột như vậy, đến cả bản thân hắn cũng trở tay không kịp, vì vậy mà căn bản là không thể nghĩ tới những việc như thế này. Ông ơi, bây giờ không phải là lúc để trách cứ anh ấy. Lâm Hoán Khê quay lại nhìn Lâm Thanh Nguyên một cái rồi nói. Vì đã trải qua bao nhiêu năm đau khổ, nên Lâm Thanh Nguyên rất nể mặt cô cháu gái này của mình. Thấy nàng lên tiếng nói giúp cho Tần Lạc thì ông cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà không nói thêm gì nữa. Phiền ông giúp đỡ chăm sóc ông nội cho cháu, cả Hoán Khê nữa. Tần Lạc nói. Anh ra ngoài một chút, Tần Lạc quay ra nhìn Lâm Hoán Khê nói. Vâng. Lâm Hoán Khê khẽ đáp lại. Chuyện mà Tần Lạc không chủ động nói ra thì nàng tuyệt đối không bao giờ hỏi. Điều này gần như đã trở thành một sự ăn ý ngầm giữa hai người. Chúng ta chăm sóc cho Tần lão ca là chuyện đương nhiên mà. Nhưng ông cháu đã bệnh đến nông nỗi này rồi, cháu còn muốn đi đâu? Vẫn còn một người nữa chưa thoát khỏi hiểm nguy, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Lúc này đây ông nội coi như đã thoát khỏi nguy hiểm, lại còn có Lâm Thanh Nguyên. Lâm Hoán Khê và các bác sĩ trong bệnh viện săn sóc, trông nom chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì sao, nàng bị chúng phải trùng độc, ngoài mình ra thì chẳng có ai có thể giải cứu được cho nàng. Hắn không thể chỉ chăm chăm lo cho ông mình mà không đoái hoài gì đến sự sống chết của Văn Nhân Mục Nguyệt cả. Cũng giống như giấc mơ vừa rồi vậy, bọn họ đều vô cùng quan trọng đối với mình. Gạch dưới bất luận ai có mệnh hệ gì thì hắn đều khó mà có thể chấp nhận được. Vẫn còn một người nữa. Lâm Thanh Nguyên kinh ngạc hỏi. Ông cứ để anh ấy đi đi. Lâm Hoán Khê nói. Ừ, thế thì đi đi. Lâm Thanh Nguyên vẫy vẫy tay nói. Về sớm một chút nhé. Nếu ông mà tỉnh dậy, thì chắc người ông muốn gặp nhất là anh đấy. Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê với ánh mắt cảm kích, sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Đi ra đến ngoài hành lang thì quay ra nói với đại đầu không rời mình nửa bước. Đi thôi, chúng ta đến nhà Văn Nhân. Đại đầu im lặng tỏ vẻ đồng tình, sau đó đi sát theo gót Tần Lạc. Khi xe của bọn họ tiến vào sân nhà Văn Nhân, thì thấy chiếc Mercedes-Benz của Tần Tung Hoành đã đỗ ở đó từ khi nào rồi. Không biết là hắn ta về rồi lại đến, hay căn bản là hắn ta chưa rời khỏi đây nữa. Điền Loa ngồi chồm hổm ở cạnh vườn hoa hút thuốc, thấy Tần Lạc và đại đầu đi vào thì giơ tay lên, mỉm cười chào hỏi. Tần Lạc chỉ gật gật đầu mà không nói gì, sau đó đi thẳng vào bên trong, còn đại đầu thì như không nhìn thấy người này vậy, cứ thế là đi ngang qua mặt hắn ta mà không thèm để tâm gì. Điền Loa nghĩ một lát rồi quăng luôn đót thuốc trong tay mình đi, sau đó đi theo hai người vào bên trong. Tần Lạc đi thẳng lên lầu 2, còn chưa bước tới căn phòng phía đông thì đã nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Căn phòng của Văn Nhân Mục Nguyệt chật cứng người, hai bác của Văn Nhân Mục Nguyệt và các con trai, con dâu, con gái, cháu trai, cháu gái của bọn họ đều có mặt ở đây. Ngay cả Văn Nhân Tiệp, người mà rất hiếm khi người ta nhìn thấy mặt cũng đứng ở cạnh giường với bộ dạng bi thương. Như vậy có thể thấy được rằng, bọn họ tập trung nhau lại để cùng đến thăm Văn Nhân Mục Nguyệt ngày hôm nay. Tần Tung Hoành đứng giữa đám người, đang thấp giọng giải thích điều gì đó cho mọi người. Những người ở đây không thấy có thái độ thù địch gì với Tần Tung Hoành cả, mà trái lại, thay vào đó thì có phần như muốn lôi kéo. Bọn họ đều rất muốn Tần Tung Hoành trở thành con rể của gia tộc Văn Nhân, nếu mà như thế, thì Văn Nhân Mục Nguyệt tất yếu sẽ phải bỏ luôn cái ghế gia chủ của nhà Văn Nhân lại rồi. Con gái là con nhà người ta, gia tộc Văn Nhân sẽ không bao giờ cho phép con dâu nhà họ Tần được phép quản lý sản nghiệp to lớn của gia tộc Văn Nhân cả. Còn về vấn đề xem vị trí lúc đó thuộc về ai thì đến lúc đó lại thương lượng sau. Tần Lạc len qua người của Văn Nhân Liệt và Văn Nhân Hữu Chí, hắn cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái hai cô nàng Văn Nhân Huyên và Văn Nhân Nhã Ca ăn mặc, trải chuốt hết sức bắt mắt kia, mà bước thẳng đến trước mặt Tần Tung Hoành, sau đó cho hắn ta một cú đấm trời giáng vào mặt. Bốp, Tần Tung Hoành không kịp né tránh nên đã ăn đủ đòn này của Tần Lạc. Quai hàm đau tê tái, khóe miệng rớm máu, trên mặt đọng lại một vệt màu đỏ thẫm. Nhìn bộ dạng hắn ta hiện giờ trông vô cùng thảm hại. Tần Lạc không hề nương tay trong cú đấm này chút nào. Này, anh làm cái gì thế? Sao lại đánh người như vậy? Người gì không biết, gạch dưới, gọi bảo vệ tống cổ anh ta ra ngoài. Gạch dưới cũng không xem đây là nơi nào mà lại chạy đến đây để giở trò chứ. Tần Tung Hoành còn chưa kịp lên tiếng gì thì những người xung quanh đã bắt đầu lên tiếng trách móc hành vi thô bạo của Tần Lạc. Sao anh lại hạ độc thủ với một người già cả như vậy chứ? Tần Lạc tức giận chất vấn. Tôi không hiểu ý anh là gì. Tần Tung Hoành nói. Những người nào biết chuyện Mục Nguyệt bị chúng trùng độc? Tần Lạc hỏi. Không ít những người đứng ở đây đều biết cả. Tần Tung Hoành lướt mắt nhìn một lượt mọi người rồi nói. Thế nhưng ai biết tôi gọi điện thoại bảo người đem thuốc đến? Tần Lạc hỏi tiếp. Lúc đó trong phòng chỉ có mấy người là Văn Nhân Đình, Văn Nhân Chiếu, Mã Duyệt và Tần Tung Hoành. Tần Lạc khi đó đưa đơn thuốc cho Văn Nhân Mục Nguyệt ở trước mặt những người này, sau đó còn gọi điện thoại bảo người nhà mình đem thuốc tới. Văn Nhân Đình và Văn Nhân Chiếu không thể hãm hại Văn Nhân Mục Nguyệt được, còn Mã Duyệt là trợ lý đắc lực và vô cùng trung thành của Mục Nguyệt, từ nhỏ đã được gia tộc Văn Nhân nuôi dưỡng, tiếp nhận sự quản lý và giáo huấn của gia tộc, vì vậy mà cũng không thể nào phản bội lại Mục Nguyệt được. Thế thì ai đã để tin tức này lộ ra ngoài được chứ? Chỉ duy nhất một người khả nghi nhất. Và cũng là người có khả năng làm ra việc như thế này nhất. Chính anh là người đã làm cho Mục Nguyệt bị trúng độc, và cũng chính anh là người đã cho người bắt cóc, uy hiếp ông nội tôi. Tần Lạc chỉ vào mặt Tần Tung Hoành nói. Anh chính là hung thủ. Chương 573, giết tao đi. Tần Tung Hoành lần nữa dùng tay lấy khăn lau sạch máu tươi đang nhoe nhoét nơi khóe miệng, vừa cười vừa nói. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho việc vô cớ làm tổn thương người khác của anh. Trước mặt nhiều người như vậy mà anh lại cho tôi một quyền như thế, vậy thì ít nhất anh cũng phải cho tôi một lời xin lỗi trước mặt mọi người chứ. Đây là giới hạn thấp nhất mà tôi muốn. Tôi sẽ không bao giờ hạ mình nhận lỗi với hung thủ được. Tần Lạc lạnh lùng cự tuyệt, anh có bằng chứng gì chứng minh tôi là hung thủ, chỉ vì anh gọi điện có mặt tôi ở đó ư? Điều đó còn chưa đủ rõ ràng sao? Tần Lạc nói một cách châm chọc. Ngoại trừ anh ra, ai có thể làm những việc như vậy? Không khéo chính anh mới là kẻ làm việc đó cũng chưa biết chừng. Tần Tung Hoành nói. Dùng ông nội mình để diễn khổ nhục kế, hiệu quả không phải càng thêm hoàn mỹ sao? Ít nhất thì người khác cũng sẽ không hoài nghi người hạ độc cổ chính là anh. Dù gì thì là một bác sĩ trung y ưu tú, làm những việc như vậy đối với anh chẳng phải là một chuyện khó khăn. Tại sao tôi phải hạ độc cơ chứ? Tần Lạc vặn lại. Cái đó thì trong lòng anh tự biết, Tần Tung Hoành nói. Đúng đấy. Việc này thật hoang đường, Văn Nhân không nói. Tần Lạc, cậu không thể vì Tung Hoành đã ở đó mà nói cậu ta là hung thủ được. Những người bề trên như chúng ta đây ai mà không biết tình cảm của Tung Hoành đối với Mục Nguyệt cơ chứ? Cậu ấy không thể nào làm ra chuyện không nhân tính như vậy. Mục Nguyệt nếu mà có làm sao thì cậu ấy được cái gì? Đúng vậy. Không thể có chuyện lại ông tôi ở bụi này thế được. Văn Nhân tự nói. Khi đó Vãn Nhân Chiếu cũng ở đó. Tại sao anh không nói là cậu ấy hạ độc? Anh, Văn Nhân Chiếu giận dữ nói. Em có thể hạ độc chị ruột của mình à? Cái này cũng khó nói lắm.
thời nay có những người vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được thì rằng khi chị cậu chết rồi thì cậu có thể tiếp quản vị trí của chị cậu. Văn Nhân tự nói, anh mới là loại người đó. Tôi không hề có suy nghĩ đó, mà khi đó tôi cũng không ở đó. Vốn dĩ là việc riêng của Tần Lạc và Tần Tung Hoành, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã biến thành chuyện đấu đá trong nội bộ gia tộc Văn Nhân. Có thể tưởng tượng được, sau khi Mục Nguyệt đổ bệnh, những người này thấp thỏm đến mức độ nào. Anh chắc chắn là không chịu nói lời xin lỗi phải không? Tần Tung Hoành hỏi. Cực kỳ chắc chắn, Tần Lạc nói. Đợi tới lúc tôi tìm ra chứng cứ, thì không chỉ có một đấm đơn giản như vậy thôi đâu. Điền Loa, xem ra lại phải phiền anh rồi. Tần Tung Hoành đảo mắt ra sau nhìn Điền Loa nói. Điền Loa hiểu ý, cười nói, Tần tiên sinh thôi thì xin lỗi một tiếng đi. Một câu xin lỗi cũng không khó đến vậy chứ. Những việc không có lý do, chúng ta có thể không làm. Đại đầu mặt không chút biểu cảm nói. Vậy tôi sẽ cho anh một lý do. Điền Loa ra tay nhanh như tia chớp. Súng. Tổng cộng có 2 khẩu súng. Khẩu súng trong tay Điền Loa nhắm chuẩn vào Tần Lạc, còn súng trong tay đại đầu thì lại nhắm chuẩn vào Điền Loa. Bọn họ gần như ra tay cùng một lúc rút súng ra. Điền Loa nhanh. Đại đầu cũng nhanh. Đại đầu tới bây giờ mới phát hiện, tên Điền Loa này thật không hề đơn giản chút nào. Lần trước hai người ở trong sân so đấu, luận về thân thủ, hắn nhỉnh hơn một chút, dù sao, hắn cũng là cao thủ huấn luyện nhiều năm. Nhưng tốc độ rút súng của mình thì có thể đè bẹp hắn ta. Bây giờ hai bên đồng thời rút súng, nhưng tốc độ của hắn ta lại không hề chậm hơn mình chút nào. Cái đó nói lên điều gì? Nói rõ hắn đang muốn che giấu. Thân thủ của hắn còn lợi hại hơn so với những gì hắn thể hiện ra. Anh chỉ tôi làm gì? Điền Loa cười nói. Tôi chỉ là một người lái xe, tính mạng của tôi không đáng giá bằng tính mạng ông chủ anh được đâu. Tay còn lại của đại đầu cũng xuất hiện một khẩu súng lục màu đen, họng súng nhắm chuẩn vào đầu Tần Tung Hoành. Trong khi làm vậy, hắn không hề chớp mắt, tay phải cầm súng nhắm vào Điền Loa vẫn không nhúc nhích. Mọi người nhìn nhau. Bọn họ không ngờ tới hai người này dám rút súng định bắn nhau ngay trước mặt mọi người. Đủ rồi. Văn Nhân Đình gằn giọng nói. Đây là phòng bệnh, Mục Nguyệt vẫn còn hôn mê bất tỉnh, các người đang làm gì vậy? Tần Lạc biết trận này đánh không được liền quay sang đại đầu nói, cất súng đi. Điền Loa cũng thu súng về, vẻ mặt đề phòng chằm chằm Tần Lạc, lo lắng người này không theo như lẽ thường xuất chiêu, lại một lần nữa xông lên đối đầu với Tần Tung Hoành. Tần Lạc nhìn lão gia Văn Nhân Đình, nói với vẻ mặt thẳng thắn, cháu không cố ý gây ra xung đột ở ngay trong nhà Văn Nhân đâu. Lại càng không muốn cố ý gây chuyện trong tình huống như thế này, nhưng cháu đã từng nhận được một bài học như thế này rồi. Ông nội của cháu bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện, cháu không thể mạo hiểm thêm nữa. Cháu không thể vì trị liệu cho Mục Nguyệt mà lại làm người nhà của cháu bị tổn thương được. Bọn cướp đó xuất hiện quá đột ngột, mục đích của chúng có lẽ chính là vì ngăn cản chúng ta cứu chữa cho Mục Nguyệt. Bọn chúng xuất hiện lần thứ nhất thì cũng có thể xuất hiện lần thứ hai. Văn Nhân Đình gật đầu, hỏi, thế cháu định làm như thế nào? Cháu hy vọng những người không liên quan đều rời khỏi đây. Tần Lạc nhìn Tần Tung Hoành nói. Cho dù anh có rời đi thì tôi vẫn cho rằng anh chính là hung thủ. Tần Lạc nói. Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tần Tung Hoành nhún vai nói. Đi đến nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt một lần nữa, Tần Tung Hoành mới cáo biệt Văn Nhân Đình và mọi người. Tần Lạc. Về việc dược liệu bị cướp, cháu còn có biện pháp nào khác không? Văn Nhân Đình hỏi Tần Lạc. Tần Lạc liếc nhìn những thành viên còn lại của gia tộc Văn Nhân chưa muốn rời đi, nói, vẫn còn rất nhiều người không có liên quan chưa rời khỏi đây. Anh nói như vậy là ý gì? Văn Nhân không mắng Tần Lạc, tôi là bác của Mục Nguyệt. Sao tôi lại có thể là người không có liên quan? Văn Nhân không đi ra đi. Lão gia Văn Nhân Đình quát lên. Văn Nhân không hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lạc một cái. Sau đó mang theo những thành viên còn lại của gia tộc Văn Nhân rời đi. Cha, con cũng phải ra ngoài sao? Văn Nhân tiệp hỏi. Dù có ở đây cũng không giúp được gì, Tần Lạc nói. Hắn biết là Văn Nhân Mục Nguyệt không thích cha mình, thật trùng hợp là hắn cũng không hề thích. Nếu như cha nàng không có ở đây, chắc rằng Mục Nguyệt sẽ hồi phục nhanh hơn. Anh cũng ra ngoài đi, Văn Nhân Đình lạnh lùng nói. Con gái của mình bệnh thành như vậy, thế mà anh đến giờ mới biết, anh làm cha như vậy sao? Văn Nhân tiệp nào dám phản bác lời của lão gia tử, chạy như bay ra ngoài. Thế là trong phòng hiện giờ chỉ còn lại có mấy người Tần Lạc, Văn Nhân Đình, Văn Nhân Chiếu, Mã Duyệt và người đang nằm trên giường bệnh, Mục Nguyệt. Tần Lạc giờ mới lên tiếng,
cháu vừa liên hệ với mấy người bằng hữu, chỗ bọn họ may mà có lưu giữ dược liệu mà cháu cần. Cháu sẽ nhờ họ gửi tới đây, đầu tiên phải giải cổ độc cho Mục Nguyệt, sau đó mới tính tới những chuyện khác. Trong thời gian đi trên đường, Tần Lạc vừa liên lạc với Tô Tử, vừa liên lạc với cốc thiên phàm của chính khí môn, thật may cả hai môn đều lưu giữ loại dược liệu mà hắn cần. Tô Tử và cốc thiên phàm đều nhận lời gửi dược liệu tới cho hắn với thời gian nhanh nhất có thể. Chẳng qua là Tần Lạc không muốn một lần nữa để những lời đồn thổi đem tới phiền toái không cần thiết, nên không muốn giải thích cặn kẽ. Hắn không phải không tin những người trong phòng này, mà là khi chuyện chưa được kiểm tra rõ ràng, hắn không tin ai cả. Bạn của cháu, chỉ cần họ có thể gửi dược liệu tới là tốt rồi, Văn Nhân Đình nói. Tần Lạc đi tới bắt mạch cho Mục Nguyệt, cảm giác thể chất của nàng tốt hơn một chút so với ngày hôm qua. Nghĩ đến việc thảo cổ bà bị thương, cũng có ích đối với bệnh tình của nàng. Dược liệu nhanh nhất cũng phải đến 5 giờ chiều mới tới. Mục Nguyệt tạm thời chắc sẽ không có chuyện gì, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nếu như có chuyện gì, thì hãy gọi điện cho cháu ngay nhé. Tần Lạc dặn dò. Cháu ra ngoài làm nốt vài việc. Ừ, cháu cứ đi đi, Văn Nhân Đình đáp lại. Gia gia của cháu tỉnh lại thì nói với ông một tiếng. Ông phải trực tiếp đến xin lỗi ông ấy một tiếng. Ông ấy vì nhà Văn Nhân mà tới đây, vậy mà lại bị thương tổn như vậy. Đó là lỗi của ông. Đó không phải là điều ông muốn mà. Tần Lạc cười nói. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với gia gia đâu. Sẽ tốt đẹp cả thôi, Văn Nhân Đình thở dài nói. Trong gian phòng đơn sơ trống trải, có ánh đèn chói mắt, trên bức tường sơn trắng giống như là một mặt gương bóng loáng, phản chiếu hình bóng của hai người đàn ông áo đen đang bị cột trên hai cây thập tự giá. Bọn họ mặt mày rớm máu, sắc mặt tiều tụy, quần áo trên người có không ít lỗ hổng rách nát. Xung quanh vết rách trên quần áo là những vết máu loang lổ, mặc dù đã khô, nhưng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm lúc đó của họ. Lúc Tần Lạc đẩy cửa tiến vào, ánh mắt của bọn họ thoáng cái liền mở to ra. May mà chưa chết, Tần Lạc cười nói. Anh nói không cho bọn chúng chết thì tất nhiên là bọn chúng không thể chết rồi, Tiểu Lý Phi Đao cười khà khà nói. Sợ bọn chúng chết, tôi còn tử tế dùng bột kim dũng giúp bọn chúng cầm máu. Chỉ có quên không cho chúng ăn cơm uống nước, ai rảnh mà chăm sóc chúng. Vất vả anh rồi, Tần Lạc cảm kích nói. Khách khí làm gì, đều là người mình cả mà, Tiểu Lý Phi Đao khoát tay nói. Có chuyện gì thì cứ nói. Chắc chắn rồi, Tần Lạc gật đầu đáp lại. Tiểu Lý Phi Đao từ túi rút ra một con dao đưa cho Tần Lạc, nói, tôi nghĩ anh cần tới cái này. Cảm ơn, Tần Lạc cười nhận lấy. Tiểu Lý Phi Đao xoay người rời đi, Tần Lạc đóng cửa phòng lại, một mình đi vào bên trong. Chúng mày vẫn nhận ra tao chứ? Tần Lạc cười hỏi. Hai người không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tần Lạc bằng ánh mắt thù hằn, cay độc. Chúng mày hận tao à? Tần Lạc vừa cười vừa hỏi. Chẳng có lý do nào lại thế được. Tao mới là người bị hại chứ. Chúng mày mới là kẻ bắt cóc ông tao, là chúng mày bắn vào ông của tao, giờ chịu một chút oan ức thì chúng mày liền cảm thấy không vừa lòng rồi. Giết tao đi, tên mặt thẹo nói. Hàm răng của hắn đều bị gọt sạch, chỉ có đầu lưỡi còn có thể dùng được. Khi nói toàn thân có rút đau đớn, hơn nữa giọng nói thều thào khó nhọc. Điều đó là không thể. Tần Lạc lắc đầu, chúng mày không làm cho tao dễ chịu chút nào thì tao cũng không thể cho chúng mày được dễ chịu như vậy đâu. Chương 574, mày cắn tao một miếng, tao cũng cắn lại mày một miếng. Nếu mà đạn không cần đến tiền, thì Tần Lạc muốn ngay lập tức lôi hai tên này ra ngoài bắn liền một lúc nửa tiếng đồng hồ luôn. Đạn khô ác cần đến tiền sao? Đúng là không cần tiền thật. Vì dù sao thì đạn mà Tần Lạc dùng đều là do Long Tức cung cấp cho hết. Nhưng Tần Lạc vẫn không nỡ lôi bọn chúng ra ngoài bắn chết. Bọn chúng không thể chết một cách dễ dàng như vậy, phải để cho bọn chúng chết dần chết mòn. Tần Lạc lăm lăm cầm con dao trên tay, hai mắt đảo qua đảo lại trên người của hai tên đó, giống như một tên đồ tể đang đứng trong trại chăn nuôi gia súc, do dự mãi xem rốt cuộc là mình sẽ thịt con lợn nào trước. Nhưng, ánh mắt như vậy mà nhìn lên người của hai tên mặc đồ đen, thì sẽ làm cho bọn chúng cảm thấy như bị lăng nhục, điều này làm cho cả hai tên sát thủ đều vô cùng căm hận. Phải biết rằng, lòng tự tôn của cao thủ là vô cùng cao. Cho dù là những cao thủ bị bắt thì họ vẫn đã từng là một cao thủ. Giết tao đi, tên mặt thẹo khó chịu nói. Hắn ta vừa dứt lời thì lập tức phun ra một miếng máu ứ đọng màu đỏ thẫm. Cho dù có đến nha sĩ để nhổ răng, thì cũng sẽ phải chảy ra một chút máu, huống hồ Tiểu Lý Phi Đao lại còn không phải là một nha sĩ,
mà ông ta dùng dao khoáng một lượt trong miệng của người ta. Chúng mày không phải vội, rồi tao sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng mày thôi. Tần Lạc cười nói, trước khi chết, thì chúng mày phải trả lời một câu hỏi của tao. Nếu không trả lời thì tao sẽ làm cho chúng mày cứ sống mãi thế này. Giết tao đi, giết chết tao đi. Tên mặt thẹo cố gắng giãy giụa, làm cho chiếc xích sắt ở chân và tay cứ kêu lên liên hồi. Tần Lạc cho luôn hắn ta một quyền vào bụng, làm cho thân thể hắn ta dí ở đây biến thành một đường cong, bụng và hông cong về sau đúng theo tư thế hết sức khiêu gợi. Là ai đã sai bảo chúng mày? Tần Lạc hỏi, chỉ cần trả lời câu hỏi này của tao, thì tao sẽ cho chúng mày được thoải mái ngay lập tức. Phụt! Một tên áo đen còn lại nhổ luôn một bãi nước bọt lên người Tần Lạc. Nước bọt màu đỏ thẫm, còn lẫn trong đó không biết bao nhiêu là máu loãng. Tần Lạc cũng không thèm để tâm đến chuyện đó, cứ như chưa hề nhìn thấy vậy, tiếp tục cười nói, tao không bao giờ làm việc ngu ngốc như thế này. Mày đã bao giờ thấy một cao thủ dùng nước bọt mà có thể đánh bại được đối thủ của mình chưa? Tần Lạc tay cầm dao bước tới trước mặt tên đầu cua, dùng dao đưa vài đường nhẹ nhàng lên mặt hắn ta. Vừa mới đụng vào, mặt hắn ta đã xuất hiện một vết nứt màu đỏ rồi. Vết nứt đó nhỏ và mỏng như một sợi chỉ vậy, thuận theo đường trượt của mũi dao trên tay Tần Lạc, thì vết nứt đó ngày càng to, ngày càng sâu, cuối cùng thì nhìn nó giống như một thác nước màu đỏ, phun trào máu tươi ra bên ngoài. Chỉ có dao mới làm bị thương được người ta, Tần Lạc nhìn vào kiệt tác của mình ha hả cười nói. Không thể không nói rằng, vào thời khắc này, Tần Lạc có phần không được bình thường cho lắm. Hắn giờ đây không khác gì mấy tên sát nhân cuồng bạo và biến thái trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Cũng may mà đây là mật thất. Tần Lạc cũng không chuẩn bị làm cho bọn chúng sống sót mà ra khỏi đây. Chẳng có ai biết việc xảy ra ngày hôm nay cả. Như vậy thì hình tượng huy hoàng, vĩ đại, điệu bộ ngại ngùng, e thẹn ngày thường của hắn cũng sẽ chẳng phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Ha ha ha, mày nghĩ là như vậy là có thể làm cho bọn tao phải khuất phục hay sao? Ha ha ha, thật là xem thường chúng tao quá đấy. Tên đầu cua cười lên như điên nói. Chúng tao thì làm gì còn việc gì mà chưa từng trải qua chứ? Tần Lạc gật gật đầu, tán đồng lời nói của bọn chúng. Tao biết là chúng mày đều là tinh anh, đều là chiến sĩ, đều là những người thà chết chứ không chịu nhục, bị đánh đập thế nào cũng không cầu xin. Đánh vài quyền, vạch nhẹ vài cái mà làm cho chúng mày khuất phục thì quả là xem thường chúng mày quá. Thế nhưng, mày biết không? Tần Lạc nói đến đây thì cầm dao lên vạch một đường trên vết thẹo của tên mặt thẹo. Tần Lạc ven theo vết thẹo dài trên mặt hắn ta, từng tí một mở ra một đường trong vết thẹo đã có từ bao năm nay. Rạch nát cả vết thẹo, rạch nát cả da thịt, rạch nát cả mạch máu, và rạch nát cả khuôn mặt của tên mặt thẹo. Máu tươi phun ra như suối, da thịt bong chóc khắp nơi. Màu da đen được kéo ra hai bên, hé ra một lỗ hổng khá lớn, lộ rõ từng thớ thịt đỏ chót còn đang rung lên từng hồi. Đúng vậy, da thịt bong chóc nát bấy chính là nói cảnh tượng như thế này ở trước mắt. Vì vết thẹo đó dài đến ấn đường, nên dĩ nhiên là máu sẽ chảy vào mắt hắn ta rồi. Giờ đây, lông mày của hắn ta đã được nhuốm đỏ, mắt đỏ, mũi đỏ, đến miệng cũng trở nên đỏ chót. Một khuôn mặt muốn được đanh ác thế nào thì có đanh ác thế đó, muốn được kinh dị thế nào thì có kinh dị thế đó, giống như bộ dạng của nhân vật Lý Đại Trùy khi ăn thịt người, một trong 10 đại ác nhân ở trong Tuyệt Đại Song Kiêu, vậy. Không ai trên đời này lại không yêu cái đẹp cả. Tên mặt thẹo rõ ràng là rất để tâm đến vết thẹo từ trước đến giờ chưa bao giờ làm tăng thêm mỹ quan cho hắn ta cả vậy mà giờ đây khi bị Tần Lạc rạch cho một đường thì lại khiến cho hắn trở nên ngày càng xấu hơn. Khốn nạn, khốn nạn. Nếu hôm nay mà mày dám không giết chết tao, thì tao nhất định sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Tên mặt thẹo nhắm nghiền mắt lại, giống lên chửi mắng. Mày nghĩ nhiều quá rồi. Tần Lạc rút một chiếc khăn tay ra lau đi những vệt máu còn dính lại trên lưỡi dao, nói, tao đâu có nói là không giết mày đâu. Tần Lạc vô cùng hài lòng với hai huyết đồ mà hắn tự tay mình vẽ lên, hắn nhìn kỹ thưởng thức một hồi rồi nói, tao biết là hai người chúng mày đều rất có cốt khí, nhưng tao lại không có cách nào để xác định xem trong hai chúng mày ai mới là người có cốt khí hơn. Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé. Nếu hai người không lên tiếng chối từ thì coi như là đồng ý gia nhập trò chơi. Ok. Tần Lạc thấy hai người bọn họ đều im lặng không nói thì nói, được rồi. Xem ra chúng mày cũng đều muốn chơi phải không? Quy tắc trò chơi là thế này, tao là chủ khảo và cũng là trọng tài, tao dùng mọi thủ đoạn để ngược đãi chúng mày, ai không kiên trì được thì hãy trả lời tao một câu hỏi,
sau đó tao sẽ làm cho chúng mày trở nên thoải mái hơn. Nếu hai người chúng mày ai cũng kiên trì đến cùng thì trò chơi này cũng sẽ được tiếp tục mãi. Tần Lạc lấy chiếc di động ra xem thời gian, nói, trước 5 giờ chiều ngày hôm nay thì tao chẳng có việc gì quan trọng cả. Chúng ta có khoảng 7 tiếng để chơi. 7 giờ đồng hồ, là thời gian làm việc một ngày của một người đi làm công sở, là thời gian mà một người tài xế chạy cả gần 1000 cây đường dài, là thời gian cho một người phụ nữ trang điểm trong 3, 4 lần, cũng là thời gian để một người đàn ông liên tục chiến đấu trên giường 3, 4 lần. Nếu tốc độ nhanh hơn thì những con số này còn có thể gia tăng hơn nữa. Tất nhiên, đây cũng là thời gian mà Tần Lạc và hai tên mặc đồ đen này chơi trò chơi. Nghĩ một lúc, Tần Lạc bổ sung thêm, đừng vội nghĩ rằng nếu người đầu tiên nhận tội rồi thì người thứ hai có thể chết cùng ngay lập tức. Nếu người thứ nhất khai ra, vậy thì việc tử vong của người thứ hai sẽ được kéo dài tới ngày hôm sau. Tao là một bác sĩ trung y, vì vậy mà có thể làm cho chúng mày sống không bằng chết, lê lết thêm được 24 giờ đồng hồ nữa. Tin tao đi, tao có thể làm được điều này. Tần Lạc tóm lấy tay trái đang được trói chặt vào khung sắt của tên mặt thẹo, sau đó dùng con dao găm đâm thẳng qua lòng bàn tay hắn ta, nói, trò chơi bắt đầu. À, 10 ngón tay liền với tim, vì vậy mà tay đứt ruột đau. Tay của tên mặt thẹo bị đâm vào như vậy thì đau đến toàn thân run rẩy liên hồi. Trán hắn ta vã mồ hôi hột, hai mắt trợn ngược lên, tượng trưng cho cái cảm giác đau đớn này đã được lan truyền ra toàn thân và đạt tới cực điểm. Mày có chắc là sẽ không nói cho tao biết là ai đã sai chúng mày, phải không? Tần Lạc sau khi đâm vào tay tên mặt thẹo thì quay mặt sang một bên hỏi. Con mẹ nhà mày, mặt thẹo lớn tiếng chửi. Được thôi, giờ đến đứa thứ hai, Tần Lạc nói. Hắn bước đến trước mặt tên đầu cua, hỏi, mày có nhìn thấy việc mà tao vừa làm không? Nếu bây giờ mà mày nói cho tao biết thì tao sẽ cho mày ra đi một cách thanh thản hơn. Làm cho mày không có bất kỳ cảm giác đau khổ nào. Không những thế, tao còn cho mày chọn lựa phương thức chết cho riêng mình. Cho dù mày có muốn đảm bảo thân hình được hoàn thiện mà chọn cách uống thuốc tự sát thì tao cũng chấp nhận. Cút mẹ mày đi, đầu cua lại một lần nữa nhổ bãi nước bọt vào mặt Tần Lạc. Tần Lạc lại rất mực đề phòng tên tiện nhân này, nên hắn làm sao lại có thể để tên đầu cua nhổ vào mình lần nữa chứ? Đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, đã khiến cho cái vũ khí buồn nôn mà lại chẳng có lấy một chút sát thương gì phải thất bại. Ồ, thế có nghĩa là mày đã từ chối lòng tốt của tao đấy. Tần Lạc nói. Hắn dùng sức dí sát tay của đầu cua lên chiếc cột đá, sau đó hắn giơ cao chiếc dao găm trong tay mình lên, đâm thẳng vào giữa bàn tay của đầu cua. À, đầu cua kêu gào thảm thiết. Sự đau đớn như vậy, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Tao đờ. Mày nói cái gì? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Đờ con mẹ mày, một lúc sau, đầu cua mới bổ sung tiếp mấy chữ sau. Thế mới phải chứ, Tần Lạc cười nói, mày mới nói có hai từ trước, làm tao lại cứ tưởng là mày bị tao đâm cho thích quá cơ. Trong lúc nói, Tần Lạc đột nhiên khẽ xoay xoay con dao găm vẫn đang được đâm trong lòng bàn tay đầu cua. Hắn xoay cả nửa vòng tròn trong lòng bàn tay đầu cua một cách trắng trợn. Vốn dĩ là Tần Lạc muốn quay cả một vòng tròn cơ, nhưng vì lưỡi dao đụng phải xương nên bị mắc kẹt không xoay được nữa. Á, đầu cua kêu lên thất thanh từng hồi. Nghe như thể sắp lên đến đỉnh rồi vậy. Có biết vì sao tao lại xoay vòng như vậy không? Tần Lạc cười hỏi. Đầu cua há hốc miệng chửi thì lại bị Tần Lạc làm cho phải thu những lời nói đó về. Tên khốn nạn, cặn bã này mặc dù làm cho người ta thấy ghét, nhưng câu nói của hắn cũng khá là đúng. Nước bọt thì không thể làm bị thương người được, phải là dao mới được. Bởi vì, tao đã biểu diễn cảnh kinh dị này ở người bạn đồng hành của mày trước, như thế thì mày sẽ thầm ám chỉ cho mình. Hơn nữa trong đầu sẽ mô phỏng theo phản ứng của mình sau khi phải chịu nỗi khổ này. Nếu mà như thế thì khi sự đau khổ này được thể hiện trên người mày, thì mày sẽ không quá kinh hoàng và cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Bởi vì mày cũng đã phải chịu một lần rồi, tuy rằng lần đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tần Lạc cười nói tiếp, đây là kiến thức về tâm lý học, mày không hiểu đâu. Vì vậy mà tao muốn cho chúng mày một chút thay đổi. Tần Lạc rút con dao trong lòng bàn tay hắn ta ra. Lại một tiếng á to đến rợn người được cất lên. Mỗi một lần tao thể hiện thủ pháp trên người của đồng bọn của mày thì cũng thể hiện y như vậy trên người mày. Có điều, làm xong rồi thì sẽ có một chút thay đổi so với trước. Mày sau khi thấy đồng bọn của mày phải chịu khổ như vậy mà vẫn không muốn phối hợp với tao, thì tất nhiên là phải bị trừng phạt thêm nữa. Tần Lạc ngồi xổm xuống, dùng dao găm rạch luôn chiếc quần ở đầu gối của mặt thẹo ra.
Sau đó, toàn bộ đầu gối của Mặt Thẹo đã được phơi bày ra trước mắt Tần Lạc. Tần Lạc lại một lần nữa dùng dao men theo xương bánh chè ở đầu gối của hắn ta mà vẽ ra một vòng hình elip. Bọn chúng làm cho chân của ông nội tàn phế thì Tần Lạc cũng sẽ làm cho chân bọn chúng tàn phế. Hắn chuẩn bị tháo rời xương bánh chè của tên Mặt Thẹo ra, sau đó đem nó về cho thần khuyển Tây Tạng ăn. A, giết tao đi, để tao được chết. Mặt Thẹo rõ ràng là không thể chịu đựng được thêm nỗi dày vò này nữa, hắn ta gào thét đến khản giọng. Sự đau đớn này làm cho hắn ta không thể thốt ra thành lời. Chương 575, khai nhận,